Mời các bạn nghe phần 2, lúc đầu tề đế chạy đến theo lời bẩm báo, cũng không ngờ cục diện lại thành ra tình trạng bực mình như thế, liền quên không để cho tông thân dòng họ tránh đi. Khi ông nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tiêu minh triệt, trên người hình như còn khoác ngoại bào của nữ tử hoàng tộc Ngụy Quốc, sắc mặt vốn đang giận dữ lại càng đen hơn. Ông áp chế lửa giận, lệnh cho người hầu bên cạnh mang tiêu minh triệt đi xử lý miệng vết thương. Phía sau lưng nhiều gai đâm như vậy, nếu không gấp ra, không biết thương thế còn biến thành cái dạng gì nữa. Tuy không vui, nhưng rốt cuộc vẫn là con ruột của mình. Trước mắt bao nhiêu người thế này, nếu hoàn toàn không quan tâm thì cũng không hay cho lắm. Tiêu Minh triệt vốn không muốn đi, lộ vẻ sợ Lý Phượng Minh ở lại một mình sẽ chịu thiệt thòi. Lý Phượng Minh nhận ra được ý tứ kháng cự quanh người hắn, liền vỗ nhẹ cánh tay hắn, dùng ánh mắt ý bảo hắn an tâm, trong miệng vẫn còn hơi run rẩy nói, "Đa tạ phụ hoàng." Tiếp theo, tề đế lệnh cho người bên ngoài rời khỏi Trắc viện, chỉ gọi Lý Phượng Minh, Tiền chiêu Nghi cùng thái tử tiến vào chính sảnh Trắc viện nhìn thấy tề đế tiền chiêu nghi lúc trước còn kinh hoàng luống cuống bỗng nhiên tỉnh táo trở lại ban đầu khi lý phượng minh mạnh mẽ xông vào tiền chiêu nghi bị đánh cho trở tay không kịp nàng được tề đế cho phép ở đây dạy dỗ tiêu minh triệt cho dù thái tử muốn nhúng tay vào việc này cũng sẽ không quyết đoán như thế nữ tử tề quốc cho dù có là hoàng hậu cao quý cũng không xử sự ngông cuồng như vậy kiểu như lý phượng minh này tiền chiêu nghi thật sự chưa từng thấy qua ngay sau đó lý phượng minh lại khơi ra quan hệ ngoại giao của hai nước cái mũ lớn như vậy Đối với người không hiểu quốc chính triều vụ như tiền chiêu nghi, sao có thể không hoảng hốt được? Hai chiêu trước sau đều không theo lối thoát, tiền chiêu nghi nhất thời không có chủ ý, cho nên mới ứng đối không theo kết cấu gì. Tề đế đến, với bà mà nói giống như một viên thuốc an thần. Bà vào cung 20 năm, vốn nên là một vị phi tử bước đi vô cùng khó khăn ở hậu cung tề quốc. Nhà ngoại không có gia thế, chính mình lại chưa thể thành công sinh dục hoàng tử. Hoàng tử tiêu minh triệt dưới danh nghĩa lại bị thái hoàng thái hậu đón đi, đã thế còn không được tề đế coi trọng nhưng tề đế đối với bà mặc dù không quá thịnh sủng nhưng chưa bao giờ lạnh nhạt bà cho nên bà ở trong đám nữ nhân trong hậu cung cũng chưa từng phải chịu thiệt thòi bởi vì bà biết rõ ở trước mặt tề đế nên nói như thế nào làm như thế nào vào trong sảnh tề đế ngồi ngay ngắn trên chủ vị trầm mặt nhìn lướt qua mọi người dưới ghế cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên mặt tiền chiêu nghi đây là đang náo loạn cái gì khuôn mặt ông mang theo tức giận giọng nói cũng không lớn dường như đang cố kìm nén vẻ mặt cùng giọng điệu mâu thuẫn với nhau này khiến cho mọi người không dám tùy tiện phỏng đoán thái độ của ông. Tiền Chiêu Nghi nhẹ nhàng bái lễ, dùng lụa khẽ lau mí mắt, trong giọng nói mềm mại tràn đầy bất an cùng tự trách. Với sự ngưỡng mộ toàn tâm toàn ý của Đường tỷ đối với bệ hạ, nếu nàng còn sống, nhất định sẽ dạy bảo Minh Triệt vô cùng cực tốt, tuyệt đối sẽ không khiến bệ hạ thất vọng. Thần thiếp hôm nay thấy Minh Triệt chọc giận Thánh Tâm, liền vô cùng sợ hãi, cũng là hận sắt không thành thép. Bà dám đối với Tiêu Minh Triệt như vậy, hiển nhiên có thể đế ngầm đồng ý dung túng. Mà sở dĩ bà có thể có được phần ngầm đồng ý cùng dung túng này là bởi vì bà biết rõ tâm tư của tế đế, nhất là loại tâm tư phức tạp của tế đế đối với tiêu minh triệt. Nói đến đây, bà hơi dương mắt lên, sóng mắt e sợ dịu dàng dò xét tế đế, dường như đang bất an. Thần thiếp xuất thân nghèo hèn, trưởng thành liền vào cung làm bạn giá, mặc dù có được thánh ân may mắn chiếm lấy vị trí chiêu nghi, nhưng nói cho cùng vẫn là một phụ nhân trong thâm cung, kiến thức thiền cận. Mỗi khi gặp đại sự liên quan đến thể thống hoàng tộc, đều sẽ thiếu kiên nhẫn hôm nay thần thiếp quên mất chừng mực nên có lẽ có chút sơ suất kính xin bệ hạ trách phạt lý phượng minh trầm mặc đứng ngoài quan sát chợt như bừng tỉnh đại ngộ đầu tiên tiền chiêu nghi lôi đường tỷ quá cố tiền bảo từ ra để nói chuyện âm thầm nhắc nhở tế đế cái chết của tiền bảo từ là bởi vì tiêu minh triệt mà ra thành công làm sâu sắc thêm sự chán ghét của tế đế đối với tiêu minh triệt sau đó bà lại bày ra tư thái tiểu phụ nhân ôn nhu săn sóc khiêm tốn tự biết không dấu vết biểu lộ lòng trung thành mãnh liệt từng câu từng chữ đều chĩa về phía bởi vì bản thân quá quan tâm đến vui buồn của hoàng đế nên mới nóng lòng muốn bảo vệ lấy lòng tề đế nghe xong nhất định rất hưởng thụ đương nhiên sẽ thiên vị bà một chút nếu tiêu minh triệt cứ cứng rắn chống lại đó chính là khiêu khích với uy quyền của phụ hoàng tất nhiên là không chiếm được tiện nghi nhưng hắn thân là hoàng tử nếu làm ra mấy hành động giả ngoan bán thảm lấy lòng giống mấy phụ nhân hậu cung thì chỉ khiến tề đế đối với hắn càng thêm thất vọng sau đó là chán ghét mà vứt bỏ thí dụ như thái tử mẹ đẻ của hắn là đương kim hoàng hậu tề quốc lại ví dụ như hàng vương mẹ đẻ của hắn là thục quý phi khi hai vị hoàng tử này không tiện giả bộ bán thảm tranh thủ lấy thánh tâm chiều mến tự nhiên sẽ có hoàng hậu cùng thục quý phi trợ lực làm thay như thế ở trước thánh giá tự nhiên có thêm vài phần đường lui mà tiêu minh triệt trước đây không có ai làm người trợ lực này thay hắn cho nên hắn cái gì cũng không làm được quả nhiên tề đế nghe xong lời của tiền chiêu nghi liền gật đầu mang theo ý chấn an nhàn nhạt, nhạt sau đó chuyển hướng nhìn về phía Lý Phượng Minh, vẻ mặt âm trầm càng thêm kín kẽ. Tiền chương nghi ôn nhu dịu giọng, bệ hạ bớt giận. Thần thiếp hôm nay lĩnh khẩu dụ của bệ hạ có trách nhiệm dạy dỗ, ước thúc đối với ngũ hoàng tử. Hoài vương phi cố ý xông vào cản trở, tuy có ngũ nghịch thánh ý, nhưng nữ tử nước ngụy cùng nữ tử nước tề, bà mang theo ý vị sâu xa mà dừng lại, sau đó mới lại tiếp tục. Cuối cùng vẫn có sự khác biệt, nàng vốn là con gái của nữ vương ngụy quốc, đến tề quốc còn chưa đầy một năm trước đây lại được Thái Hoàng Thái Hậu dung túng. Sau khi kết hôn ít người ở bên cạnh ràng buộc dạy bảo, nên trong lòng còn chưa hoàn toàn quy phục thiên uy đại tề ta, mong bệ hạ sẽ khoan thứ một hai. Có lẽ tiền chiêu nghi không có bản lĩnh lớn trong những chuyện khác, nhưng việc dùng từ ngữ gì có thể khuấy động tâm tư tề đế, việc này hiển nhiên bà rất tinh thông. Những lời này nhìn như đang cầu tình cho Lý Phượng Minh, nhưng đối với tề đế mà nói, lại không khác gì thêm dầu vào lửa. Lý Phượng Minh hòa thân đến nước tề, tính toán đâu ra đấy cũng mới nửa năm, từ trong miệng tiền chiêu nghi liền trở thành chưa tới một năm lại có nữ vương ngụy quốc trong lòng còn chưa hoàn toàn quy phục thiên uy đại tề ta quân chủ tề quốc nghe thấy lời này có thể không trói tai sao quan trọng nhất là câu sau khi kết hôn ít người ở bên cạnh ràng buộc dạy bảo lý phượng minh nghe hiểu đây là đang ám chỉ nên đem nàng giao cho mẹ chồng trên danh nghĩa tiền chiêu nghi quản thúc nàng có thể nghe ra được ý ở ngoài lời này tề đế đương nhiên cũng nghe hiểu chỉ dựa vào điều này Lý Phượng Minh đã muốn khen tiền chiêu nghi một câu, 20 năm nay quả không uổng công. Ít nhất đã am hiểu được việc dùng sự khôn khéo để duy trì đường sống. Đáng tiếc, kỹ năng này của tiền chiêu nghi là sau khi trưởng thành vào cung mới học được mà Lý Phượng Minh từ nhỏ đã biết. Mặc dù hai nước tề, ngụy có tình trạng khác nhau, nhưng tâm tư bên trong của đế vương các nước trong thiên hạ sẽ luôn có chút điểm chung không thể tránh được. Lý Phượng Minh cười lạnh trong lòng, mặc kệ là hoàng đế nước nào, gặp phải tình cảnh thể thống và mặt mũi của hoàng tộc cùng sủng phi ôn nhu kiều diễm đồng thời rơi xuống nước tất nhiên phải cứu cái đằng trước trước hoài vương phi tề đế không mặn không nhạt điểm tên tề tê ngụy mỗi nước đều có quốc pháp riêng ngụy quốc thịnh hành phương pháp nam nữ trách nhiệm quyền hành tương đương thiên hạ đều biết nữ tử ngụy quốc rất giỏi nhưng có phải ngươi quên rồi hay không nơi này là đại tề lý phượng minh cất bước tiến lên bái lễ trả lời hồi phụ hoàng đã hòa thân tới nước tề thì phải tuân theo quy chế của tề Nhi thần bây giờ đầu tiên là Hoài Vương Phi, sau đó mới là công chúa Ngụy Quốc. Tê Đế lại nói, vậy ngươi cảm thấy Hoài Vương không nên bị trách phạt, cho nên trong lòng có oán hận đối với chấm. Thỉnh phụ Hoàng Minh dám, mấy tháng trước, Hoài Vương Điện Hạ mặc dù ở tiền tuyến chiến đấu đến đổ máu, vẫn không quên tranh thủ thời gian trong lúc bận rộn cấp bách truyền thư về nhà, đối với Nhi thần rất siêng năng dạy dỗ. Lý Phượng Minh nhu thuận khiêm tốn nhưng không đến mức nịnh nọt, hết thảy đều vừa vặn. Cho nên Nhi thần biết rõ, phụ hoàng đối với phu phụ chúng ta mà nói, vừa là quân vừa là cha lôi đình mưa móc đều là thiên ân chúng nhi thần được sủng mà lo còn chưa kịp nên tuyệt không có nửa điểm oán giận tề đế nửa tin nửa ngờ vuốt vuốt cằm lại nói nếu như thế vậy vì sao ngươi lại làm ra hành động hôm nay lý phượng minh ngẩng đầu đứng thẳng được phu quân dạy dỗ mấy tháng nhi thần ghi nhớ trách nhiệm của hoài vương phi đại tề nên đương nhiên phải tận tâm bảo vệ giữ gìn thể diện mặt mũi hoàng tộc họ tiêu rồi lần đối đáp này đã đem lời ngỗ nghịch thành ý trong lòng còn chưa quy phục hoàn toàn thiên uy đại tề ta của tiền chiêu nghi tiêu mất hầu như không còn còn thuận tiện nâng tiêu minh triệt không có mặt lên cao chút thân sắc tề đế hơi chậm lại ý của ngươi là mẫu phi ngươi hôm nay dạy bảo hoài vương như vậy là có chỗ không hợp thể thống của hoàng tộc đại tề ta phụ hoàng minh giám trước đó ở tử cực viên ngài lệnh cho mẫu phi đi thực hiện trách nhiệm dạy bảo hoài vương điện hạ chứ không phải là đánh đập càng không phải là dùng gia pháp đánh đập đi quá giới hạn quy chế của hoàng tộc hàng mi dài của lý phượng minh khẽ rủ xuống làm ra vẻ hoảng hốt lo sợ. Có một số lời, nếu Tiêu Minh Triệt nói ra, Tiền Chiêu Nghi chỉ cần bám lấy thân phận gì cùng mẹ nuôi, dùng một chữ hiếu trống rỗng là có thể dễ dàng đè ép hắn. Nhưng Lý Phượng Minh lại khác. Mặc dù trên danh nghĩa cũng theo Tiêu Minh Triệt gọi Tiền Chiêu Nghi là mẫu phi, nhưng nàng không phải do Tiền Chiêu Nghi sinh ra, cũng không phải được Tiền Chiêu Nghi nuôi dưỡng, chỉ cần không lộ ra nhược điểm quá lớn, hiếu cùng bất hiếu, nói thẳng ra cũng chỉ là chuyện như vậy thôi. Nàng là công chúa hòa thân từ nước láng giềng tới, nói thế nào cũng coi như là cầu nối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tề đế đối với nàng có chút cố kỵ, nếu không nắm chắc 10 phần thì cũng không bao giờ dám đối xử với nàng giống như đối đãi với tiêu minh triệt. Mẫu phi là chiêu nghi cao quý nhưng lại bị sự tức giận che mờ mắt nên khi phụ mệnh của phụ hoàng nhất thời hiểu sai ý, khinh xuất vượt qua quy chế gia pháp hoàng tộc, dùng cành mận gai đánh đập hành hạ thân vương đã khai phủ, hành động này mười phần không ổn, đối với uy nghiêm của thiên tử lại càng tổn hại hơn. Cái gọi là thể thống và thể diện của hoàng tộc đại tề thực tế mà nói, còn không phải là uy nghiêm của phụ hoàng sao. Vừa nói đến đây, trách nhiệm chủ yếu của tế đế trong việc này bỗng chốc đã bị đổ lên đầu tiền chiêu nghi. Mẫu phi cũng nhất thời hồ đồ, lại quên hoài vương điện hạ không chỉ là con nuôi của người, mà còn là huyết mạch long dệ của phụ hoàng, còn là thân vương trưởng thành đã khai phủ, vừa mới từ chiến trường đẫm máu trở về. Hôm nay hiểu sai thánh ý nên làm việc vượt quá trọng trách, nếu không cẩn thận vô tình để tiếng gió truyền ra ngoài, mặt mũi phụ hoàng biết đặt ở đâu. Thể thống hoàng tộc để ở đâu, triều chính sẽ nghị luận như thế nào rồi đến mẫu phi lúc đó biết phải xử sự ra sao nhi thần lo âu đủ thứ chuyện nên cho dù mạo hiểm mắc phải tội danh va chạm mẫu phi cũng nhất định phải ngăn cản bà tiếp tục phạm sai lầm lý phượng minh chắc chắn tề đế còn muốn mặt mũi nên cho dù thật sự có tâm tư ngầm đồng cho ý tiền chiêu nghi ngược đãi tiêu minh triệt cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mà tiền chiêu nghi cũng muốn mạng sẽ không dám đem sự thật nói toạc ra tề đế nắm tay chống lên môi ho nhẹ hai tiếng thấy thái độ của ông bắt đầu buông lỏng Lý Phượng Minh liền thừa thắng xông lên, bắt đầu dùng mấy lời nói khiêm tốn vừa rồi của tiền chiêu nghi trả lại cho bà. Đúng như lời mẫu phi vừa nói, bà ở trong thâm cung lâu ngày, mọi việc đều lấy phụ hoàng làm trọng, tâm ý vô cùng chân thành. Nhưng bởi vì xuất thân nghèo khó, kiến thức có hạn, chỉ dựa vào sủng ái che chở của bệ hạ làm chiêu nghi suốt 20 năm, nên về đại cục thể thống vẫn không đủ quen thuộc như cũ. Cho nên hôm nay mới không thể lĩnh hội chính xác khẩu dụ phụ hoàng, làm việc không có phân tắc chừng mực như vậy. Sắc mặt tiền chiêu nghi vừa xanh vừa trắng, vẻ buồn bực nóng nảy lộ hẳn ra mặt trong lúc nhất thời lại không biết phản bác sao lý phượng minh cũng giống như bà lúc trước nói đến cuối cùng liền giả làm người tốt nhìn như cầu tình nhưng kỳ thực lại dẫm lên bà một cước một lần nữa khẳng định hành động hôm nay của bà chính là sơ suất như thần cả gan xin phụ hoàng nghĩ đến tình cảm của mẫu phi mà tha thứ cho lỗi lầm của bà tê đế trầm mặc một lát không nói phải xử trí tiền chiêu nghi như thế nào chỉ để cho bà lui ra trước lại sai người đi xem thương thế của tiêu minh triệt xử lý như thế nào Lý Phượng Minh không nóng nảy, cho dù Tế Đế muốn tiếp tục bao che cho Tiền Chiêu Nghi, nàng cũng an phận cẩn tuân theo phán quyết của thành ý. Tế Đế đối với phản ứng của nàng rõ ràng cực kỳ hài lòng, khi đặt câu hỏi lần nữa, ngữ khí liền có thêm một tia lười biếng tùy ý, theo cách nói của ngươi, ngươi hôm nay không những không sai, mà còn có công. Nhi thần không dám, Mẫu phi có sai lầm của Mẫu phi, Nhi thần cũng có cái không đúng của Nhi thần. Lý Phượng Minh ngoan ngoãn thuận theo mà hành lễ xin lỗi, mặc dù chuyện xảy ra có nguyên nhân nhưng va chạm tôn trưởng quả thật không đúng. Nhi thần sẽ đi lĩnh phạt, sau này cũng sẽ chăm chỉ học hỏi hơn. Tề đế nhớ mày cười nhạt, nếu mẫu phi ngươi về thể thống đại cục không đủ thông thạo, nói vậy cũng không thể dạy được ngươi, nhưng cũng không thể do chấm tự mình dạy dỗ chứ. Theo phong tục dân tình Tề quốc, đừng nói ông là hoàng đế, cho dù là người bình thường, cũng không có chuyện hoang đường như cha chồng dạy con dâu. Phụ hoàng nói đùa rồi, Lý Phượng Minh vô tội nghi hoặc, theo hoàng luật đại tề, Trung cung hoàng hậu đã thống lĩnh lục cung, có trách nhiệm ước thúc phi tần, đồng thời cũng là mẹ cả của chư vị hoàng tử. Nói xong, nàng dùng đuôi mắt hơi liếc về phía thái tử. Tiền chiêu nghi đã bị tề đế đuổi ra ngoài, cho nên bà tạm thời sẽ không biết lý phượng minh đối với bà còn có chiêu sau. Ở hậu cung tề đế, nếu bàn về người chân chính được sủng ái, người đứng đầu đương nhiên không phải là tiền chiêu nghi mà là mẹ đẻ của hằng vương thục quý phi. Hoàng hậu tề quốc bị thục quý phi vô hình áp chế đã vài năm, việc này gần như cả thiên hạ đều biết. Nếu không phải như vậy, Hàng Vương cũng không dễ dàng có địa vị ngang hàng với thái tử như bây giờ. Lúc trước Lý Phượng Minh dám nói với Tiêu Minh Triệt rằng ngài muốn đều sẽ có, chủ yếu là bởi vì từ trước đến nay nàng rất am hiểu việc mượn sức đánh sức. Cái thang này đưa qua, chỉ cần thái tử nhận, hoàng hậu muốn lập uy, tất sẽ là người đầu tiên thu thập tiền chiêu nghi. Những chuyện còn lại nàng hoàn toàn không cần quan tâm. Thái tử Tiêu Minh tuyên vốn ôm thái độ lạnh lùng xem náo nhiệt, nhưng hắn thân là thái tử tế quốc, cũng không phải kẻ ngốc chỉ biết ngồi xem cơ hội trời ban chuồn mất hắn lập tức thuận thế leo lên chấp lễ lên tiếng phụ hoàng rung bẩm đang nói tiêu minh triệt vừa xử lý xong vết thương cũng được tề đế ra hiệu tiến vào tiêu minh triệt hướng tề đế chấp lễ sau đó liền trầm mặc đứng bên cạnh lý phượng minh thế là tề đế nhấc tay lên ra hiệu cho thái tử tiếp tục nói đi thái tử không nhanh không chậm khởi động lại đề tài nhi thần cho rằng hoài vương phi nói rất đúng mẫu hậu vừa có chức vụ quản thúc phi tần thân là mẹ cả của chư vị hoàng tử cũng xác thực có trách nhiệm dạy dỗ nội quyến của các hoàng tử mặc dù tiêu minh triệt có lúc không thể lập tức hiểu được ý tứ tầng thứ hai của trong lời nói của người khác nhưng hắn không ngốc hắn thuận theo lời thái tử nói suy nghĩ một chút liền đại khái hiểu được lý phượng minh đã thay hắn trải đường như thế nào tiêu minh triệt rũ mắt không nói gì đây là lần thứ hai trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi hắn bị lý phượng minh làm cho chấn động trong lòng cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn tề đế hỏi thái tử ý của ngươi là gì Hoài Vương Phi hôm nay xúc động mạo phạm tiền chiêu nghi, điều tra nguyên nhân gốc rễ vẫn là bởi vì nàng từ khi tới luôn ở sâu tít trong hành cung, rất nhiều chuyện không có ai chỉ bảo. Như thần cả gan khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn, khoan nhượng đối với thời gian cấm túc của lão ngũ. Như thế, Hoài Vương Phi cũng nhanh chóng được đến trước mặt mẫu hậu lãnh phạt, nghe dạy bảo. Thái tử nói rất nghĩa khí, thay mẫu hậu nhà mình nhận đại lễ Lý Phượng Minh đưa, trở tay liền tặng lại cho tiêu minh triệt một phần hồi lễ hậu hĩnh. Trước mắt hạ vọng thủ sĩ chỉ còn hai tháng nữa là đến, tới lúc đó có một số trường hợp cần ngũ đệ muội theo lão ngũ tham dự đi lại nếu nàng có thể sớm lắng nghe mẫu hậu dạy dỗ cũng tránh về sau lại mắc sai lầm lời này chẳng khác nào thái tử bảo đảm mong tề đế cho tiêu minh triệt cơ hội tham dự hạ vọng thủ sĩ tiêu minh triệt hơi nghiêng đầu cổ họng lăn lăn vài cái ánh mắt nhìn về phía lý phượng minh rất là vi diệu khóe môi lý phượng minh khẽ nhếch vụng trộm nháy mắt với hắn phần linh động kiều mị không tự biết kia như một mũi tên vô hình xuyên thẳng vào giữa ngực trái tiêu minh triệt Quanh thân hắn bỗng chốc căng thẳng, chật vật rời ánh mắt ra. Không cảm thấy đau đớn, chỉ là có chút hoảng hốt, có chút phiền phức, có chút ngứa. "Lão Ngũ, ngươi thấy như thế nào?" Ngữ khí của Tề đế có chút lãnh đạm. Tiêu Minh Triệt lấy lại tinh thần bình tĩnh lại, lập tức bái lễ đáp, "Cẩn tuân thánh dụ của phụ hoàng." Tề đế gật đầu, "Vậy cứ làm theo lời thái tử nói đi." "Phụ hoàng, Nhi thần còn có một chuyện." Động tác bái lễ của Tiêu Minh Triệt vẫn không thay đổi, "Phượng Minh, hôm nay nàng va chạm mẫu phi." là do nhi thần dạy vợ chưa tốt tiếng phượng minh không quá tự nhiên này khiến lý phượng minh đứng ở phía sau hắn làm con chim cút hiền thục trong lòng lập tức hô to gặp quỷ lại có chút muốn cười xem ra tiêu minh triệt người này ngược lại cũng có tâm trên ghế chính tề đế nhíu mày ngươi muốn làm cái gì trận phạt này của nàng mi mắt tiêu minh triệt rũ xuống tiếng nói chậm chậm lại kiên định xin hãy để nhi thần thay nàng tới trước mặt hoàng hậu nhận lấy hàn biết hoàng hậu không phải tiền chiêu nghi sẽ không thật sự thế này thế kia với Lý Phượng Minh hơn phân nửa chỉ là dạy dỗ qua loa lấy lệ một chút cho xong nhưng hắn ngay cả chút qua loa lấy lệ này cũng không muốn để cho Lý Phượng Minh phải chịu đừng hỏi là vì cái gì hắn không biết chỉ là không muốn mà thôi đến cuối cùng Tề Đế vẫn không đề cập đến tiền chiêu nghi nửa chữ càng không nói sẽ xử trí bà như thế nào Tề Đế như thế Lý Phượng Minh cũng biết ý mà dừng không tiếp tục mãnh liệt truy đuổi chuyện của tiền chiêu nghi nữa nàng biết. Mặc dù tê đế có chút cố kỵ nhượng bộ đối với thân phận công chúa hòa thân của nàng, nhưng đó cũng chỉ có giới hạn. Lý Phượng Minh biết tiến biết lùi khiến cho tê đế có chút hưởng thụ, giọng điệu nói chuyện cũng hòa ái hơn ba phần. Tê đế làm theo lời cầu tình của thái tử, cho phép tiêu minh triệt tham dự hạ vọng thủ sĩ vào tháng 6 năm nay, cũng giảm thời gian cấm túc của hắn từ 3 tháng xuống còn một tháng. Bởi vì trước đó hắn đã ở hành cung hơn 10 ngày, nên điều này có nghĩa là hắn và Lý Phượng Minh đến đầu tháng sau là có thể giải lệnh cấm hồi phủ về phần thỉnh cầu bị phạt thay vợ của tiêu minh triệt tề đế không cho ý kiến chỉ bảo hắn đến lúc đó nghe ý tứ của hoàng hậu một trận náo loạn này xong tề đế có vẻ khá mệt mỏi ông dùng ngón tay dài xoa lấy huyệt vị trên thái dương rồi lệnh cho thái tử và vợ chồng tiêu minh triệt ra ngoài tiêu minh triệt cùng lý phượng minh mới vừa ra khỏi tử cực viên còn chưa đi được bao xa thái tử liền đi theo gọi bọn họ lại sau khi đứng lại thái tử liếc mắt nhìn lý phượng minh một cái nhận thấy trong ánh mắt hắn như có như không một tia tìm tòi nghiên cứu Lý Phượng Minh cười cười, nếu thái tử cùng Hoài Vương Điện Hạ đã có việc muốn nói. Nàng vốn định nói mình về trường phong uyển trước, nhưng còn chưa nói xong, tiêu minh triệt đã quay đầu đánh gãy, đi đến tàng cây phía trước chờ, không được đi xa. Theo quy chế nước tề, nữ tử sau khi thành hôn, lúc nào cũng phải nghe theo lời phu quân nói. Cho dù trong âm thầm Lý Phượng Minh và Tiêu Minh Triệt có ước định vợ chồng ngoài mặt, nhưng trước mắt trước mắt thái tử, dù sao cũng phải làm tốt công phu bề ngoài này. Được, Lý Phượng Minh siết chặt áo lông cáo đỏ trên người lại, sau khi phúc lễ liền làm theo ý tứ của Tiêu Minh Triệt, mang theo Tân Hồi đi đến gốc cây cách đó năm bước đứng chờ. Thái tử lấy lại tinh thần, dịu giọng nói với Tiêu Minh Triệt, chuyện bên phía mẫu hậu ngươi cứ yên tâm, sẽ không khiến ngươi khó xử đâu. Đa tạ hoàng huynh, Tiêu Minh Triệt cảm tạ không chút thành ý, vô cùng lãnh đạm xa cách. Thái tử cũng không tỏ vẻ tức giận, lại nói, nghe nói, mới vừa rồi ngươi không để cho người bên ngoài hỗ trợ xử lý vết thương trên người. Tên tiểu tử nhà ngươi đó, từ trước đến nay đều mang cái tính tình bướng bỉnh cổ quái này thật không rõ ngươi đang khó chịu cái gì. Tiêu Minh Trịch cũng không rõ vì sao người này đột nhiên trưng ra khuôn mặt giả bộ như huynh trưởng thân thiện thân cận lấy lòng để làm gì. Nhưng rốt cục thì địa vị của Thái tử Trung Quy vẫn cao hơn so với hoàng tự bình thường một nửa, cũng không thể khịt mũi coi thường, càng không thích hợp xoay người rời đi. Vì thế hắn bình thản đáp lại, vết thương không nặng, không cần thiết phải phiền phức. Ý cười của Thái không thay đổi, tuy nói võ nghệ của ngươi cao cường nhất trong mấy huynh đệ, có thể nhịn, nhưng không có nghĩa là ngươi thật sự không đau sau này cố gắng yêu thương lấy bản thân mình nhiều vào lời này nghe rất giống với sự quan tâm của huynh trưởng nhưng tiêu minh triệt không những không cao hứng mà trong lòng còn dâng lên cảm giác bực bội không tả nổi thị lực của hắn cực tốt lúc thái tử nói chuyện liên tục liếc mắt nhìn về phía lý phượng minh bên kia chút động tác nhỏ này hắn sao có thể không nhìn thấy mà lý phượng minh dưới tàng cây hiển nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả nàng thậm chí còn cười cười với thái tử có vẻ như còn trao đổi ánh mắt nữa ít nhất trong mắt tiêu minh triệt là như vậy hắn rũ hàng mi dài xuống thu liễm dòng chảy ngầm trong đáy mắt chân dài bước sang bên cạnh nửa bước lạnh nhạt chấp lễ xin tuân theo lời dạy của thái tử bước này của hắn di chuyển không tính là đột ngột thoạt nhìn là vì thuận tiện chấp lễ nhưng thật trùng hợp là thân hình cao lớn vừa vặn che khuất lý phượng minh đang đứng dưới tảng cây phía sau sau khi tạm biệt thái tử tiêu minh triệt một đường trầm mặc lý phượng minh ân cần nói có phải rất đau không vừa rồi bọn họ bôi thuốc cho ngài chưa không có Tiêu Minh Triệt nhìn về phía màn trời âm u phía xa, ta không cho ai chạm vào cả. Lý Phượng Minh lúc này mới nhớ tới lúc trước hắn đã nói với mình, nếu thấy hắn sinh bệnh, không cần quản, hơn nữa đừng để ngự y tiếp cận hắn. Vậy chẳng phải là gai nhọn đâm phía sau lưng còn chưa có lấy ra sao? Ừm, Tiêu Minh Triệt không chỉ tin không được người ngự y, ngay cả người ở hành cung cũng không tin được. Ngoại trừ Khương thúc thay hắn quản lý vương phủ, thì trước đây hắn chưa bao giờ để cho người khác chạm vào mình lúc bị thương suy yếu. Nếu ngài tin được ta. Trở về ta sẽ bảo Thuần Vu thay ngài bôi thuốc." Lý Phượng Minh xoa xoa đầu ngón tay lạnh lẽo, dịu giọng thở dài, "Lúc này đừng cứng đầu nữa, nếu ngài có thể tự mình gánh vác được thì lúc bị thương cũng sẽ không đau." Nàng không biết lời này của mình có vấn đề ở đâu. Vừa dứt lời, đuôi mắt liền thấy quanh thân Tiêu Minh triệt hơi dùng mình, ngay cả đường cong sườn mặt cũng sắc bén thêm ba phần, "Không cần." Lời này làm cho Lý Phượng Minh tức giận cười, "Ta hôm nay tốt xấu gì cũng coi như đã trợ giúp ngài một tay, vậy mà ngài vẫn là không tin được ta." tiêu minh triệt quay đầu cúi thấp đầu trầm mặc nhìn nàng giống như đang khắc chế cái gì đó lý phượng minh có chút bối rối nhìn ta như vậy là có ý gì tiêu minh triệt phát ra một tiếng hử nhẹ khiến người ta không hiểu ra sao rồi rời ánh mắt ra khỏi mặt nàng tiêu minh triệt ai ta tin nàng mắt hắn nhìn thẳng về phía trước lạnh lùng chặn lời nói của nàng lại nếu nàng rất muốn tự mình giúp ta bôi thuốc ta miễn cưỡng đồng ý còn nhờ người khác không được lý phượng minh hít sâu một hơi nghiến răng nghiến lợi vậy ngài tự làm đi ta mặc kệ ngài dù sao cũng không đau ở trên người ta hắn đây là đang nói tiếng người sao cái gì gọi là nếu nàng rất muốn tự mình giúp ta bôi thuốc cái gì gọi là ta miễn cưỡng đồng ý xin người ta giúp đỡ cũng không biết khách khí một chút vậy tự chơi một mình đi nửa đường về sau bầu không khí giữa hai người rõ ràng rất cứng ngắc chẳng ai để ý đến ai vào trường phong uyển tiêu minh triệt một mình trở về phòng ngủ bóng lưng thoạt nhìn buồn bã không vui lý phượng minh hừ một tiếng với bóng lưng hắn đoạt lấy chén trà hạnh nhân thuần vu đại bưng tới nắm ở trong lòng bàn tay thuần vu tân hồi theo ta vào thư phòng sau khi ba người vào thư phòng lý phượng minh cũng đem chút không vui lúc trước khi bị tiêu minh triệt chọc tức bỏ ra sau đầu nàng uống một ngụm rồi lại một ngụm trà hạnh nhân nói đủ loại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ gặp phải hôm nay để cho thuần vu đại không có mặt hiểu rõ chuyện đã xảy ra đây là thói quen mà lý phượng minh đã hình thành nhiều năm tuy nàng hành sự ngông cuồng nhưng lại có chừng mực đã dám làm đương nhiên phải nắm chắc như nàng cũng có một mặt cẩn thận sau khi xong việc cũng phải tỉ mỉ bàn lại với thuần vu đại để nàng giúp đỡ xem có chỗ nào sơ xuất hay không còn tùy thời bổ sung tân hồi thỉnh thoảng cũng bổ sung thêm vài câu cuối cùng có chút bất an hỏi lúc thái tử từ từ cực viên đuổi theo mặc dù nói chuyện với hoài vương điện hạ nhưng lại liếc nhìn điện hạ nhà chúng ta vài lần liệu có phải hắn ta biết gì rồi không lý phượng minh ngước mắt nhìn về phía thuần vu đại ngươi cảm thấy sao thuần vu đại nói lần này hai nước liên hôn ban đầu chính là do vị thái tử này thúc đẩy hiển nhiên chuyện có liên quan đến lợi ích của hắn sau khi ngài được chỉ định là người thông gia có lẽ hắn đã âm thầm phái người đến lạc đô hỏi thăm lý phượng minh gật đầu đồng ý với phán đoán của nàng tân hồi thở phào nhẹ nhõm yên lòng từ nghị hôn đến xác định nhân tuyển thông gia lại thêm chuẩn bị đại hôn trước sau ít nhất cũng phải hai năm có thừa cho dù là mới bắt đầu nghị hôn hắn đã phái người đi hỏi thăm vậy cũng không sợ lý phượng minh mím môi nuốt lấy nước trà còn đọng lại giống như đang nói chuyện của người khác hai năm cũng đủ để lạc đô bố trí mọi chuyện đến mức cẩn thận à vậy thì không có gì phải lo lắng liên quan tới thân phận kinh nghiệm của nàng đều không viết trên quốc thư hòa thân nhưng lại có thể bị tề thái tử tiêu minh tuyên nghe được chút ít đơn giản là từ nhỏ lý phượng minh đã được chọn làm thư đồng cho thái tử ngụy quốc sau khi thái tử bệnh nặng qua đời nàng tự xin được thủ linh một năm cho nên mới làm chậm trễ hôn sự tốt nhất là thái tử nên biết điều này nàng giàu hoạt cười cong mắt như vậy mặc kệ ta làm cái gì hắn cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái đúng không? thần vu đại yếu ớt cười tán thành đó là đương nhiên từ nhỏ đã theo thái tử cùng học tập mọi phương diện đều xuất chúng cũng nên có khí phách phi phàm cùng can đảm gặp chuyện tính tình nóng nảy một chút lời nói và hành động phô trương một chút đều là chuyện thường tình của con người vậy cứ như thế đi mặc kệ hắn lý phượng minh buông chén xuống thoải mái vỗ vỗ tay đợi thêm nửa tháng nữa sẽ trở về ung kinh thành chuyện lúc trước bàn giao cho hai ngươi cũng nên chuẩn bị sớm đi thuần vu đại nghiêm túc đáp phương thuốc đều ở bên trong của hồi môn đợi trở lại hoài vương phủ sửa sang lại một chút là có thể dùng phương diện nguyên liệu cũng không cần lo lắng việc buôn bán ở tế quốc rất phồn vinh chỉ cần có tiền bỏ ra thì đồ vật từ các quốc gia khác đều có thể mua được từ ung kinh người mua càng không phải là vấn đề mấy ngày nay thuần vu đại một mực sửa sang lại danh sách các quý phu nhân quý nữ các nhà trong ung kinh lý phượng minh mỗi lần nhìn vào danh sách kia hai mắt liền muốn cười thành hình thỏi vàng lấp lánh phiền toái duy nhất chính là tuyển trưởng quầy cùng công xưởng thuần vu đại nhắc nhở để tránh phương thuốc lộ ra ngoài trưởng quầy cùng công xưởng nhất định phải đáng tin cậy ta nghĩ tới nghĩ lui có lẽ điện hạ vẫn nên mượn dùng người cùng công xưởng của hoài vương phủ là ổn thỏa nhất tân hồi cười phụt một tiếng xong rồi vừa rồi trên đường trở về điện hạ nhà chúng ta mới cho hoài vương sắc mặt xám xịt đấy thuần vu đại nghe vậy liền buông hai tay xuống không còn lời nào để nói ai bảo hắn miệng chó không phun được ngà voi Lý Phượng Minh ảo não lầm bầm, muốn xin người cũng không biết khách khí nói một chữ mời nữa. Lúc Lý Phượng Minh vào phòng ngủ, phát hiện màn giường vẫn chưa buông xuống. Tiêu Minh Triệt đã thay sang trung y sạch sẽ, nằm sấp trên giường mặt hướng ra phía ngoài, còn không đắp chăn. Tuy nói trong phòng ngủ có đốt địa long làm ấm, nhưng trạng vạng tối tuyết rơi nhiều như vậy, không đắp chăn vẫn sẽ lạnh. Hắn không đắp, chắc là bởi vì gai sau lưng còn chưa lấy ra, cũng chưa bôi thuốc, nếu đắp chăn sẽ bị đè rất đau. Lý Phượng Minh im lặng bĩu môi, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hoàng tự không được sủng ái sinh tồn không dễ dàng, tâm có phòng bị cũng không có gì kỳ quái. Nhưng cẩn thận thành như vậy, sau khi bị thương tình nguyện chịu đau cũng không cho người không tín nhiệm đến gần. Nhất định là khi còn bé từng chịu rất nhiều đau khổ. Hôm nay gặp tiền chiêu nghi, Lý Phượng Minh liền xác định diện mạo tiêu minh triệt hẳn là rất giống mẫu thân. Nhưng ngày thường hắn lạnh như băng không gợn sóng, tuy tuấn tú đẹp mắt nhưng lại thiếu đi mùi vị người sống. Giờ phút này yên lặng nằm sấp trong gối, dỡ bỏ tất cả phòng bị, toàn bộ khuôn mặt dưới ánh đèn vừa đẹp đẽ lại yếu ớt, khiến cho trong lòng người ta không nhịn được phát run. Không hiểu sao, Lý Phượng Minh cũng không đành lòng so đo với hắn nữa. Nàng thắp sáng ngọn nến bên trên đèn, thuận thế ngồi xuống mép giường. Thấy Tiêu Minh Triệt bất động không nói cũng không mở mắt, nàng ôn nhu cười yếu ớt, còn giả vờ. Ban đêm khi ta xoay người vô tình tới gần ngài một tấc, ngài đều bừng tỉnh ngay lập tức. Dù sao cũng đã chung chăn chung gối với nhau nửa tháng, còn lạ gì nữa chứ. Nội tình bị vạch trần như vậy, tiêu minh triệt lười biếng mở một con mắt ra nàng đến làm cái gì lý phượng minh lắc lắc thuốc mỡ và cây châm nhỏ trong tay bôi thuốc cho ngày đó gai đâm nếu không kịp thời lựa ra không cẩn thận ngày mai liền đâm hết vào trong thịt không phải nói mặc kệ ta sao tiêu minh triệt một lần nữa nhắm mắt lại dùng giọng điệu lạnh lùng trả lại lời nói lúc trước của nàng lý phượng minh bị hắn dỗi đến bực bội chỉ hận không thể đấm một cái vào lưng hắn rồi dùng sức nghiền tới nghiền lui không khiến hắn khóc lóc cầu xin sẽ không bỏ qua đáng tiếc nàng cũng chỉ có thể nghĩ thôi dù sao hiện giờ là nàng chuyện muốn cầu cạnh đối phương vì con đường tài lộc vàng rực rỡ không thể không cúi đầu tức giận nhất thời thì làm sao có thể coi là thật được chứ dù sao hai chúng ta bây giờ cũng có chung lợi ích ngài có việc đương nhiên ta phải quản rồi thấy hắn bất động lý phượng minh nhẫn lại tiếp tục dỗ dành hơn nữa ngài với ta trên danh nghĩa tóm lại vẫn là vợ chồng nếu ngài có tổn thương mà ta không quan tâm lỡ truyền ra ngoài thì biết giải thích như thế nào ta vẫn còn muốn làm người đó ngoan mau dậy đi tự mình cởi quần áo ra bảo người ta cởi quần áo lại nói đến thản nhiên như thế không hổ là lý phượng minh hai tai tiêu minh triệt trợt đỏ bừng lên vùi mặt trong gối buồn bực một lúc lâu mới đột nhiên xoay người ngồi dậy hai tai đỏ hồng ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén không cần phải thế dù sao cũng không đau ở trên người nàng lại lấy những gì nàng đã nói đánh vào mặt nàng lý phượng minh âm thầm cắn răng đè cơn giận khó nhịn xuống nhanh chóng treo lên nụ cười giả dối dịu dàng đến mức có thể vắt ra mật ong, nịnh nọt đến mức có thể nói là làm ra vẻ. Ai ra, tất cả đều là lời nói trong lúc tức giận thôi, sao mà ngài cứ để ý mãi thế. Vết thương của ngài, mặc dù không đau ở trên người ta, nhưng đau ở trong lòng ta đó. Lời còn chưa dứt, tiêu minh triệt giơ tay lên kéo mạnh, nửa tấm màn giường rơi xuống, vừa vặn ngăn cách giữa hắn và Lý Phượng Minh. Sảo ngôn lệnh sắc, không gian thì trộm. Tính nhẫn nại của Lý Phượng Minh đã khô kiệt, nụ cười ngọt ngào đã hóa thành hung tàn. Không cần ngài nhiều chuyện, mau cởi quần áo nhanh lên. Ta can đoan không gian ngài cũng không trộn ngài, chỉ là giúp. Câm miệng lại. bị hắn giống như vậy, Lý Phượng Minh mới ý thức được mấy lời vừa rồi mình tựa hồ không ổn lắm. Thế là nàng xấu hổ nắm vuốt lỗ tai mình, lẩm bẩm đứng lên. Nếu ngài đã không cần ta giúp đỡ, vậy ta đem thuốc đặt ở chỗ này. Ngài, chính ngài tự nghĩ biện pháp đi. Không nói không cần. Nương theo bốn chữ lạnh lùng dầu dĩ này phía sau nửa tấm màn giường truyền đến tiếng cười áo lý phượng minh lấy tay quạt hai gò má nóng bỏng liếc mắt nhìn về phía sàn nhà sớm sảng khoái đồng ý như vậy không phải là tốt rồi sao chật chật anh hoa bảo giám có thể nói là một quyển sách kỳ diệu cuốn sách này không ẩn chứa bất kỳ câu hỏi liên quan đến học vấn cao xa gì nó chỉ là để cho người xem giải trí tiêu khiển ngôn từ trau chút nhã nhặn nội dung sinh động dùng nét bút phong lưu mà không hạ lưu miêu tả về các mỹ nam khắp nơi trên thế giới là một nữ tử đã quen đọc anh hoa bảo giám từ trước tới nay lý phượng minh luôn cảm thấy quyển sách này có một khuyết điểm lớn chính là trong sách không có tranh cho nên nàng vốn là ôm một loại tâm tình ngượng ngùng mang theo tò mò bên trong tò mò lại trộn lẫn thêm chút tâm tình vui sướng dự định cẩn thận nhìn kỹ một chút tên nam nhân nước để tiêu minh triệt này cởi áo xem thân hình hắn có cảnh đẹp ý vui giống như trong sách miêu tả hay không nhưng khi vết thương mới trồng lên vết cũ trên lưng của tiêu minh triệt lộ ra trước mắt nàng những tò mò vô tâm vô phế kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặc dù đã sớm đoán được Tiêu Minh triệt sống không tốt, nhưng tới khi tận mắt nhìn thấy những ấn ký khổ sở này, Lý Phượng Minh vẫn đồng tình đến mức nhịn không được muốn lau nước mắt chua xót. Đây đều là, làm sao lại bị thương thành như vậy? Bên vai trái hình như có hai vết đao, là bị quân tổng chém. Trên thực tế, ngoại trừ hai vết đao ở vai trái, phía sau lưng hắn còn có rất nhiều vết thương cũ nhỏ rõ ràng do các vật phẩm khác nhau tạo thành mặc dù không giữ tợn như hai vết đao trên vai trái, nhưng lại lộn xộn dày đặc. Nhìn thấy khiến lòng người kinh hãi, nhưng cũng đau lòng. Lý Phượng Minh mím môi, nhỏ giọng hỏi, vậy, những cái khác thì sao? Tiêu Minh triệt nằm sấp không quay đầu lại, âm thanh đều đều, nhưng rất bình tĩnh, đều là chuyện đã qua, không phân biệt được là ai làm nữa. Không phải không nhớ, là không thể phân biệt được. Nói cách khác, số lần bị ngược đãi đánh đập quá thường xuyên, cho nên không phân biệt được vết thương nào là lần nào lưu lại. Lý Phượng Minh mấp máy môi, nhỏ giọng hỏi, "Đều là chuyện trước khi được đón đến hành cung đúng không?" Từ rất nhiều dấu vết để lại có thể đoán ra, sau khi Thái Hoàng Thái hậu đón Tiêu Minh Triệt đến hành cung, đối với hắn mặc dù không tỉ mỉ nhiệt tình quan tâm, nhưng ăn ở, đọc sách tập võ, tất cả đều cung cấp đầy đủ nhất dựa theo quy chế hoàng tử bình thường. "Ừm." Lý Phượng Minh cầm châm nhỏ chuẩn bị lấy gai nhọn ra cho hắn, nghe xong tiếng đáp nhẹ này của hắn, liền chậm chạp không xuống tay được. Bởi vì tâm bất định nên tay không ổn, nàng cần phải chậm rãi nàng hít sâu một hơi trước kia tiền chiêu nghi đối xử với ngài như vậy phụ hoàng ngài có biết không tiêu minh triệt khẽ nói chắc là biết lý phượng minh càng lúc càng bất bình cho tiêu minh triệt lúc nhỏ ông ấy biết mà vẫn mặc kệ trời có tuyết rơi thì mặc kệ toàn bộ quá trình tiêu minh triệt luôn mang thái độ không buồn không vui giống như đang trần thuật lại sự thật lý phượng minh dùng ngón tay ngăn chặn khóe mắt hơi ướt át một lần nữa xác nhận ít nhất khi tề đế đối đãi với tiêu minh triệt tuyệt đối là một kẻ điên phóng tầm mắt nhìn xa trông rộng ra ngoài kia thì quốc gia nào cũng có hoàng tự không được sủng ái nhưng không được sủng ái cũng là hoàng tự theo lẽ thường đơn giản là bị bỏ rơi thiếu thốn tiền tài vật chất rồi thiếu quyền thế tiền đồ mông lung thảm nhất cũng chỉ có thế nhưng mà lý phượng minh lớn đến như vậy rồi lại chưa bao giờ nghe nói đế vương nước nào dung túng người khác ngược đãi đứa con nhỏ ruột thịt của mình như vậy lý phượng minh nhẹ giọng hỏi ra một vấn đề đột ngột ta đã từng nhìn thấy người khác thuần hóa voi ngài đã bao giờ trông thấy chưa Tiêu Minh triệt lắc đầu. Voi còn nhỏ, sức lực không đủ, bị dây xích trói chặt, khi bị đánh thì không tránh được, thói quen lâu ngày trở thành tự nhiên. Đến lúc nó phát triển thành mãnh thú khổng lồ, nếu không gặp phải nguyên nhân gì đó quá mãnh liệt, thì bình thường nó cũng sẽ không phản kháng. Bởi vì khi còn nhỏ đã trải qua đau đớn và bất lực, khiến cho nó nhầm lẫn rằng sức mạnh của nó luôn luôn không đủ để thoát khỏi dây xích. Tình huống của tiêu minh triệt đại khái cũng tương tự. Lý Phượng Minh không xác định được hắn có hiểu dụng ý mình nói những lời này hay không nàng thở dài lẩm bẩm buột miệng đáng tiếc đáng tiếc cái gì tiêu minh triệt ngoái lại nhìn nàng cong môi không nói gì trong lòng tràn đầy hối tiếc đáng tiếc vận may của ngài không tốt không gặp được lý phượng minh trước kia có năng lực bảo vệ kẻ yếu đuối ở phía sau dùng châm nhỏ khêu ra từng cây gai nhọn có vẻ đơn giản nhẹ nhàng nhưng thật ra chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau nhức rồi lý phượng minh cầm châm liên tiếp hít vào mấy ngụm khí lạnh tay run rẩy không ngừng lấy được hai ba cái lại phải nhắm mắt bình tâm Ngược lại là Tiêu Minh Triệt, thật đúng là không hổ danh người đã từng ra chiến trường, thế mà từ đầu đến cuối cũng chẳng hừ lấy một tiếng. Sau khi lấy sạch sẽ gai nhọn ra rồi, Lý Phượng Minh run rẩy cảnh báo, bây giờ ta sẽ bôi thuốc cho ngài. Trong thuốc mỡ này có thêm một mùi dạ tức hương, à, chính là bạc hà mà người tề các ngài hay nói, bôi lên vết thương, có lẽ hơi đau một chút, thực sự chỉ một chút thôi. Một chút mới lạ đấy, nàng đã tự mình dùng qua loại thuốc này rồi, đau xót muốn chết. Ừm, theo lời đáp ngắn ngủn kia, đường cong sau lưng tiêu minh triệt căng thẳng có thể thấy bằng mắt thường lý phượng minh nuốt một ngụm nước bọt phải nói trước ta từ nhỏ chưa từng chiếu cố quá một ai như vậy nên hơi gượng tay nếu có mạnh tay ngài lên tiếng kêu dừng là được đừng có đau quá lại trở tay đánh người lung tung không đâu được hắn cam đoan sẽ không đánh người lung tung lý phượng minh liền lấy ngón tay dính thuốc mỡ run rẩy hướng về chỗ bị thương của hắn nhẹ nhàng xoa thành vòng tiêu minh triệt ngoại trừ phía sau lưng căng đến cứng ngắc ra thì cũng không có phản ứng gì khác thường ngược lại là lý phượng minh không có tiền đồ liên tiếp suýt xoa hít vào mấy ngụm khí lạnh bình thường khi người bị thương nhịn đau thì người ở bên cạnh giúp đỡ không được đau lòng dầm gì điều này sẽ làm cho nỗi đau vốn còn có thể nhịn được vô hình phóng đại lên thật sự là càng giúp càng khốn đốn thừa dịp lần thứ hai nàng thò tay vào hộp lấy thuốc mỡ tiêu minh triệt rốt cục không thể nhịn được nữa lý phượng minh nàng là xà tinh chuyển thế sao hiện tại lý phượng minh tràn đầy đồng tình cùng thương xót đối với hắn bởi vậy chẳng những không so đo giận dỗi với hắn còn coi hắn như trẻ nhỏ, dịu dàng nhẹ giọng dỗ dành, được được được, ta không suyệt nữa. Nàng nhớ tới lúc trước khi mình bị đau, lúc người bên ngoài bôi thuốc cho nàng sẽ thổi một chút vào, hình như làm vậy có thể giúp giảm bớt đau đớn trong nháy mắt do thuốc mỡ mang đến. Vì thế sau khi bôi thuốc, nàng liền thuận miệng thổi. Lại không ngờ tới, động tác thổi khí này làm cho tiêu minh triệt tựa như con thú nhỏ xù lông, giật bắn mình xoay người, ngồi dậy mặt đối mặt với nàng. Đèn đuốc trong phòng ngủ lấp lánh ánh vàng, mà trên mặt tiêu minh triệt lại phiếm hồng không biết từ đâu ra đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn đầy cảnh cáo nhàn nhạt, nhạt trong con người màu hổ phách phản chiếu một lý phượng minh mặt đỏ tai hồng đừng thổi lung tung hắn nói nhíu mày đánh giá bộ dáng quẫn bách không biết nổi lên từ đâu của lý phượng minh lý phượng minh chậm chạp mà ngây ngốc quay đầu sang một bên cố gắng chấn định nói biết rồi ngài nằm xuống lại đi tiêu minh triệt hậu chi hậu rác khẽ rũ mắt xuống sau khi nhìn thấy lồng ngực trơn bóng của mình dầm một tiếng nặng nề nằm sấp trở lại để giảm dịu bầu không khí lý phượng minh cố gắng xem nhẹ cảm giác nóng bỏng sắp bốc lên trên mặt che giấu lương tâm ám muội dỗ dành người khác kỳ thật ta chưa nhìn thấy gì cả thật đấy ngài phải tin ta lời nói này chẳng bằng không nói cho xong phía sau lưng tiêu minh triệt kéo căng đến mức phiền muộn bàn tay đặt ở hai bên cũng xấu hổ nắm chặt tư thế này của hắn không khác gì toàn thân đều đang nói có quỷ mới tin nàng trong không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông lý phượng minh tiếp tục bôi thuốc toàn bộ quá trình tận lực chống đỡ mí mắt, không dám nháy mắt thường xuyên. Bởi vì mỗi một lần chớp mắt, thoáng chốc trong bóng tối đều có một tàn ảnh làm cho nàng kích động đến đỏ mặt tim đập. Thẳng đến khi vào đêm đi ngủ, chỉ cần Lý Phượng Minh nghĩ đến hình ảnh kia, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Nàng nằm trong chướng u ám, đưa tay gắt gao che miệng mình lại, lại không ngăn được lòng dạ chưa từng nhìn thấy việc đời, cứ điên cuồng thét chói tai trong lòng. So với anh Hoa Bảo dám viết không có gì sai biệt lắm. Tuy rằng vết thương sau lưng tiêu minh triệt đan sen làm cho người ta nhìn liền thương xót, nhưng lúc xoay người lại. Chính là cái câu mà anh Hoa Bảo Giám hay viết, mạnh mẽ cùng đẹp mắt, có sự khác biệt so với nữ tử, lồng ngực trơn bóng mà bằng phẳng. Cảnh đẹp ý vui, thật đúng là cảnh đẹp ý vui mà. Lý Phượng Minh đỏ mặt không tiếng động cười trộm, thậm chí không tự chủ được mà gật gù đắc ý. Nàng tự thấy động tác của mình rất nhẹ, nhưng tiêu minh triệt bên cạnh lại bị quấy nhiễu đến không thể yên tĩnh, lộ xộn cái gì vậy, thành thật ngủ đi. Lý Phượng Minh kinh ngạc sửng sốt. Hả? ta à, Nói ta sao? Người bên gối trả lời nàng bằng một tiếng hừ lạnh nhạt nhẽo. Ha ha ha, ta không có ý mạo phạm, lần đầu tiên nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút kích động. Lý Phượng Minh liên tục cười gượng, mười phần cứng nhắc chuyển đề tài. Cái kia, ngài, ta, à, trong của hồi môn của ta có thuốc mỡ trị sẹo, đối với vết thương cũ cũng có hiệu quả, chỉ là phải dùng hơi lâu mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Chờ trở về hoài vương phủ, trước tiên ta sẽ lấy một lọ cho ngài thử xem không cần tiêu minh triệt trở mình đưa lưng về phía nàng trong bóng đêm kỳ thật khi hắn nói hai chữ này cũng không tăng thêm ngữ khí cũng không có địch ý quá rõ ràng hay gì nhưng đối với lý phượng minh mà nói lại có một loại công hiệu giống nước lạnh hắt lên đầu nàng nhìn chằm chằm vào đỉnh trướng đen nhánh im lặng một lúc lâu thấp giọng nói ra đầy bụng nghi hoặc hoài vương điện hạ theo lẽ thường trải qua đủ loại chuyện hôm nay giữa chúng ta ít nhất nên có thêm một chút hữu hảo tin tưởng lẫn nhau chứ lúc này trở về ngẫm lại từ buổi chiều sau khi rời khỏi từ cực viên thái độ của tiêu minh triệt đối với nàng liền có một loại cổ quái khó có thể nói thành lời thậm chí còn không bằng mấy ngày trước tiêu minh triệt không trả lời câu hỏi này của nàng điều này làm cho nàng càng thêm không hiểu ra sao có phải do ta tùy tiện làm lớn chuyện phá hỏng kế hoạch ban đầu của ngài nhưng kế hoạch ban đầu của hắn không phải là nhận lấy trận đòn từ trên trời rơi xuống giúp tề đế dẹp yên mọi chuyện đổi lấy cơ hội đi xem hạ vọng thủ sĩ sao nàng làm lớn chuyện lên chẳng những để cho hắn đạt được mong muốn còn thúc đẩy tế đế giảm bớt thời kỳ cấm túc cho hắn giúp hắn kéo được thái tử cùng hoàng hậu làm đồng minh tạm thời ngẫm lại như thế hẳn là cũng không làm gì có hại cho hắn mà vậy hắn còn không cao hứng gì nữa tiêu minh triệt vẫn không trả lời nàng cứ như vậy hai người đều không nhúc nhích mỗi người đều trầm mặc dần dần ngủ thiếp đi tiêu minh triệt lại mơ thấy mình bị người ta bắt quỳ trong đống tuyết nhưng lần này đưa mắt nhìn ra trời đất đã không còn là màu trắng bệch lạnh lẽo nữa mà là màu đỏ hồng đang bay lượn phấp phới giống như chiếc áo choàng thêu hai đầu phượng xuất vân của lý phượng minh nóng bỏng mà ngông cuồng giống như có thể đốt cháy hết tất cả băng lạnh khiến cho khắp người hắn trở nên ấm áp phía sau lưng lại truyền đến tiếng cười của lý phượng minh tiêu minh triệt ta nói ta sẽ giúp ngài ngài có tin không trong lòng tiêu minh triệt có hai giọng nói đang cãi nhau một người nói tin một người nói không tin hồi lâu cũng không đưa ra được kết luận thật lâu sau hắn hít sâu một hơi mang theo trần chờ thăm dò chậm rãi quay đầu lại hắn nhìn thấy lý phượng minh quấn áo choàng đỏ rực như lửa đứng dưới tảng cây nàng dịu dàng ngước mắt lên nụ cười xinh như hoa ở vị trí cách nàng 3 đến 5 bước là hoàng huynh của hắn đứng đấy thái tử đại tề tiêu minh tuyên thái tử là chữ quân của đất nước địa vị đương nhiên cao hơn các hoàng tự còn lại nửa cái đầu từ nhỏ đến lớn rất nhiều chuyện tiêu minh triệt đều thấy hết ở trong mắt cho dù có đối thủ mạnh như hàng vương nhưng tiêu minh tuyên vẫn có thể dễ dàng hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian còn tiêu minh triệt phải lần lượt dùng chính mình làm tiền đặt cược mới có thể đổi được một chút cơ hội khiêm tốn ví dụ như hắn cần tấn thân vương mới có thể củng cố vững chắc địa vị không đáng kể của mình trong triều để bảo đảm tương lai của mình có thể bạc để sống tiếp cho nên hắn phải chấp nhận hòa thân liên hôn lại ví dụ như hắn cần tranh thủ cơ hội tuyển chọn nhân tài trong hạ vọng thủ sĩ năm nay mới có thể dần dần có cánh chim vững chắc chấm dứt cục diện một mình đấu tranh của bản thân trong ung kinh thành cho nên hắn phải giúp phụ hoàng dẹp yên chuyện liêm trinh, vô duyên vô cớ bị tiền bảo niệm đánh cho một trận. Nhưng thái tử tiêu minh tuyên không cần hao phí quá nhiều tâm lực, cũng không cần dùng bất kỳ biện pháp vụng về nào, không cần để cho mình lâm vào hoàn cảnh chật vật khó chịu, vẫn có thể đạt được tất cả cơ hội ưu tiên, vẫn sẽ có rất nhiều người tài ba trí sĩ cuồn cuộn không dứt chen chúc đến cửa cung của hắn, xin được làm việc dưới trường hắn. Liên hôn của tề ngụy ban đầu là do thái tử thúc đẩy, người phải liên hôn với bên tề quốc vốn cũng là hắn. Chuyện này, tiêu minh triệt không xác định được lý phượng minh có biết hay không nếu để cho người ta lựa chọn giữa tiêu minh triệt và tiêu minh tuyên thì bất kể là ai cũng đều nguyện ý lựa chọn cái sau tiêu minh triệt trong mộng mấy lần muốn mở miệng nhưng mãi mà không phát ra được thanh âm nào kỳ thật hắn rất muốn hỏi lý phượng minh có phải nàng cũng biết thật ra người muốn nghị thân với nàng chính là tiêu minh tuyên hay không hắn rất cũng muốn nói lý phượng minh hôm nay đa tạ nàng đã đến bảo vệ ta mặc dù có lẽ nàng không thực sự đến vì ta hoặc nên nói nàng vốn không thuộc về ta sáng sớm hôm sau Lý Phượng Minh dụi mắt ngồi dậy vừa quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt rõ ràng không ngủ ngon của Tiêu Minh Triệt Hoài Vương điện hạ bộ dáng ngài lạnh lùng trừng mắt nhìn ta thật trướng mắt Lý Phượng Minh nhỏ giọng lầm bầm đêm qua ngủ không ngon sao tại ta nói mê hả bởi vì hai người bọn họ cự tuyệt không cho ai ở trong phòng ngủ trực đêm nên mấy ngày nay hai người càng thêm tự nhiên quen thuộc lời nói và hành động trong phòng ngủ cũng càng ngày càng ít câu nệ tiêu minh triệt vén chăn xuống giường không mặn không nhạt nói một đêm nàng xoay người vượt qua giới hạn năm lần và năm lần vượt qua biên giới đều có động tay động chân không phải tay khoác lên eo hắn thì chính là dán chân vào chân hắn lý phượng minh ngược lại không cho rằng hắn đang hù dọa người khác thế là nàng lúng túng vút vút mái tóc dài lộn xộn nghĩ thầm hình như có một giấc mộng rất kịch liệt nhưng không nhớ nổi là cái gì nàng dừng một chút ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng ẩn nhẫn không vui của tiêu minh triệt thật sự xin lỗi bình thường ta ngủ rất quy củ, ngài cũng biết mà. Ừm, tiêu minh triệt không quay đầu, xoay người đi lấy quần áo. Rất nhiều người lúc không ngủ ngon thì tính tình đều càn quấy, Lý Phượng Minh tự biết đêm qua quấy nhiễu giấc mộng đẹp của hắn. Lại suy nghĩ mình còn phải tìm hắn mượn công xưởng đáng tin cậy dưới danh nghĩa hoài vương phủ nữa, liền dịu dàng cười làm lành. Ôn tồn chấn an, ngài cố nhịn thêm nửa tháng nữa, chờ đầu tháng sau trở lại hoài vương phủ, chúng ta có thể chia phòng ngủ rồi. Nàng vô cùng có thành ý trấn an, muốn làm cho tâm tình hắn tốt hơn một chút nhưng nàng không thấy tiêu minh triệt nghe vậy liền cứng đờ ở trước tủ càng không biết tâm tình của hắn càng thêm hỏng bét tuy rằng hắn cũng không hiểu mình đang mất hứng cái gì tuy nói tiêu minh triệt vẫn thường mang theo khuôn mặt lạnh lùng nhưng lý phượng minh vẫn mơ hồ nhận ra hắn đang mất hứng nàng nghĩ đây là do tướng ngủ không tốt quấy nhiễu người ta ngủ của mình gây ra nên mỗi ngày khi đổi thuốc đều rất cẩn thận lời nói và hành động cũng không dám không biết xấu hổ mà lập tức hỏi chuyện của công xưởng vương phủ ngay định chờ lúc nào tiêu minh triệt rời giường hết tức giận rồi nói sau mấy ngày sau đó đều chỉ giải rác một chút vụn tuyết nhỏ như hạt gạo đến ngày 19 tháng 4 tuyết liền triệt để ngừng hẳn nhưng trời lại nổi gió lý phượng minh ngủ chưa nửa canh giờ quanh thân được bao bọc vô cùng ấm áp nhưng vừa ra khỏi cửa phòng đã bị đuôi gió mang theo cái lạnh của băng tuyết thổi đến run lẩy bẩy trời lạnh như vậy không thích hợp đi hương tuyết viên gặp thái hoàng thái hậu lý phượng minh nhất thời không có việc gì để tiêu khiển liền cho người nấu trà ô mai sơn cha rồi trốn vào thư phòng đương nhiên cái tên gia hỏa tiêu minh triệt đang phụng thánh dụ cấm túc này cũng ở trong thư phòng hiện giờ hai người ở trong thư phòng đã hình thành một loại chung sống ăn ý bình thường tiêu minh triệt ngồi ngay ngắn phía sau bàn làm việc mà lý phượng minh thì ngồi ở trên giường bên cửa sổ chiếm lấy một ô vuông nhỏ có đôi khi lý phượng minh sẽ hỏi hắn một ít chuyện của tề quốc còn ngoài ra thì nước giếng không phạm nước sông Hai người đều quen ở chung một phòng như vậy, cho nên lúc Lý Phượng Minh đi vào, Tiêu Minh Triệt đang đọc sách ngay cả mí mắt cũng không nâng lên. Lý Phượng Minh khoanh chân ngồi trong ô vuông nhỏ của mình, uống một chén trà quả cho nhuận họng xong, liền bắt đầu lật xem danh sách quý phụ trong kinh thành ung mà thuần vu đại đã chỉnh sửa xong. Bên ngoài quá lạnh, trong thư phòng này lại quá ấm áp, nàng ngồi không lâu liền bắt đầu lười biếng, luôn có chút không tập trung. Vì thế nàng tạm thời buông danh sách xuống, tay cầm trà uống, lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Minh Triệt bộ dáng người này thật là dễ nhìn tân hồi từng vụng trộm trêu gẹo lý phượng minh hỏi nàng rằng khi nhìn xong thì sẽ có tâm trạng như thế nào nói thật là vứt bỏ hết những cái khác chỉ riêng diện mạo này của tiêu minh triệt thôi chính là cái loại đẹp mắt mà lúc mệt mỏi nhìn vào có thể tỉnh táo lúc ăn cơm nhìn nhiều chút cũng có thể ăn thêm một chén cơm chỉ tiếc nàng cũng chỉ có thể nhìn thôi có lẽ tiêu minh triệt phát hiện ra ánh mắt của nàng lúc ngẩng đầu lên hoạt động cái cổ khẽ nhướng mi mắt liếc nàng một cái ta nói này hoài vương điện hạ Lần rơi giường này ngài tức giận cũng đủ lâu rồi đó. Lý Phượng Minh ho nhẹ hai tiếng, giả vờ không có việc gì mà trêu gẹo. Tư thế ngủ của ta không tốt quấy giày mộng đẹp của ngài, vậy cũng là chuyện của đêm 10 năm tháng 4 rồi. Qua nhiều ngày như vậy, sao ngài vẫn trưng ra khuôn mặt buồn bực ngủ không ngon. Lời còn chưa dứt, nàng nhịn không được che môi ngáp một cái. Tiêu Minh Triệt không trả lời vấn đề này của nàng, chỉ liếc về phía hai mắt mông lung đẫm lệ của nàng, muốn ngủ thì về phòng ngủ đi. Nói gì vậy, ta không có buồn ngủ đâu, lý phượng minh dịch tư thế ngồi chính diện đối mặt với hắn ai nói thật mấy đêm nay ta cũng không cử động loạn xạ vượt qua giới hạn chứ ánh mắt tiêu minh triệt sâu kín lạnh lùng ừm điều này khiến lý phượng minh trong mối suy nghĩ vẫn không thể giải không phải là ta ẩm ý ngài vậy ngài như thế nào vẫn ngủ không ngon tiêu minh triệt trầm mặc rũ mắt né tránh ánh mắt của nàng liên tục mấy đêm đều như lâm vào đại địch cẩn thận đề phòng nữ nhân này sợ nửa đêm nàng lại đột nhiên xoay người dán sát vào ngủ ngon mới là lạ Lý Phượng Minh đã quen với sự lãnh đạm của hắn, cũng không cho là có gì to tát cả. Nàng cúi đầu nhấp một ngụm trà trái cây, lập tức bị tư vị chua xót chọc đến híp mắt nhăn mặt, khóe mắt rưng rưng lệ. Đợi một lúc lâu không thấy nàng lên tiếng, Tiêu Minh triệt mặt không đổi sắc dương mắt lên, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng này của nàng. Không biết tại sao, hắn cảm giác giữa ngực giống như bị móng vuốt của mèo cào nhẹ hai cái, một cỗ cảm giác tê dại bí ẩn chậm rãi lan tỏa khắp người. Đang lúc hắn không biết phải làm sao, Lý Phượng Minh lại nói chuyện. Ta đoán mấy ngày nay ngài có tâm sự nặng nề, cho nên mới ngủ không ngon. Nếu không thì đêm nay ta đem hương trong trứng đổi thành hương an thần thử xem nhé. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, yên tâm, không dính vào quần áo. Chính là loại mà đêm đại hôn đã từng dùng qua, ngài còn nhớ mùi đó chứ. Đại hôn giã là chuyện nửa năm trước, tiêu minh triệt có chút nhớ không ra mùi hương mà nàng nói. Hắn cảnh giác nhíu mày, mùi cam. Không phải cam, mà là lý phượng minh nhất thời bí tử lại không biết nên dùng ngôn ngữ để miêu tả mùi hương này như thế nào ngây người một lát nàng dứt khoát xuống khỏi giường cầm trà trái cây trong tay đi về phía bàn làm việc hai tay nàng cầm cốc ngọn đưa tới gần chóp mũi hắn a à, có chút giống với mùi này hơi chua nhưng lại trộn lẫn xíu vị ngọt tiêu minh triệt không thể trách nàng kinh ngạc đến mức gọi thẳng tên hắn vì thật sự là hành động của tiêu minh triệt quá mức quỷ dị thế mà hắn lại giữ lấy tay nàng cúi đầu nhấp một ngụm. trong âm thầm khi Lý Phượng Minh uống nước có một động tác nhỏ đã bị Thuần Vu đại nhắc nhở rất nhiều lần nhưng cũng không sửa được. Lúc nàng nói chuyện sẽ nâng cái cốc ở trong lòng bàn tay đổi tới đổi lui. Mà cái cốc này nàng mới uống qua. Hôm nay nàng không trang điểm, tất nhiên cũng không tô son môi, điều này khiến người ta không thể phân biệt được cái chỗ mà môi Tiêu Minh Triệt vừa chạm vào trên mép cốc kia liệu có phải là. Lý Phượng Minh cảm thấy trong thư phòng tựa như ấm lên trong nháy mắt, so với vừa rồi càng nóng hơn. Ta đưa cốc đến chỉ là muốn để ngài ngửi thấy mùi này, nàng mặt không biểu tình, âm thanh đờ đẫn, không phải để ngài uống. A, à, Tiêu Minh triệt hơi cúi đầu, đừng dựa vào ta gần như vậy. Có trời mới biết vì sao hắn lại bị ma xui quỷ khiến muốn uống một ngụm, nhưng hắn không nếm được vị gì cả. Vì ngụm trà kia, cả buổi chiều hai người đều lúng túng xấu hổ, gần như chẳng ai nói gì với ai. Nhưng Lý Phượng Minh đã nói là phải làm, vẫn là để cho Thuần Vu đại đem hương trong chướng đổi thành cái loại hương an thần. Đêm xuống, Tiêu Minh Triệt nằm trong trướng, nhắm mắt lặp đi lặp lại, rồi lại mở mắt, không nói rõ được trong lòng là buồn bực hay vẫn là cái gì khác. Bởi vì trước đây gặp phải chút chuyện, khiến trong miệng hắn không thể phân biệt được ngũ vị, nhưng khứu giác thì ngược lại vẫn rõ ràng. Giờ phút này chóp mũi quanh quần hương trái cây nhàn nhạt, nhạt phảng phất như quả anh đào treo trên cành cây, trong vị ngọt mang theo chút chua xót, còn thoang thoảng chút mùi cam trong sương sớm. Loại mùi này cùng chén trà ô mai sơn cha trong thư phòng buổi chiều kia gần giống nhau, nhưng lại không giống lắm. Tiêu Minh Triệt nhẹ nhàng xoay người, mặt hướng ra ngoài đổi thành tư thái nằm nghiêng. Nhưng trong trường khắp nơi đều quấn quýt mùi hương an thần này, mặc cho hắn ngủ ở bên nào cũng không thể tránh được. Hắn chừng mắt nhìn màn trướng trong bóng tối, trong đầu thoáng hiện ra một ý nghĩ khó hiểu, có lẽ mùi trà ô mai sơn cha ban ngày kia vẫn tốt hơn một chút so với hương trong trướng này. Về phần tốt ở chỗ nào, hắn xoay người mấy lần cũng không nghĩ ra. Đây là giường, không phải chảo dầu, Lý Phượng Minh bị ẩm ý đến tỉnh ngủ bừng bừng tức giận tiêu minh triệt hơi kinh hãi không tiếp tục động nữa lý phượng minh phía sau lại ôm hận lầm bầm miệng lưỡi không rõ ràng bổ sung thêm lời cảnh cáo giống y như một con cá chiên lăn qua lộn lại trong chảo dầu có tin ta có một trăm loại phương pháp để cho ngài không ngủ được không ừ sau khi quẳng ra lời cảnh cáo không rõ ý nghĩa này hơi thở của lý phượng minh dần dần vững vàng bình ổn lại tiêu minh triệt nhắm mắt lại lại càng không ngủ được hư cái gì đại hôn trước đó ai còn chưa học qua một chút cái nên học cho rằng chỉ có mỗi nàng có 100 cách khiến người ta không ngủ nổi thôi sao. Bởi vì năm nay nhuận tháng tư, đến mùng 2 tháng 4 kế tiếp, lệnh cấm túc của tiêu minh triệt ở hành cung liền chấm dứt. Trước mắt Thái Hoàng Thái Hậu ngoại trừ đầu óc có lúc hơi hồ đồ một chút, còn thân thể so với mùa đông ngược lại rất tốt. Tiêu Minh Triệt muốn trở về Hoài Vương Phủ, chuyến đi hầu hạ bệnh tật của Lý Phượng Minh ở Hành Cung đương nhiên cũng kết thúc. Ai cũng cho rằng Lão Thái Thái nhất định không nỡ để Lý Phượng Minh đi. Nào biết Lão Thái Thái chẳng những không giữ lại, còn vui vẻ đuổi người, về phủ sống thật tốt vào, không có việc gì thì không cần phải chạy tới chỗ ta. Thái nãi nãi, sao ngài lại trở mặt không nhận người rồi? Lý Phượng Minh trêu chọc bà, trước đó không phải ngài thường xuyên nói rất thích có ta làm bạn sao? Thái Hoàng Thái Hậu vỗ mu bàn tay của nàng, dùng lời nói thấm thía dặn dò, hôm nay trượng phu ngươi phải về kinh, ngươi đương nhiên cũng nên lấy hắn làm trọng. Lần sau ngươi đến thăm ta, tốt nhất là ôm theo một tên tiểu tử mập mạp đến. Trong phong tục của người tề, nữ tử sau khi kết hôn nên lấy trượng phu làm trọng, không ai để ý bản thân mình thực ra muốn làm gì, có thể làm cái gì. Hơn nữa, nếu có thai sinh con, vậy cũng phải là một tiểu tử mập mạp mới thật sự là chuyện vui. Loại lời này, nếu nói cho cô dâu bình thường của Tề Quốc nghe, hơn phân nửa là sẽ ngượng ngùng, cũng xem đó là lời chúc phúc của lão nhân gia. Nhưng đến Lý Phượng Minh nghe lại cảm thấy thấy có chút chói tai. Chẳng qua, nàng không muốn cùng một lão thái thái hồ đồ tranh cãi đúng sai, nên cũng không đáp ứng, chỉ nhu thuận cười cười. Trở lại hoài vương phủ trời đã gần trạng vạng. Lý Phượng Minh từ ngày hôm sau đại hôn rời khỏi phủ đi tới hành cung Tích Thúy Sơn, đến nay đã qua nửa năm. Lúc trước nàng còn chưa kịp quen thuộc với tòa phủ đệ này, bây giờ cách nửa năm lại trở về, càng nhìn càng thấy chỗ nào cũng xa lạ. Trên đường nàng còn đang cùng thuần vu đại, tân hồi thì thầm, không biết nên làm thế nào để đưa ra yêu cầu với quản sự Khương Thúc là muốn chia phòng ngủ với tiêu minh triệt, làm thế nào mới không khiến người ta chú ý. Nào ngờ Khương Thúc đã sớm chuẩn bị viện tử cho một mình nàng, ngay phía đông chủ viện của tiêu minh triệt, cách một bức tường. Thần Vu đại hỏi thăm thị nữ trong phủ vài câu, trở về báo cho nàng biết, nghe nói, trong các vương phủ khác trong ung kinh thành, vương phi cùng vương gia cũng ở một viện. Lý Phượng Minh bừng tỉnh đại ngộ, xấu xa cười hắc hắc, cũng đúng nhỉ, giống như thái tử, Hàng Vương, trong phủ oanh oanh yến yến đông đảo như thế, nếu ở chung với vương phi, vậy cũng không tiện cùng hưởng ân huệ đâu. Việc này, tên ngụy đều giống nhau, Tân Hồi vừa trải tóc cho Lý Phượng Minh, vừa thuận miệng cười nói, hoàng đế đại ngụy chúng ta cùng hoàng hậu bệ hạ cũng không ở lý phượng minh quay đầu lại liếc nàng một cái nàng vội vàng im lặng thôi lúc nào rồi dùng dây buộc tóc tùy ý buộc một nửa là được lý phượng minh suy nghĩ một chút lại nói hai người các ngươi đi hỏi khương thúc một chút xem có tiện thiết lập một phòng bếp nhỏ ở ngay trong viện này không nếu không thuận tiện có thể cho phép chúng ta mượn nhà bếp lớn cũng được đã nửa năm rồi nàng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi khẩu vị vốn có trong chế độ ăn uống thuần vu đại cùng tân hồi lĩnh mệnh mà đi lý phượng minh liền tùy ý ở đi dạo một vòng ở trong viện chỉ chốc lát sau nàng đột nhiên nhớ tới mình còn chưa nói chuyện của công xưởng với tiêu minh triệt vì thế nàng gọi một thị nữ dẫn đường vội vàng đi về phía bắc viện nơi tiêu minh triệt ở đáng tiếc thời cơ không khéo người hầu của bắc viện nói tiêu minh triệt đang ở thư phòng cùng người ta nói chuyện lý phượng minh không cam lòng vô công mà trở về chỉ có thể ở bên ngoài chờ cũng may thời tiết đã ấm lên mẫu đơn trong viện đang chờ nở rộ ngắm hoa giết thời gian cũng không buồn chán. Đến lúc Tiêu Minh Triệt từ trong thư phòng đi ra, dương mắt lên liền ngây ngẩn cả người. Lý Phượng Minh mặc váy lụa hạnh hồng tố la, tóc dài chỉ dùng dây cột tóc thắt một nửa, tùy ý buông ở phía sau. Ánh hoàng hôn vàng rực rỡ lấp lánh vương trên vạt áo nàng, gió mát nhẹ nhàng vén phần đuôi thắt lưng thật dài của nàng lên, khiến cả người nàng xinh đẹp tươi sáng, vừa sinh động lại phiêu giật. Lúc này mẫu đơn trong viện phần lớn đều chưa nở, nàng đứng ở trước hoa, hoa nghiên cực thịnh, nhưng không bông hoa nào có thể tranh sắc được với nàng. Tiêu Minh Triệt bất ngờ thu hồi ánh mắt, đồng thời dịch bước chặn cửa thư phòng lại. Đầu kia, Lý Phượng Minh nhìn thấy hắn, liền chậm rãi đi tới, quấy giày điện hạ rồi. Ta đến đây là muốn hỏi một chút, Hoài Vương Phủ dưới danh nghĩa có công xưởng làm dược phẩm hoặc nước bột son phấn các loại không? Hoài Vương Phủ trước kia không có nữ chủ nhân, làm sao mà có xưởng làm son nước bột phấn được chứ? Tiêu Minh triệt ngẩn người, có một xưởng dược phẩm nhỏ. Vậy cũng được, có bao nhiêu thợ thủ công, hai tròng mắt lý phượng minh chợt sáng lên tiêu minh triệt nhắm mắt ngẫm nghĩ khoảng chừng hai ba mươi người chi tiết thì nàng phải hỏi khương thúc hắn ít khi hỏi kỹ chuyện vặt trong phủ lý phượng minh vui vẻ gật đầu ta có thể mượn xưởng để chế hương làm mỹ phẩm dưỡng ra được chứ trả lời nàng là ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc của tiêu minh triệt nàng có chìa khóa khố phủ còn có ấn giám của ta muốn dùng cái gì cũng có thể tự lấy lý phượng minh lúc này mới nhớ tới đêm đại hôn tiêu minh triệt đưa chìa khóa cùng ấn giám cho nàng cũng quả thật từng nói qua muốn dùng cái gì cũng có thể tự lấy vì thế nội tâm lý phượng minh cực kỳ sung sướng liên thuận miệng khen ngợi ta rất thích loại mỹ nam tử khí khái hào phóng như ngài trong lòng tiêu minh triệt nổ ầm một tiếng hai tay chợt nóng lên nói chuyện đang hoàng đi đùa giỡn ai vậy được 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 ngài nói thế nào thì là thế đó lý phượng minh mắt cười cong cong hành lễ lấy lệ vậy ta cũng không chậm trễ ngài bàn chuyện nữa làm xong sớm mới có thể nghỉ ngơi sớm chút người ta lúc trước đưa cho nàng chìa khóa ấn giám cùng một câu muốn cái gì cũng có thể tự lấy chính là vì đổi lấy nàng sau này không được đụng vào hắn nàng rất coi trọng chữ tín bây giờ đã cầm được phần lợi ích này từ giờ phải tuân thủ hiệp định cách càng xa càng tốt mới được nàng nói xong liền xoay người rời đi bước chân so với lúc tới nhẹ nhàng hơn rất nhiều tiêu minh triệt nhìn bóng lưng rời đi của nàng nhất thời hoảng hốt sụ mặt nhíu mày thất thần thật lâu sau phía sau thư phòng của hắn truyền đến lời bình luận nhàn nhã mới hơn một canh giờ không gặp liền phải đặc biệt tìm cớ đến xem ngài. Thuộc hạ cảm thấy, Vương Phi đối với ngài hẳn là rất để ý. Tiêu Minh triệt quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn nam tử áo xanh trong thư phòng, chiến khai dương, ngươi mù từ bao giờ vậy? Không thấy Lý Phượng Minh vừa đạt được mục đích liền vui vẻ rời đi sao? Căn bản không hề nói muốn chuyển tới Bắc Viện ở, vậy thì để bụng cái quỷ gì? Cửa thư phòng một lần nữa đóng lại, Tiêu Minh triệt cùng chiến khai dương lại lần nữa ngồi đối diện cách bàn hai người mang vẻ mặt khác nhau nhưng đều đồng thời nhìn chằm chằm vào lá thư trên bàn đó là bức thư thứ hai lý phượng minh viết cho tiêu minh triệt tiêu minh triệt nhận được tin này vào đầu tháng 3. khi đó hắn cho rằng nội dung trong thư đại khái không khác gì nhiều so với phong thư đầu tiên lý phượng minh viết cho hắn tám phần lại là công thức nấu ăn hoặc lời thăm hỏi trống rỗng không có ý nghĩa gì đó thôi cho nên hắn căn bản không mở ra chỉ tiện tay kẹp vào trong binh thư khi từ nam cảnh trở về kinh quyển binh thư kia được đựng trong hành lý của hắn nhưng hắn vừa trở về đã bị tế đế đuổi đi tích thúy sơn cho tỉnh lại hành lý để lại trong phủ do khương quản sự tự tay chỉnh lý khương thúc làm việc từ trước đến nay đều ổn thỏa chu đáo phát hiện bức thư chưa mở này trong binh thư liền đặt ở chỗ dễ thấy trên bàn làm việc thuận tiện cho tiêu minh triệt từ hành cung trở về xem lại hôm nay tiêu minh triệt vừa về phủ gia thần mưu sĩ của hoài vương phủ là chiến khai dương liền tới cầu kiến sau khi cùng chiến khai dương tiến vào thư phòng tiêu minh triệt lại thấy lá thư này ngẫm lại cuối cùng vẫn là một phen tâm ý của Lý Phượng Minh nhìn xem một chút cũng không sao. Nào ngờ khi nhìn thấy lại sững sờ tại chỗ. Chiến Khai Dương thấy thế, đánh bạo hỏi hắn muốn mượn thư này xem một chút, song cũng vô cùng sừng sốt. Cho nên vừa rồi Chiến Khai Dương đem lời nói kéo lên người Lý Phượng Minh cũng không phải vô duyên vô cớ. Lúc Lý Phượng Minh đến Bắc Viện, hắn và Tiêu Minh Triệt đang tiêu hóa sự chấn kinh đối với lá thư này. Chiến Khai Dương phá vỡ sự trầm mặc trong thư phòng. Bức thư này được gửi đến quan dịch thị trấn Kiến Xuân. Hẳn là từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 3. Mùng 3 tháng 3, Tiêu Minh Triệt cùng Liêm Trinh đi Đại Danh Loa Sơn giám sát việc thay quân. Mùng 7 tháng 3, Tiêu Minh Triệt vừa đi tới quan dịch Trấn Kiến Xuân, liên nhận được phong thư này. Theo tốc độ của phi dịch, thư từ Mộc Lan Trấn đến Kiến Xuân Trấn chỉ cần 6 ngày là đến nơi. Trên khai dương dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn. Điều này có nghĩa là vào cuối tháng 2 Vương Phi đã biết trong kinh sẽ có người muốn làm khó liêm tướng quân triển khai dương luôn một mực ở trong kinh mọi thời khắc lưu ý tới động tĩnh trong triều thậm chí mỗi ngày còn phái người đến cửa cung kịp thời sao chép các dạng tin tức triều đình tuyên bố đem về nhưng sau khi tiêu minh triệt bị tế đế đuổi tới hành cung cấm túc hắn mới biết phái hàng vương muốn tìm liêm trinh để tra ra gốc rễ ngược lại là lý phượng minh ở hành cung tích thúy sơn nửa năm ngoại trừ thái hoàng thái hậu ra nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy các quý phụ quý nữ các nhà trong kinh đến hành cung thăm hỏi cứ như vậy Thế mà nàng từ cuối tháng 2 đã phát hiện Liêm Trinh sẽ gặp phiền toái, hơn nữa có thể sẽ liên lụy đến Tiêu Minh Triệt. So sánh khiến người ta không thể tưởng tượng nổi như thế, Chiến Khai Dương đương nhiên khiếp sợ đến hồn lìa khỏi xác. Tiêu Minh Triệt cũng rất khiếp sợ, nhưng điểm khiếp sợ của hắn cùng Chiến Khai Dương lại không giống nhau. Đầu tháng trước, cái ngày hắn bị Thánh dụ đuổi đến hành cung cấm túc cho tỉnh lại, Lý Phượng Minh biết được hắn không đọc phong thư này, tức giận đến mức động thủ với hắn trong thư phòng Trường Phong Uyển. Vào thời điểm đó, nàng chỉ nói rằng nàng đã nhắc nhở trong thư rằng liêm trinh có thể sẽ gặp rắc rối vẻ mặt tiêu minh triệt lạnh lùng nhưng nàng không nói trong thư còn kèm theo biện pháp giải quyết bây giờ nghĩ lại nếu ngài dựa theo biện pháp này của vương phi đối phó quả thật có thể toàn thân trở ra triển khai dương lần nữa cầm bức thư kia lên mặc cảm cười khổ cổ đông hạ có tướng chiến đấu ở đất nước nam đế tử trọng nói tướng này ở bên ngoài lâu năm gia tộc cũng lớn quân sổ sách có lẽ sẽ có lỗi triều đình mang lôi đình ra uy hiếp trước tiên sẽ xuống tay nhổ cỏ tận gốc để chấm dứt hậu họa. đế tử bá nói tướng này trung dũng tộc của ông là trụ cột trong triều căn cơ vững chắc lại được tin dùng ta xin bảo đảm với người trước hết nên thận trọng điều tra sau đó mới lại giao cho đế chế đế nói đế tử quý hiện đang đốc quân ở phía nam triệu hồi kinh đối đáp chú ý đế thực không thể nghi ngờ là có tâm tư khác càng không có ý muốn động tới tộc này chuyện không liên quan gì đến đế tử quý đế triệu quý hồi kinh đối đáp chỉ muốn bình bá trọng chi tranh mà thôi. Quý cần tự bảo vệ mình, trước hết nhấn mạnh quân công khổ công, tiếp theo phụ bá chi nghị, ra sức bảo vệ nam tướng. Lại thỉnh mệnh dẫn tâm phúc của đế tự mình đi nam cảnh tra kỹ quân sổ sách. Đế tất không đồng ý thỉnh mệnh, đế tử trọng cũng sẽ có ngăn trở, quân không được lo lắng. Trong mắt người tế quốc, chữ của Lý Phượng Minh cương nhu uyển chuyển, tùy ý ngông cuồng, thật sự không giống như xuất phát từ tay nữ tử. Và lại trong bức thư này, từng chữ đều đào sâu bảy tất mọi chuyện. Có thể thấy rõ kiến thức, tài ứng biến không hề thua kém nam nhi có lẽ là sợ giữa chừng xảy ra biến cố cách hành văn của nàng chẳng những dùng cổ ngôn tối nghĩa lại còn ẩn dụ toàn bộ nên biết rằng tại tế quốc hiện nay trong 10 người thì nhiều nhất cũng chỉ có bốn người biết chữ mà trong bốn người này nhiều nhất cũng chỉ có một người thực sự là uyên bác cao thâm cũng không phải biết chữ là có thể đọc hiểu và thực sự lý giải được ý nghĩa của bức thư tối nghĩa này của nàng cũng không phải có thể đọc hiểu là có thể nhanh chóng liên tưởng đến thực tế hiện tại lý phượng minh là đoán chắc Tiêu Minh triệt thân là hoàng tự, trình độ học vấn cũng cao hơn người thường rất nhiều, lại bởi vì lợi ích quan trọng, nhất định có thể xem hiểu được ẩn dụ trong đó. Trong thư nàng chỉ rõ tề đế căn bản không có ý định động vào liêm trinh, càng không muốn động tới liêm gia. Triệu Tiêu Minh triệt hồi kinh, chỉ là muốn bình ổn tranh chấp giữa hai bên thái tử và hàng vương trong việc này. Nàng bảo Tiêu Minh triệt nhấn mạnh quân công khổ công của mình ở Nam Cảnh, lại tán thành với thái tử. Điều động thêm người để bảo vệ liêm trinh, cũng xin mệnh lệnh cho phép đích thân dẫn tâm phúc của tế đế đi tới nam cảnh tra sổ sách quân lương. Càng kỳ lạ đó là, nàng đối với tâm tư của ba người tế đế, thái tử, hàng vương giống như đều có nắm chắc. Chẳng những nói thẳng tế đế sẽ không đồng ý điều tra sổ sách, cũng kết luận hàng vương sẽ ra tay cản trở. Để tiêu minh triệt lớn mật thỉnh mệnh, hoàn toàn không cần lo lắng thật sự bị phái đi điều tra liêm trinh. Hơn nữa, nàng còn mượn lời trong cổ đông Hạ Quốc, cho dù là người có dụng tâm khác lấy được lá thư này vừa vặn đọc hiểu, cũng không nên tưởng được tới thực tế hiện nay. Sớm nghe nói nữ tử ngụy quốc không thua gì đấng nam nhi, lúc này tận mắt thấy mới biết lời này không hoa. Chỉ dựa vào lá thư này, Chiến Khai Dương đã bội phục sát đất với Lý Phượng Minh. Hàn trộm dò xét tiêu minh triệt, có chút phàn nàn, vừa rồi điện hạ cố ý chắn cửa, là đề phòng thuộc hạ, không muốn thuộc hạ nhìn thấy phong thái của Vương Phi phải không. Tiêu minh triệt trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, ta đề phòng chính là nàng. Chiến Khai Dương suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu, cũng đúng hắn mặc dù chưa từng được thấy qua chân dung của lý phượng minh nhưng nửa năm nay ít nhiều gì vẫn nghe được chút tiếng gió có người nói nàng nghiên thắng mẫu đơn ở trước mặt thái hoàng thái hậu hiếu thuận nhu hòa đối xử với người khác dịu dàng khéo léo ngoài ra cũng không có chỗ nào để chê nếu đem những lời đồn này phối hợp với lá thư trước mắt này mà xem lý phượng minh tuyệt đối là một người có biểu hiện trong ngoài không đồng nhất chiến khai dương bừng tỉnh hiểu ra gật đầu liên tục hiểu rồi hiểu rồi tiêu minh triệt nghi ngờ nhìn hắn hiểu cái gì chiến khai dương đáp từ trước đến nay điện hạ kiên kỵ nhất là loại nữ tử này nhất cho nên không tin được vương phi vừa nãy ngài chặn cửa là vì đề phòng nàng biết trong phủ có mưu sĩ gia thần như ta đúng đề phòng nàng biết tiêu minh triệt đam chiêu gấp bức thư kia lại giọng nói lãnh đạm mà bình tĩnh trong phủ có mưu sĩ gia thần ngu xuẩn như ngươi sau khi dùng xong bữa tối lý phượng minh thuần vu đại và tân hồi cùng nhau ra khỏi cửa viện đi dạo chung quanh để quen thuộc hoàn cảnh trong phủ thuận tiện tiêu thực bởi vì chuyện của công xưởng có bước tiến nên tâm tình nàng phá lệ vui vẻ, đi dạo nửa canh giờ cũng không thấy buồn ngủ. Thần vu, an thần hương chỉ còn lại một phần cuối cùng có sẵn nhỉ. Dứt khoát để tối nay cho ta dùng đi, đỡ phải để nó một mình chiếm một cái hộp. Tân hồi cười hì hì tranh lời, Thuần vu có bao nhiêu ổn thỏa, điện hạ còn không biết nữa sao. Vừa rồi ngài còn đang dùng bữa, nàng đã mang vào treo ở trong trướng của ngài rồi. Buổi chiều sau khi điện hạ trở về từ trong viện của Hoài Vương, liền giống như ngã vào hũ vàng vậy, khóe miệng cũng sắp cong đến đuôi lông mày, vừa nhìn là biết cần an thần hương trợ ngủ rồi. Thần vu đại nửa là trêu gẹo, nửa là giải thích. Ba người nói cười cười đi dạo, thuận theo lẽ tự nhiên thấy trăng sáng trên ngọn cây. Thần vu đại khuyên nhủ, điện hạ, ngày mai ngày phải cùng Khương Thúc đi xem xưởng, ngày mốt còn phải cùng Hoài Vương điện hạ tiến cung gặp mặt. Hai ngày liên tiếp đều bận rộn, vẫn nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lần trước tiêu minh triệt ở trước mặt tề đế tự xin bị phạt thay vợ, tề đế để bảo hắn nghe ý tứ của hoàng hậu. Hoài vương phủ hôm nay đã đưa sổ con vào trung cung, theo quy củ, Tiêu Minh Triệt và Lý Phượng Minh nên vào cung vào ngày mốt. Tân Hồi xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, chờ chuyện bên kia chấm dứt xong, điện hạ phải quan tâm tiến độ của xưởng, phải tự mình ra đường xem cửa hàng, còn phải hao tâm tổn trí tìm một người trưởng quỹ đáng tin cậy, tới lúc đó không biết là bận rộn thành cái dạng gì nữa. Ai, tại sao ta đi đâu cũng biến thành một cái mệnh phải lao động? Lý Phượng Minh mỉm cười lầm bầm, xoay bước trở về. Nếu điện hạ nguyện ý, Tân Hồi hắc hắc cười nói, ngài cũng có thể không cần vất vả như vậy lý phượng minh từ trước đến nay rất biết linh hoạt ứng phó vận mệnh xoay tới đâu chỉ cần quyết định làm cái gì thì sẽ cố gắng tận lực làm tốt nhất học cách làm một phương phi coi chồng làm trời phú quý kiều diễm đối với nàng mà nói không khó nếu nàng nguyện ý bỏ công sức hơn phân nửa là nàng có thể sống trở thành một phụ nhân điển hình của ung kinh thành kính cẩn nhu thuận nghe lời tuyệt đối có khi còn giống hơn so với nữ tử tế quốc nữa vậy không được lý phượng minh cong mắt lên vừa đi vừa nói trên đời này không biết có bao nhiêu mỹ nam tử đang chờ cùng ta tình cờ gặp gỡ đó nàng đột ngột nuốt lấy bốn chữ cuối cùng vào cũng sặc đến ho khan bởi vì nàng nhìn thấy tiêu minh triệt đang đứng ở trước cửa viện của nàng tiêu minh triệt cũng không phải tới một mình quản sự khương thúc trong phủ cũng đứng ở bên cạnh hắn lý phượng minh đứng vững trước mặt hai người trong lòng tim đập thình thịch thừa dịp phân phó thuần vu đại cùng tân hồi tiến lên viện cơ hội lý phượng minh liền không giấu vết quay đầu lại nhìn về phía vị trí mới vừa rồi của mình ôi cách nơi này mười mấy bước tiêu minh triệt hẳn là không nghe thấy phải không dù sao nàng cũng không có nói lớn tiếng mà nhưng tiêu minh triệt vừa mở miệng đã phá vỡ may mắn trong lòng nàng mỹ nam tử gì xem ra cái khác không nghe rõ chỉ bắt được từ ngữ trọng điểm là mỹ nam tử lý phượng minh nở nụ cười ngọt ngào lại chân thành ta đang cùng hai người các nàng khen ngài đó ngài thật sự là mỹ nam tử hào hoa phóng khoáng nhất trên đời này không có ai có thể so sánh được nàng lại bắt đầu tiêu minh triệt khẽ nhíu mày một lát sau mới nói, ở Tây Quốc, nữ tử nói với nam tử như vậy, được coi là tùy tiện. Vậy nếu nam tử nói như vậy với nữ tử thì sao? Được coi là một lời khen ngợi à? Tiêu Minh Triệt không trả lời, Khương Thúc liền ho khan một tiếng. Rất hiển nhiên, nàng đã đoán đúng. Lý Phượng Minh nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, lại cẩn thận xác nhận, xin hỏi, ở Tây Quốc các ngài, nếu xem loại sách giống như anh Hoa Bảo Giám, rất thưởng thức đối với các loại Mỹ nam tử văn nhã phong lưu, thích bình luận cùng khen ngợi, liệu có phải ngồi tù hay không tiêu minh triệt rũ mắt nhìn nàng không nói nên lời khương thúc cung kính đáp hồi vương phi nương nương mặc dù sẽ không ngồi tù nhưng thanh danh của nữ tử có đáng ngại anh hoa bảo giám xuất phát từ hạ quốc mấy năm trước sau khi chuyển đến ngụy quốc cũng rất được ưa chuộng điều này chủ yếu là do hạ ngụy đi trước các nước khác quốc sách nam nữ trách nhiệm quyền hành như nhau đã gần trăm năm từ miếu đường đến giang hồ đều không thiếu những nữ tử quyền cao chức trọng Đừng nói những người có quyền lực có gia thế thích thưởng thức sắc đẹp làm trò tiêu khiển, mà cho dù là người bình thường cũng khó tránh khỏi có lòng yêu cái đẹp đi. Thực sắc, tinh giã, đây vốn không phải là chuyện gì không thể nhìn thấy ánh sáng, nam nữ đều giống nhau cả. Nhưng tề, tống, lương cho đến nay vẫn theo chế độ nam tôn nữ ti, nam tử có bách hoa phổ, quần phương đồ có thể thưởng thức vẻ đẹp của nữ tử, những nữ tử lại không được phép thưởng thức nam sắc. Giống như anh hoa bảo giám, loại sách nhàn rỗi chủ yếu dành cho nữ tử thưởng thức Mỹ Nam này, cho dù có nữ tử tế quốc to gan lớn mật nhìn trộm cũng tuyệt đối không dám treo ở bên miệng lý phượng minh không cam lòng nhưng cũng không muốn đi tranh chấp vô vị liền chuyển đề tài nói điện hạ tìm ta có việc sao tiêu minh triệt nhìn về phía khương thúc khương thúc chấp lễ hồi vương phi nương nương điện hạ vốn đã an trí nghỉ ngơi nhưng lại khó ngủ lão nô nghe nói lúc trước ở hành cung may mà có an thần hương của ngài điện hạ mới có thể ngủ được cho nên mạo muội đến cầu xin lý phượng minh kinh ngạc chút chuyện nhỏ thế này khương thúc ông tự mình đến hỏi ta là được rồi mà hoài vương điện hạ cũng tự mình tới không khỏi quá long trọng rồi tiêu minh triệt nhìn về phương xa hờ hững lại vô tội khương thúc sợ nàng sẽ không đưa cho người lạ lý phượng minh nhớ tới mấy ngày trước khi còn ở hành cung người này ban đêm quả thật khác thường thi thoảng lại giống như một con cá chiên lăn qua lộn lại bây giờ đã trở lại chắc chắn có rất nhiều việc cần hắn vắt hết óc nếu ngủ không ngon trong thời gian dài quả thực cũng khó mà chịu nổi nàng liền thương xót hỏi trong phủ không có phủ y sao? Có, nhưng ta kiên kỵ y, giọng nói tiêu minh triệt bình tĩnh, vô cùng thản nhiên. Lý Phượng Minh không nhịn được, khẽ cười ra tiếng. Dấu bệnh sợ thầy cũng không phải là phẩm đức cao thượng gì, vậy mà còn ra vẻ kiêu ngạo ghét bỏ như vậy là cái kiểu gì chứ? Khương Thúc đưa cho nàng một ánh mắt khẩn cầu, im lặng lắc đầu. Nàng đột nhiên thông suốt mọi chuyện, trong nháy mắt hiểu được vì sao tiêu minh triệt kiên kỳ y. Tám phần là mấy năm ở trong cung, từng bị tiền chiêu nghi sai khiến ngự y tra tấn nàng thu lại vẻ cười đùa ai nay khẽ thở dài an thần hương kia là phần cuối cùng có sẵn mới vừa rồi thuần vu đã dùng vào trong trướng của ta nếu đem hương ta dùng còn sót lại cho điện hạ cũng không hay lắm huống hồ lúc này lấy ra sợ hiệu quả cũng bị hao tổn vương phi nương nương nói rất đúng khương thúc có chút khó xử nhìn tiêu minh triệt điện hạ ngài xem tiêu minh triệt không nói gì chỉ nhìn lý phượng minh thấy bộ giang hắn thật sự rất cần lý phượng minh nghiêng đầu nhớ lại một lát vỗ tay nói ta có cách rồi Hả? Tiêu Minh Triệt nhìn nàng không chớp mắt. Khương Thúc cũng nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ sợ nàng mở miệng mời Tiêu Minh Triệt ngủ cùng. Với sự hiểu biết của Khương Thúc đối với Tiêu Minh Triệt, lúc trước ở hành cung chỉ vì cố kỵ thái hoàng thái hậu nên không muốn sinh thêm phiền phức. Hôm nay trở về phủ, nếu lại bảo điện hạ cùng vương phi ngủ chung, nói không chừng điện hạ sẽ trở mặt mất. Trong lòng Khương Thúc nói như vậy. Trà táo chua vàng cũng có thể giúp trợ ngủ, cái này thì ta còn rất nhiều. Nói xong, Lý Phượng Minh liền xách làn váy lên, vội vàng hấp tấp xảy bước tiến vào trong viện. Khương Thúc, trước tiên ông bồi điện hạ trở về đi đã, ta sẽ bảo tân hồi đưa tới ngay. Khương Thúc nhìn bóng lưng nàng bước nhanh đi xa, vừa vui mừng lại ái náy, thì thầm cảm khái, vương phi thật khéo léo hiểu lòng người. Biết ngài không muốn thân cận với nàng, mà vẫn có thể quan tâm săn sóc chiều theo như thế, tính tình thật sự rất tốt. Vậy điện hạ, chúng ta về trước nhé. Tiêu Minh Triệt đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn về phía trăng sáng trên cao, thật lâu không nói cũng không nhúc nhích điện hạ ngài có tâm sự sao khương thúc thật cẩn thận quan tâm từng tí tiêu minh triệt thu hồi ánh mắt không có hắn chỉ là không hiểu sao không muốn uống cái đồ bỏ tên là trà áo chua vàng kia tuy nói đột nhiên thay đổi chỗ ở nhưng nhờ có an thần hương lý phượng minh vẫn ngủ ngon cả đêm hôm sau tỉnh lại đúng vào giờ mão như thường lệ sau khi rửa mặt đơn giản xong liền đi đối luyện buổi sáng với tân hồi ở trong viện điện hạ xác định là ở chỗ này trong viện trung quy cũng không được rộng rãi lắm tân hồi nói hôm qua ta đi tìm khương thẩm hỏi thăm phía sau vương phủ có một diễn võ trường hộ vệ trong phủ mỗi ngày đều ở nơi đó diễn tập nếu hoài vương điện hạ ở trong phủ buổi sáng cũng sẽ đến nơi đó luyện võ khương thẩm là thê tử của khương thúc quản sự vương phủ nghe nói từ khi tiêu minh triệt còn là quận vương vợ chồng khương gia đã giúp hắn xử lý mọi việc trong phủ lý phượng minh tức giận cười khẩy nhìn tân hồi a à, hộ vệ trong phủ đều ở đó tiêu minh triệt cũng ở đó ta còn đặc biệt chạy tới, để cho một đám người mở rộng tầm mắt, nhìn ta làm sao bị ngươi đánh đến nước mắt đầy mặt sao. Cảnh tượng kia, thật sự là ngẫm lại cả người liền phát run, vẫn là thôi đi, ta còn cần mặt mũi. Tân hồi nín cười nhìn nàng, ánh mắt cùng giọng điệu uyển chuyển giống nhau, vậy ta có lời phải nói trước nha. Trong viện này không đủ rộng rãi, lại có cột trụ hành lang đầy hoa mộc làm trở ngại, có lẽ sẽ không được thuận tiện lắm đâu. Ngươi với ta cũng coi như lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đều đã quen thuộc lẫn nhau, cũng không cần phải câu nệ như vậy lý phượng minh ngoài cười nhưng trong không cười bắt đầu hoạt động gân cốt tân hồi nói không tiện cái gì đương nhiên là không tiện cho lý phượng minh điện hạ chạy trốn né tránh rồi nhưng trước kia ở nơi rộng lớn thuận tiện có gò đất để né tránh chạy trốn lý phượng minh điện hạ cũng không phải chưa từng có tiền lệ bị nàng đánh cho khóc lóc cho dù ý chí của lý phượng minh kiên định như sắt nhưng trời sinh một thân thể vừa chịu đau liền rơi nước mắt như vậy nào có biện pháp gì khác được con người mà khóc lóc là bản năng rồi không phải sao thế gian trừ chết thì không có chuyện gì lớn cả, tới đi. Bởi vì trong viện của Lý Phượng Minh tạm thời chưa có phòng bếp nhỏ chuyên dụng, nên khi nàng và Tân Hồi bắt đầu đối luyện, Thuần Vu Đại liền đến chủ viện lấy bữa sáng cho nàng. Chờ Lý Phượng Minh lệ rơi đầy mặt kết thúc luyện công buổi sáng, Thuần Vu Đại liền tiến lên đỡ, nàng vừa rơi nước mắt vừa hỏi, sáng nay, ăn cái gì? Thuần Vu Đại cầm khăn tay thay nàng lau nước mắt, ôn nhu cười đáp, không biết. Ta còn chưa ra khỏi viện thì Khương Thẩm đã tới. Bà nói, Hoài Vương Điện Hạ có việc muốn cùng ngài thương lượng nên phân phó đầu bếp của phòng ăn đem bữa sáng bày ở Bắc Viện rồi. Nếu có việc, tại sao không tự mình ăn xong rồi hãng nói chuyện? Lý Phượng Minh hít hít mũi, nước mắt còn đang tuôn rơi, tiêu minh triệt lúc ăn cơm cũng có bao giờ nói chuyện đâu. Thuần Vu Đại suy nghĩ một chút, có lẽ là khoảng thời gian trước ở hành cung đã quen ăn cơm chung với ngài rồi chăng? Chắc là vậy, một mình ăn cơm, rốt cuộc vẫn có chút cô đơn vắng vẻ. Lý Phượng Minh trong lòng có sự cảm thông lẩm bẩm, nước mắt lã chã đi tắm rửa thay quần áo. Kỳ thật, từ nhỏ Lý Phượng Minh cũng bị rất nhiều quy củ ràng buộc. Ăn không nói, ngủ không nói, đương nhiên cũng là một trong số đó. Nhưng kể từ sau khi xảy ra sự kiện kia, trong khoảng thời gian hơn một năm, nàng giống như bị giam cầm. Từng đau khổ, từng bàng hoàng, từng không cam lòng, thậm chí tuyệt vọng. Khi đó mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy hai người là thuần vu đại cùng tân hồi. Hai nàng nghe nàng khóc nháo, nghe nàng mắng chửi, mặc cho nàng đem đồ đạc trong phòng đập sạch, để nàng phát tiết hết mình. Về sau nàng dần dần bình tĩnh, cũng chậm rãi thoải mái hơn, suy nghĩ rõ phần đời còn lại của mình muốn sống như thế nào, sau đó liền trở thành Lý Phượng Minh như bây giờ. Sở dĩ nàng sau khi gặp phải biến cố lớn, vẫn như cũ không có mất đi năng lực cùng ý nguyện giao tiếp với người khác, hơn phân nửa là bởi vì bên người nàng từ đầu đến cuối luôn có thuần vu đại cùng tân hồi. Mà tiêu minh triệt, nhìn tính tình hiện giờ của hắn là biết một đường hắn chống đỡ không biết có bao nhiêu cô độc. Lý Phượng Minh dùng sức lau sạch nước mắt, thầm nghĩ nếu hắn nguyện ý sau này vẫn nên cùng hắn ăn cơm đi viện của lý phượng minh và bác viện tuy chỉ cách nhau một bức tường nhưng cửa viện hai bên lại cách nhau rất xa nàng vốn định tự mình đi qua nhưng tân hồi hôm nay lại lỡ tay đánh cho nàng đến rơi lệ đầy mặt rất là áy náy bất an nên kiên trì muốn hộ tống nàng nàng cùng tân hồi đi được nửa đường vừa lúc gặp tiêu minh triệt từ diễn võ trường trở về tuy rằng vừa rồi lúc tắm rửa đã đắp mắt nhưng lý phượng minh trước khi ra cửa soi gương lại biết mình vẫn là bộ dáng mắt đỏ đáng thương kia. Trái lại là Tiêu Minh Triệt, cũng là dậy sớm luyện võ xong, nhưng cả người người ta đều thoải mái dễ chịu. Võ bào dệt gấm màu lam có tay áo bó hẹp, đai lưng thắt chặt eo gầy, dây buộc tóc cùng màu, không có đồ trang sức gì cả, trang phục vừa sạch sẽ lại gọn gàng. Ngũ quan tinh xảo Tuấn Mỹ làm nổi bật thêm sự thanh tú, còn đôi mắt màu hổ phách được ánh mặt trời thắp sáng càng giống như dệt hoa trên gấm. Mặc dù vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thân ảnh trong lúc di chuyển không giấu được khí chất nghiêm nghị của thiếu niên lý phượng minh chua ngoa trộm bĩu môi tiêu minh triệt thật đẹp mắt lời này nàng đã nói đến mức mệt mỏi đáng tiếc nàng chỉ có thể nhìn mà thôi lời này nàng cũng nói đến mệt mỏi rồi nàng tiếc nuối thở dài chờ thuận miệng quan tâm đêm qua trà táo chua vàng có hiệu quả không ngài ngủ được không bình thường hiển nhiên tiêu minh triệt không muốn nói về đề tài này hắn hơi thu hồi bước chân cách khoảng cách không xa không gần đi cùng với nàng đồng thời ném một ánh nhìn kỳ quái về phía nàng nàng ở trong sân luyện võ không thấy chật trội sao viện của nàng nhỏ hơn bắc viện một chút trong viện lại có nhiều hoa mộc cùng bể đá nuôi cá ở trong đó so chiêu di chuyển khắp nơi sẽ bị hạn chế lý phượng minh hít mũi theo thói quen rít lên đáp đúng là hơi chật trội một chút dù sao cũng không bằng diễn võ trường rộng mở nên ta cũng không thi triển được gì nàng đương nhiên biết diễn võ trường mới là nơi thích hợp hơn nhưng đây chính là không muốn mất mặt ở trước mắt bao nhiêu người đó biết không hả lúc ở hành cung Tiêu Minh Triệt đã từng tận mắt chứng kiến cảnh Lý Phượng Minh bị Tân Hồi đánh cho khóc lóc. Giờ phút này nhìn bộ dáng này của nàng, trong lòng liền biết hôm nay hơn phân nửa là lại tái diễn chuyện xưa. Hắn hơi quay đầu lại nhìn về phía Tân Hồi, công bằng uốn nắn, hẳn là nàng ấy không tiện thi triển ra thì đúng hơn. Trong lòng Lý Phượng Minh giống như như bị đâm cho một đao, nhất thời có chút thẹn quá hóa giận. Con người này đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên, mới nuôi được cái miệng không biết nói chuyện như vậy chứ. Cho dù là nói sự thật, Hoài Vương điện hạ, mọi việc đều nên để lại đường lui, ngày sau dễ nói chuyện. Nàng cắn răng cười giả dối, có một số việc có nhìn thấu cũng không nên đâm thủng, để chừa lại cho ta chút mặt mũi. Như thế đối với ta và ngài đều tốt, hiểu không? Nếu nàng đánh được tân hồi, thì còn cần tân hồi làm hộ vệ bên người sao? Tiêu Minh triệt trầm mặc đi vài bước, mới nói ra một câu an ủi không quá tự nhiên, giữa người và người, ai cũng đều có chuyện môn riêng của mình. Lời này miễn cưỡng coi như có chút nhân tính, vẻ mặt Lý Phượng Minh hòa hoãn hơn rất nhiều, buồn bực hỏi, nghe nói ngài có việc muốn tìm ta thương lượng không phải thương lượng mà có người muốn thỉnh giáo nàng một chuyện sau khi thay đồ xong ta sẽ nói chuyện chi tiết với nàng thỉnh giáo cách nói này làm cho lý phượng minh rất bất ngờ cũng rất được hưởng thụ được đến bắc viện tiêu minh triệt đi tắm rửa thay quần áo trước lý phượng minh được hạ nhân dẫn dắt đi vào phòng ăn ngồi xuống chỉ chốc lát sau tiêu minh triệt liền tiến vào ngồi xuống hắn thay đổi một bộ áo choàng màu trắng xám dùng sợi tơ ngân quan buộc tóc nhìn qua thì cả người thiếu đi khí chất thiếu niên lúc trước thay vào đó là nhiều hơn vài phần lãnh đạm làm cho người thường không dám thân cận dù sao lý phượng minh cũng không phải người thường chẳng những không có gì không dám ngược lại còn một tay nâng má thoải mái thưởng thức một phen sắc đẹp mỹ mạo khác của hắn có lẽ là bị ánh mắt thẳng thừng của nàng quấy nhiễu đến không được tự nhiên tiêu minh triệt hò nhẹ một tiếng ngay khi lý phượng minh cho rằng hắn muốn giảng cho mình nghe giáo huấn tề nữ lại thấy hắn lại không né tránh ánh mắt của mình ngữ khí cứng nhắc nhưng lại có chút nghiêm túc ta đã xem thư rồi, cảm ơn nàng. a à, Lý Phượng Minh cau mày suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được hắn đang nói đến phong thư nào. Vì thế nàng dương mắt nhìn về phía sàng ngang khắc hoa trên nóc nhà, dùng động tác này che giấu sự thật mình đang trợn trắng mắt. Cũng không cần cảm ơn, dù sao, phong thư kia cũng không phát huy được tác dụng mà nó vốn có. Phong thư kia, nàng tin tưởng tiêu minh triệt nhất định có thể hiểu được. Nếu trong tháng 3 nhận thư liền kịp thời mở ra xem, như thế nào cũng không đến mức bị đánh oan uổng, còn bị cấm túc một tháng. Tiêu Minh Triệt sảng khoái nhận sai, là ta không đúng, không kịp thời đọc tin, lãng phí ý tốt của nàng. Giọng điệu của hắn là một thói quen cứng ngắc không gợn sóng, nếu là người hoàn toàn không hiểu hắn, nhất định sẽ cho rằng hắn không hề có thành ý. Nhưng tại hành cung sớm chiều ở chung hơn một tháng, Lý Phượng Minh xác định được Tiêu Minh Triệt không ngốc, chỉ là có đôi khi mạch suy nghĩ hơi kỳ quái. Nếu như có người có năng lực đáng tin cậy ở bên cạnh phụ trợ tốt cho hắn, hắn có thể bớt hao phí sức đi rất nhiều đường vòng. Nàng ôn nhu cười yếu ớt, kiên nhẫn dẫn dắt, Hoài Vương điện hạ, khi nói xin lỗi người khác, tốt nhất ngài nên thử cười một cái." A, à, Tiêu Minh Triệt thụ giáo gật gật đầu, miễn cưỡng nhếch môi. Lý Phượng Minh buồn cười lắc đầu, "Được rồi, có chút ít còn hơn không. À đúng rồi, không phải ngài nói có người muốn hỏi ta chuyện gì đó sao?" Tiêu Minh Triệt không nóng lòng trả lời, mà là giải thích trước, "Khương Thúc nói nàng ăn sáng xong sẽ đi công xưởng, nên ta không thể làm gì khác hơn là mời người tới đây." "Được, rốt cục là ai muốn gặp ta?" Một mưu sĩ có chút ngốc thường xuyên làm cho ta không biết muốn dùng hắn làm mưu sĩ kiểu gì tiêu minh triệt xấu hổ quay đầu nhìn về phía nơi khác mặc dù trong lời nói của hắn không công nhận khả năng của người kia nhưng với lòng trung thành của người kia lại không chút nghi ngờ lý phượng minh danh mãnh đề nghị nếu ngài đã cảm thấy hắn vừa ngốc vừa vô dụng vậy sao không dứt khoát đuổi đi tiêu minh triệt dùng đuôi mắt liếc nàng trong phủ ta chỉ có một mưu sĩ như hắn hắn không giải thích sâu hơn nhưng nụ cười của lý phượng minh lập tức hơi cứng đờ trong lòng nghẹn lại rất nhiều trước kia thuộc hạ của Lý Phượng Minh chưa bao giờ thiếu trung thành, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Minh Triệt đường đường là thân vương, thuộc hạ lại chỉ có một mưu sĩ, lại còn là một mưu sĩ không thông minh. Cứ như vậy, Tiêu Minh Triệt cũng không muốn vứt bỏ người nọ, bởi vì dùng một người như vậy mặc dù có hơi miễn cưỡng, nhưng khiến cho hắn tin tưởng, đối phương cũng phải nguyện ý trung thành với hắn. Dù sao, mưu sĩ chân chính có tài, là người hiểu nhất việc biết chọn chỗ mà dừng. Ai sẽ nguyện ý đầu quân cho một hoàng tử không được hoàng đế sủng ái nể trọng, hoàn toàn không nhìn thấy tiền đồ chứ. Những năm này của tiêu minh triệt, thật sự là không dễ dàng chút nào mà. Mưu sĩ kia của ngài, giờ phút này đang ở Bắc Viện, Lý Phượng Minh hỏi. Tiêu minh triệt nhấc đũa bạc trong tay lên, ừm, đang ở thư phòng chờ. Hắn tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Trên khai dương, năm nay 19. Cùng tuổi với ta, nàng gật gật đầu, sau đó nhấp một ngụm sữa đậu nành nhỏ, không vội muốn gặp người nọ càng không nóng lòng truy vấn đối phương muốn thỉnh giáo mình chuyện gì. Ta muốn hỏi, tại sao ban đầu ngài lại chấp nhận hắn? Tiêu Minh triệt trầm giọng nói, nguyên quán của hắn ở Nam Cảnh ẩm Hoàng Hà. Lý Phượng Minh giật mình. Lúc ở hành cung, nàng từng nghe Tiêu Minh triệt thuận miệng nhắc tới, mơ hồ nhớ rõ ẩm Hoàng Hà là một trong những nguồn chiêu mộ lính quan trọng nhất của Tề quốc ở Nam Cảnh. Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Minh triệt, cho nên về sau hắn là trung liệt tướng sĩ. Ừm, Tiêu Minh triệt gật đầu. Tề, tống ở Nam Cảnh có tranh chấp đất đai, song phương đã chiến đấu qua lại mấy chục năm, một vùng dân sinh ở nam cảnh vô cùng khó khăn khổ sở chiến gia ba đời trước còn miễn cưỡng tính là có chút vốn liếng đến thế hệ chiến khai dương thì lại là sinh không gặp thời đại đa số mọi người ở nam cảnh đều có cuộc sống không dễ chịu chiến gia tất nhiên cũng khó ngoại lệ tuy giọng điệu của tiêu minh triệt rất bình thản nhưng lý phượng minh nghe ra được phần đồng tình trong lòng hắn phụ thân cùng hai vị huynh trưởng của chiến khai dương đều từng cống hiến ở dưới trướng liêm trinh nhưng trong vòng 4 năm liên tiếp đều chết trận bỏ mình sau khi nghe xong gia cảnh của người trung liệt này thái độ của Lý Phượng Minh liền trang trọng hơn rất nhiều, trong nhà hắn còn có người thân nào nữa không? Còn có mẫu thân và tỷ tỷ. Lý Phượng Minh có chút kinh ngạc, tỷ tỷ hắn chưa gả ư. Vừa mới nói chiến khai dương năm nay 19 tuổi, vậy tỷ tỷ hắn ít nhất cũng phải tầm hơn 20 rồi. Phần lớn nữ tử tế quốc đều xuất gia sớm, nếu 17-18 tuổi mà còn chưa gả cho người ta, ở trong dân phong sẽ bị người chỉ trích. Tiêu Minh triệt mím môi, nghe nói cũng từng có đính ước với người phu tế tương lai, nhưng gần đến ngày cưới, cũng chết trận. Lý Phượng Minh đồng tình nhắm mắt lại. Nơi Nam Cảnh Tế Quốc đó, mấy chục năm đánh trận, thường xuyên tuyển quân bổ sung tại chỗ. Nam Đinh địa phương trong chiến tranh chết và bị thương quá nhiều, dẫn đến có nhiều nữ tử khó gả. Mà tình huống của tỷ tỷ chiến khai dương, ở dân gian Tế Quốc gọi là quá chồng trước khi cưới, bị coi là không may mắn, muốn tìm lương duyên mới lại càng khó khăn chồng chất. Hắn có từng đọc sách chưa? Lý Phượng Minh giải thích, ý ta là chiến khai dương. Tiêu Minh triệt gật đầu, khi phụ huynh hắn còn sống, đã từng được học đọc trong một nhà hương thân tư thục. Khi phụ thân chiến khai dương cùng hai vị huynh trưởng còn sống, trong nhà có ba phần quân lương, đủ nuôi sống mẫu thân, tỷ tỷ cùng người nhỏ tuổi nhất là hắn, còn có thể bán đi một ít lấy tiền cho hắn đọc sách. Sau đó phụ huynh chết trận, mẫu thân cùng tỷ tỷ hắn không bột đố gột nên hồ, nên sách này cũng không đọc nổi nữa. Tiêu Minh Triệt, hai năm trước, Liêm Trinh trưng binh tại Ẩm Hoàng Hà, chiến khai dương muốn kế thừa di nguyện của cha huynh, nhưng Liêm Trinh không cho hắn binh thiếp. Lý Phượng Minh có thể lý giải lý do vì sao Liêm Trinh không nhận chiến khai dương, nếu ta ở vị trí Liêm Trinh, ta cũng không nhận hắn. Nữ tử Tây Quốc không có quá nhiều con đường mưu sinh, mà chiến khai dương đã là nam đinh duy nhất còn sót lại trong nhà. Nếu lại chết trên xa trường, quãng đời còn lại của mẫu thân và tỷ tỷ hắn lại càng gian nan hơn. Vậy thì sẽ càng có lỗi với cha huynh đã chết trận nhà hắn. Cho nên, Liêm Trinh tiến cử hắn cho ngài, Lý Phượng Minh suy đoán, đúng, Tiêu Minh triệt vốn không ôm quá nhiều hy vọng đối với chiến khai dương chủ yếu là niệm tình một gia đình trung liệt nhà hắn, lại nể mặt mũi liêm trinh, nên mới cho hắn một phần công việc không cần dùng nhiều tới đầu óc, để hắn nuôi sống mẫu thân cùng tỷ tỷ trong nhà. Sau khi làm rõ lai lịch của người này, Lý Phượng Minh đỡ chán, ngoại trừ hắn ra, mấy năm nay không có mưu sĩ nào khác đầu nhập cho ngài sao. Có, nhưng lai lịch không rõ ràng, người thì quá tầm thường, không thì tâm thuật bất chính, tiêu minh triệt nói, ta đều không cần. Trong nháy mắt này, Lý Phượng Minh giống như mới thực sự quen biết tiêu minh triệt. Hắn không nơi nương tựa, bước đi khó khăn, nhưng nhưng vẫn nguyện ở trong phạm vi năng lực, cung cấp che chở thích hợp cho những người yếu thế hơn mình. Nhưng không phải kiểu từ bi ngu ngốc, vì hắn phân biệt được rõ ràng người nào đáng giá che chở, người nào không đáng. Từ điểm này mà nói, Lý Phượng Minh mơ hồ có thể từ trên người hắn nhìn thấy mình trước kia. Đương nhiên, Tiêu Minh triệt so với nàng trước kia thì gian nan hơn nhiều. Lý Phượng Minh chớp mắt xua đi cảm giác ơn ướt nơi đáy mắt, khóe môi khẽ cong, giọng nói mềm mại, "Ngài tin ta sao?" hắn lời ít ý nhiều tin những lời này lúc ở hành cung lý phượng minh cũng từng hỏi qua khi đó tiêu minh triệt cũng nói tin nhưng trong lòng nàng và hắn đều biết rõ thật ra cũng không tin như vậy nhưng chữ tin ngày hôm nay lại là thật tiêu minh triệt nghiêm túc trịnh trọng bởi vì lá thư này của nàng chẳng những nhìn thấu tiên cơ còn đưa ra dự đoán chuẩn xác về hành động tiếp theo của đối phương cũng như đưa ra được phương án ứng đối nhìn thì đơn giản nhưng cực kỳ tối ưu chính là phần kiến thức cùng thủ đoạn này làm cho hắn lăn qua lộn lại suy tư cả một đêm, cuối cùng hạ quyết tâm, đồng ý để Chiến Khai Dương trực tiếp đến thỉnh giáo nàng. Đúng, chính là nguyên nhân này. Tuyệt đối không phải là cái lý do buồn cười như một đêm không gặp liền muốn tìm cớ nhìn nàng đâu. Có thể có được một chữ tin phát ra từ tận đáy lòng của Tiêu Minh Triệt, đối với Lý Phượng Minh mà nói là đủ rồi. Bữa sáng dùng đến hơn phân nửa, Lý Phượng Minh thấy sắc trời không còn sớm, liền mở miệng thúc giục, mau để cho Chiến Khai Dương kia tiến vào đi có chuyện gì vừa ăn vừa nói, nói xong ta còn phải đi. Hôm nay nói muốn đi công xưởng, hành trình nàng đã định sẽ không tùy ý thay đổi. Được, thấy nàng gấp gáp, Tiêu Minh Triệt liền sai người đi tới thư phòng, nhanh chóng gọi Chiến Khai Dương đã chờ một lúc lâu đến. Khi Chiến Khai Dương tiến vào chào hỏi, ánh mắt Lý Phượng Minh liền lập tức sáng lên. Vì muốn che giấu sự thất thố trong nháy mắt của mình, nàng xua tay cười nói, không cần làm mấy nghi thức xã giao đó đâu, ta còn đang vội đi ra ngoài, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Nàng vừa lên tiếng, Chiến Khai Dương cũng không vòng vo, thuộc hạ cho rằng điện hạ có lẽ nên thừa dịp dư âm loa sơn đại thắng, vào lúc này tổ chức tiệc ăn mừng. Nhưng thuộc hạ cũng không nắm chắc 10 phần đối với đề nghị này, cho nên mặt dày đến xin vương phi chỉ điểm một hai. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng người này hiện giờ là mưu sĩ duy nhất dưới trướng Tiêu Minh Triệt, nếu Tiêu Minh Triệt có sai lầm gì, vậy Lý Phượng Minh cũng sẽ gặp phiền toái. Vì thế nàng không hề giữ lại một chút mặt mũi nào cho Chiến Khai Dương, khẽ nói, "Khai Dương tiên sinh à, ngươi chỉ được mỗi khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp nhã nhặn tuấn giật thôi sao thân là mưu sĩ lại dám đưa ra đề nghị mà chính mình cũng không nắm chắc cho chủ công quả thực quá hoang đường dáng dấp đẹp mắt cũng không thể nể mặt được tiêu minh triệt đang uống sữa đậu nành nghe vậy liền dừng lại dùng ánh mắt cổ quái liếc về phía nàng lần đầu tiên gặp mặt đã bị giáo huấn đầy đầu chiến khai dương hổ thẹn cúi đầu thuộc hạ biết sai xin vương phi chỉ giáo lý phượng minh thuận khí tiệc ăn mừng đương nhiên nên tổ chức cuối tháng 6 chính là hạ vọng thủ sĩ, hiện giờ nhân tài khắp nơi đang tràn về ung kinh. Mấy tháng nay bọn họ sẽ không nhàn rỗi, nhất định sẽ mắt nhìn bốn đường, tai nghe tám hướng, sớm tính toán phạm vi chọn chủ cho mình. Loại thời điểm này, điện hạ nên bộc lộ nhiều quan điểm hơn. Hạ vọng thủ sĩ là lựa chọn hai chiều, trong khoảng thời gian này nếu như tiêu minh triệt không có nửa chút động tĩnh, đến lúc chọn sĩ, thái tử và hàng vương ăn thịt, còn hắn thì tám phần là ngay cả nước canh cũng không vớt được. Triển khai dương trần chờ nói, nhưng điện hạ vừa mới bị phạt hối lỗi ở hành cung xong người trong kinh ai cũng biết lúc này tổ chức tiệc ăn mừng có hữu ích không hoàng hôn ngày hôm qua hắn cùng tiêu minh triệt vì chuyện này mà mắt to chừng mắt nhỏ gần một canh giờ hai người bọn họ đều biết nên nhân cơ hội tổ chức tiệc mừng nhưng không giải quyết được vấn đề này làm cũng không làm được tiêu minh triệt vốn là hoàng tử không có tiền đồ trong mắt mọi người gần đây lại mới bị tế đế phạt những sĩ tử tài năng kia sợ là không có ý định đầu nhập cho hắn tin tức điện hạ bị phạt hối lỗi truyền ra ngoài Lý Phượng Minh chỉ chỉ mình, đẩy lên người ta không phải là tốt rồi sao? Chuyện liêm trinh, tiêu minh triệt hoàn toàn là vô tội cõng nổi, dù trong lòng tề đế biết rõ, cũng sẽ không nói rõ ràng với bên ngoài. Tề đế cố ý lơ chuyện này đi, thái tử cùng hàng vương cũng không dám lên tiếng lung tung. Bên ngoài chỉ biết hoài vương bị phạt suy nghĩ, cũng sẽ không biết nguyên nhân cụ thể, ngươi chỉ cần mau chóng thả gió ra ngoài. Nói ta hầu bệnh ở trước mặt thái hoàng thái hậu có chút lười biếng, chọc cho bệ hạ không vui, nên điện hạ bị phạt là vì bị ta liên lụy tình hình quốc gia tế quốc đã bày ra trước mắt, nhất thời ba khắc cũng không thay đổi được. Cho nên, chỉ khi tiêu minh triệt đứng vững, đối với Lý Phượng Minh mới là có lợi ích. Huống hồ nàng không có ý định cả đời sẽ bám dễ nảy mầm ở tế quốc này, nên thanh danh cùng lắm cũng chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. Nhưng chiến khai dương không dám tiếp lời này một cách bừa bãi, chỉ có thể ném ánh mắt xin chỉ thị về hướng tiêu minh triệt vẫn đang trầm mặc dùng bữa. Tiêu minh triệt dương mắt, nhìn Lý Phượng Minh chăm chú trong chốc lát, không cho ý kiến, chỉ trầm giọng khẽ nói, đa tạ chỉ giáo. Khách khí rồi, không phải ta đã nói sớm rồi sao? Lợi ích của ngài với ta bây giờ là một thể, ta sẽ che chở cho ngài mọi lúc mọi nơi. Lý Phượng Minh tự biết mình đã giúp bọn họ giải quyết được vấn đề nan giải này, liền cười tủm tỉm cầm lấy đũa bạc trong tay, gắp một lát khoai tây chiên bỏ vào đĩa đường cát trộn lên. Trùng hợp là, Tiêu Minh Triệt cũng làm động tác giống y như vậy vào lúc này. Đây dường như là một đột phát nho nhỏ ngoài ý muốn, làm cho chiến khai dương kinh hãi đến trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống đất bốn đầu đũa nhọn của tiêu minh triệt và lý phượng minh đang song song đặt ở một chỗ trong đống đường cát dưới sự bao bọc dịu dàng ngọt ngào của đường cát màu vàng nhạt hai đôi đũa bạc chặt chẽ dán sát vào nhau lộ ra sự thân mật khó có thể diễn tả thành lời mà sự trùng hợp thân mật này lại vừa vặn tiếp lời của lý phượng minh giống như đang đùa giỡn tiêu minh triệt vậy đừng nói là chiến khai dương kinh ngạc ngay cả lý phượng minh cũng hoài nghi có phải là chính mình mang dụng ý khó dò cố tình trêu chọc hay không tiêu minh triệt hỏa tốc thu hồi đũa bạc về cả người căng thẳng không được tự nhiên, nét mặt cũng căng cứng. Đừng tức giận, đừng tức giận, ta không có muốn đùa giỡn ngài đâu, chỉ là nhất thời không để ý thôi. Lý Phượng Minh nhỏ giọng nói xin lỗi xong, nghi hoặc nhìn lỗ tai ửng đỏ của hắn, lại nhìn chiến khai dương đang trợn mắt há hốc mồm, cứ cảm thấy có chỗ nào quái lạ. Không giận, hôm nay không tính toán với nàng, về sau chú ý một chút. Tiêu Minh triệt di chuyển tầm mắt, rũ mắt khẽ cắn một miếng khoai tây chiên. Lý Phượng Minh xấu hổ đến hoảng hốt, vậy ta xin đà tạ hoài vương điện hạ đã rộng lượng không cần khách khí trên đường đi tới công xưởng nhỏ dưới sự dẫn dắt của quản sự khương thúc cùng thê tử khương thẩm lý phượng minh mới nhận ra điều quái lạ vừa rồi nàng không giấu vết thăm dò khương thúc hoài vương điện hạ từng nói cho ta biết hắn ăn cái gì cũng không nếm được mùi vị khương thúc cười khổ quay đầu nhìn về phía khương thẩm khương thẩm thương xót quay đầu thở dài hồi vương phi nương nương đúng là như thế mặc dù hai vợ chồng này không tiết lộ thêm nhưng Lý Phượng Minh ít nhất xác định được một chuyện, Tiêu Minh Triệt thật sự là không nếm được hương vị. Như vậy, vấn đề ở đây là, một người không nếm được hương vị, ăn khoai tây chiên có cần phải đặc biệt trộn thêm đường cát không? Vậy mà nàng còn trịnh trọng đi giải thích với Tiêu Minh Triệt, sợ hắn hiểu lầm mình có ý đùa giỡn hắn. Nhưng lúc này cho dù nghĩ như thế nào, nàng đều cảm thấy, chân tướng hẳn là Tiêu Minh Triệt đang đùa giỡn nàng, phải không? xưởng dược phẩm nhỏ dưới danh nghĩa của Hoài Vương phủ, nằm ở trong một thôn trang nhỏ tên là Quế Tử Khê gần vùng ngoại ô phía đông Ung Kinh. Cũng không tính là xa, ra khỏi cửa thành phía đông lại đi thêm ba dặm đường là tới. Xưởng chiếm diện tích gần 10 mẫu, nhưng thợ thủ công cộng thêm tạp dịch tổng cộng chỉ có không đến 30 người. Theo cách nói của Khương Thúc, thì những người này ký với Hoài Vương phủ đều là khế ước thuê chứ không phải khế ước bán thân. Càng làm cho Lý Phượng Minh kinh ngạc chính là trong những người này có gần một nửa đều là nữ tử. Hơn nữa, chỉ có 3 đến 5 người búi tóc đại diện cho người phụ nhân đã kết hôn, phần còn lại chải tóc dành riêng cho các nữ tử chưa lập gia đình. Ta từng nghe nói, nữ tử tế quốc không thể dễ dàng xuất đầu lộ mặt. Lý Phượng Minh nhìn các cô nương đang cần cù bận rộn, các nàng ra ngoài làm việc như vậy, sẽ không bị trong nhà khó xử chứ. Khương thẩm nhẹ nhàng đỡ cánh tay phải của nàng, giải thích, không thể xuất đầu lộ diện, đó là các cô nương nhà giàu có hoặc quyền quý. Nếu là gia đình bần hàn, cũng không có cách nào nuôi mấy cái miệng ăn không ngồi rồi, Cô nương cũng phải ra ngoài làm việc kiếm ăn. Khương Thúc ở phía sau bổ sung, Vương Phi có điều không biết, hơn 10 cô nương, phụ nhân trong xưởng này đều có chút khác biệt, bởi vì họ là gia quyến cơ khổ trong nhà của các tướng sĩ đã tử trận tại Nam Cảnh. Bốn chữ gia quyến cơ khổ của người đã chết, đằng sau nó là sự nặng nề và thảm khốc vô cùng. Điều này có nghĩa là, những người nam nhân trưởng thành trong gia đình của những cô nương, phụ nhân trước mắt này đều không còn một mống, tất cả đều đã chết. Lý Phượng Minh hơi ngơ ngác, vậy các nàng là tự mình từ biên cảnh tìm tới nơi này. Làm sao có thể chứ, đều là liêm tướng quân bọn hắn còn niệm tình nghĩa đồng bào, chỉ cần nhìn thấy có gia quyến cơ khổ của người đã chết sắp không sống nổi ở địa phương nữa, liên cầu các vương phủ trong kinh thu nhận. Nói đến đây, thanh âm của Khương Thẩm nhỏ đi rất nhiều. Các điện hạ khác phần lớn đều hờ hững không quan tâm, cũng chỉ có điện hạ nhà chúng ta cùng hai nhà phủ công chúa chịu tiếp nhận. Liêm gia cũng không phải không có tài lực thu nhận những gia quyến cơ khổ của người đã chết này, nhưng vì phải tránh hiểm nghi, sợ bị bọn ác ý chỉ trích là mua chuộc lòng người trong quân tiêu minh triệt không có phần băn khoăn này hắn là một hoàng tử không được sủng ái ở trong triều không có thực quyền gì lại không nắm giữ binh cho những gia quyến có cuộc sống gian nan của các tướng sĩ chết trận này một con đường sống mưu sinh thực tế coi như tự mình bỏ tiền ra phân ưu cho triều đình rồi hai phủ công chúa khác đều to lớn sấp xỉ cũng có thiện tâm che chở kẻ yếu không mưu cầu lợi lộc gì cả khương thẩm hai phủ công chúa khác cũng quản chuyện này là ai vậy lý phượng minh đam chiêu Khương Thẩm đáp, đại trưởng công chúa và bình thành công chúa. Lý Phượng Minh gật gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Hoài Vương phủ, thư phòng Bắc viện. Trên bàn làm việc bày hai chồng giấy chép dày sụ, Tiêu Minh Triệt phải mau chóng đọc xong, cho nên kỳ thật hắn cũng không nhàn rỗi. Tuy hắn đã tự nhốt mình ở trong thư phòng, nhưng tay cầm bút lại bất động, xuất thần nhìn chằm chằm hai chồng giấy chép này đã gần nửa canh giờ. Giờ phút này, hình ảnh hai đôi đũa mập mờ mập mờ trong đường cát lúc ăn sáng cứ lặp đi lặp lại hiện lên trước mắt Tiêu Minh Triệt. Khi đó Lý Phượng Minh đại khái nhất thời quên mất hắn căn bản không cần phải chấm đường cát, liền cho rằng chính nàng không để ý, còn vội vàng giải thích trấn an hắn. Thật tình nàng nàng lại không biết, có một khoảnh khắc nào đó, Tiêu Minh Triệt từng nghĩ sẽ nói thẳng ra, rằng kỳ thật chuyện không liên quan đến nàng. Nhưng hắn lại nói không rõ vì sao mình lại bị ma xui quỷ khiến, cố ý chọc đầu đũa của mình vào ngay cạnh đũa của Lý Phượng Minh. Cuối cùng còn thuận nước đẩy thuyền, giả vờ nói cái gì cũng không xoa so đo với nàng. Lý Phượng Minh lại không ngốc, nói không chừng hiện tại đã lấy lại tinh thần hiểu được thật ra là hắn đang trêu chọc nàng tí nữa khi nàng về phủ liệu có đến tìm hắn tính sổ hay không nếu nàng đến tính sổ thật hắn nên làm gì đây tiêu minh triệt càng nghĩ càng xấu hổ vừa chột dạ vừa thấy hoảng hốt đêm đại hôn hắn và lý phượng minh đã có hiệp định nói là liên minh vì lợi ích tốt đẹp cho cả hai không được quấy nhiễu làm phiền lẫn nhau vậy hành động sáng nay của hắn đến tột cùng có tính là vi phạm ước định quấy nhiễu nàng hay không không tính phải không hắn lẩm bẩm bút trong tay vẽ lung tung trên tờ giấy trắng. Chờ hắn khôi phục tinh thần, tập trung nhìn lại, chỉ thấy bút tích trên giấy viết hai chữ lộn xộn, trêu đùa. Không tính là quấy nhiễu, nhưng lại giống như đang trêu đùa. Tiêu Minh triệt trợn mắt, giống như con thú sù lông mạnh mẽ đem tờ giấy kia bóp thành một cục, cũng đem bút trong tay ném lên nghiên mực. Ta không phải, ta không có, chớ có nói hư nói vượn. Để phòng ngừa mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, Tiêu Minh triệt liền sai người gọi chiến khai dương vào thư phòng hắn cũng không muốn chiến khai dương làm gì cả chỉ để cho đối phương ngồi ở trước bàn làm việc có một người ở đây hắn sẽ không tùy tiện thất thần nói một mình cứ như vậy tiêu minh triệt cuối cùng cũng lấy lại quyết tâm chuyên chú lật xem hai sấp giấy chồng chất kia đây là chiến khai dương trình lên cho hắn trong lúc phía trên sao chép tất cả tin tức trong khoảng thời gian nửa năm từ khi hắn rời kinh thì triều đình cũng tuyên bố ngoài cửa cung cho công chúa sao chép tất cả các tin tức có thể sở hữu nói chuyện gì cũng đều có Chiến khai dương là trực tiếp dựa theo ngày tháng xếp chồng lên nhau rồi dâng lên, cũng không căn cứ vào nội dung phân loại. Điều này khiến cho tiêu minh triệt một khắc trước còn đang xem binh bộ tấu thỉnh tăng phát thuế ruộng, dùng để tăng trợ cấp cho gia quyến của các tướng sĩ đã chết trận, mở trang tiếp theo ra lại là thánh dụ châu phê năm nay cùng danh sách ban thưởng tước. Tin tức đan sen hỗn tạp đến tận đây, suy nghĩ của tiêu minh triệt cứ lặp đi lặp lại nhiều lần rồi nhảy ngang, đến cuối cùng trong đầu chỉ còn lại một đống hỗn độn. Gần trưa, hắn ngừng động tác lật xem, ngước mắt nhìn thẳng vào chiến khai dương trầm giọng tĩnh khí ngươi nói xem vì sao hàng vương đột nhiên muốn động vào liêm trinh những tin tức trong những tờ giấy này quá lộn xộn tiêu minh triệt mặc dù nhìn rất kỹ không bỏ sót một chữ nào nhưng vẫn không tìm được manh mối rõ ràng về vấn đề này hắn cũng không trông cậy vào chiến khai dương có thể đẩy sương mù ra nhưng mà còn nước còn tát chắp vá thương lượng cũng đỡ hơn một mình mông lung chiến khai dương thấp thỏm dò xét hắn không chắc chắn đáp lại có lẽ Hàng Vương chính là muốn mượn chuyện của Liêm tướng quân kéo ngài xuống nước. Hai năm trước ngài đã sắc tội hắn một lần, cho nên lần này hắn muốn trả thù. Mẹ đẻ của Hàng Vương là Thục quý phi sủng quan hậu cung. Hàng Vương ở trước mặt Tề đế cũng cực kỳ được yêu mến, cho nên hắn luôn luôn chỉ coi Thái tử là đối thủ, cũng chưa bao giờ để Tiêu Minh triệt vào mắt, thậm chí khinh thường tận lực khó xử. Nhưng hai năm trước khi định ra chuyện thông gia hai nước Tề Ngụy, Tiêu Minh triệt đã đắc tội với Hàng Vương. Lúc ấy Thái tử đề nghị Tề Ngụy liên hôn còn chủ động tỏ vẻ nguyện ý cưới công chúa ngụy quốc với tề đế hàng vương thì cật lực phản đối nhấn mạnh ngụy quốc thịnh hành nam nữ trách nhiệm quyền lợi ngang nhau ngụy đế muốn giữ gìn quốc sách này tất sẽ không đồng ý cho công chúa hòa thân đến tề quốc làm chắc thất cho thái tử trừ phi thái tử nghĩ cách hưu thái tử phi hiện tại rồi nhường vị trí chính phi cho công chúa ngụy quốc nếu không liên hôn không được ngược lại còn mạo phạm đến ngụy quốc thái tử mặc dù rất muốn thúc đẩy thông gia hai nước nhưng cũng phải lo cho thanh danh tư đức của mình sao có thể ngang nhiên làm ra hành động bạc tình bạc nghĩa như hưu thê củng cố địa vị được. Điện hạ ngài ngẫm lại xem, lúc ấy thái tử bị hàng vương chặn đến không xuống đài được, việc liên hôn của tề ngụy cũng suýt chút không xong, ngài lại. Cái này còn cần ngươi nói à, chẳng lẽ ta lại không biết mình kết thù oán với hàng vương như thế nào sao? Tiêu Minh triệt lạnh lùng ngắt lời, không hiểu sao không muốn nghe hắn nhắc lại chuyện hai năm trước. Lúc ấy tề đế đã mơ hồ có dấu hiệu bị hàng vương thuyết phục, Tiêu Minh triệt lại chủ động đứng ra, biểu thị chính mình chưa cưới vợ, có thể gánh vác trách nhiệm liên hôn. Mặc dù hắn cũng không phải cố ý thiên vị, nhưng thật sự đã giải vây cho thái tử, khiến Hàng Vương rơi vào thế hạ phong một lần. Hàng Vương cũng bởi vậy mà ghi nhớ mối thù với Tiêu Minh Triệt, việc này cũng không nằm ngoài dự liệu của Tiêu Minh Triệt. Trước mắt điều thực sự khiến hắn nghi vấn chính là Hàng Vương, thái tử đều không liên quan đến binh quyền, việc này từ trước đến nay do tề đế tự mình quản chế. Hàng Vương không có khả năng không biết, hắn gây khó dễ cho Liêm Trinh, nhưng chân chính phải đối mặt lại là tề đế, chỉ cần hơi sai chút thôi là sẽ dẫn đến chuyện bị thánh tâm nghi kỵ. Tiêu Minh Triệt lắc đầu, hàng vương không ngốc như vậy, gây sự mạo hiểm lớn như thế, sẽ không chỉ vì trả thù ta. Nhưng hắn nghĩ không ra ý đồ thực sự của hàng vương. Chiến khai dương thận trọng nói, nếu không, chờ buổi chiều vương phi trở về, thuộc hạ lại thỉnh giáo nàng. Có lẽ, ý kiến của nàng sẽ mở ra cho ngài một con đường mới. Tiêu Minh Triệt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, chính ta tự thỉnh giáo không được hay sao, mà còn cần ngươi làm thay. Điện hạ, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là lo lắng Vương Phi lại đùa giỡn ngài giống như lúc ăn sáng, khiến ngài tức giận nhưng không tiện nói. Buổi sáng lúc ngài vào thư phòng sắc mặt lạnh lùng như muốn đóng băng, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chiến khai dương vội vàng giải thích. Ta nghe thấy nàng chẳng màng đến thanh danh của mình, mà chỉ một lòng muốn giúp ngài, liền biết nàng đối với ngài là thật lòng thật giả. Nhưng ta cũng biết rõ, ngài đối với nàng ấy chỉ là tiếc tài, trên phương diện tình cảm thì rất khó để tiếp nhận một nữ tử như vậy, cho nên ta tiêu minh triệt vừa bực bội lại lạnh lùng câm miệng lại ra ngoài đi ta đối với lý phượng minh là tiếc tài hay vẫn là có tâm tư gì khác ngay cả chính ta còn không hiểu được Triển khai dương ngươi là cái tên vừa ngu xuẩn lại mắt mù thấy rõ cái quỷ gì thời thân sơ khắc lý phượng minh trở lại hoài vương phủ giờ phút này nàng đã hoàn toàn không nhớ nổi cái gì mà lúc ăn sáng nghi ngờ tiêu minh triệt đùa dỡn nàng nữa vừa vào cửa phủ liền mang khuôn mặt tươi giói đi thẳng đến bắc viện người phục vụ bắc viện đi tới thư phòng thông bẩm cho tiêu minh triệt điện hạ Vương Phi nói, có việc gấp muốn thương lượng với ngài. Tiêu Minh Triệt và Chiến Khai Dương bên trong nghe thấy đều sừng sốt. Chiến Khai Dương ngậm chặt miệng, trong lòng cảm khái nói thầm, Vương Phi dính điện hạ chặt như vậy, nhìn thế nào cũng là bộ dáng dễ tình đâm sâu mà. Để cho nàng vào đi, Tiêu Minh Triệt khẽ rũ mi mắt, ra vẻ tùy ý bưng chén trà lên. Đáy chén trà cách mặt bàn còn chưa rộng tới hai ngón tay, hắn lại giống như bị bỏng, nhanh chóng đặt trở về chỗ cũ. Chiến Khai Dương nghi hoặc đưa tay dò xét thành chén, nhỏ giọng nói, không nóng mà ta cũng không nói nó nóng tiêu minh triệt cúi đầu nhìn sấp giấy lộn xộn chảy trên mặt bàn đem ngón tay đột ngột khẽ run giấu ở dưới bàn lúc lý phượng minh tiến vào thấy chiến khai dương cũng ở đây liền cười nói đuổi người khai dương tiên sinh có thể mời ngươi ra ngoài đợi một chút không ta cùng điện hạ nói chút chuyện một lúc là xong ngay tiêu minh triệt không lên tiếng làm ra bộ dáng còn đang chuyên tâm xem giấy chép chiến khai dương như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng đứng dậy chấp lễ vương phi khách khí rồi là thuộc hạ sơ sẩy thất lễ ta sẽ tránh đi ngay. Đợi đến khi Chiến Khai Dương đi ra ngoài, cửa thư phòng một lần nữa đóng lại, Tiêu Minh Triệt mới chậm rãi ngẩng đầu. Lý Phượng Minh ở ngay đối diện bàn đọc sách, lại chưa ngồi xuống, mà là hai tay chống mép bàn, hơi cúi người xuống nhìn hắn. Kỳ thật giữa hai người vẫn cách bàn làm việc, cho chuyện ở khoảng như vậy, theo lẽ thường mà nói cũng không quá phận. Nhưng có lẽ là do dáng cười của Lý Phượng Minh quá mức tươi đẹp chói mắt, tư thế đứng lại quá mức tùy ý phô trương, khiến Tiêu Minh Triệt luôn cảm thấy nàng cách mình quá gần gần đến mức mơ hồ có thể ngửi thấy mùi nhuyễn hương thơm ngào ngạt không biết tên trên người nàng. Tiêu Minh Triệt bất giác kéo căng mặt, thắt lưng cứng ngắc yên lặng lùi ra phía sau, có chuyện gì? Lý Phượng Minh khẽ nháy mắt với hắn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hoài Vương điện hạ, ta muốn cùng ngài đàm phán một giao dịch nho nhỏ, vạn lần mong ngài thành toàn. Nhiệt tình này của nàng đột ngột lại quỷ dị, hoàn toàn bất đồng với thái độ thân thiết tùy ý ngày thường. Chuông báo động trong lòng Tiêu Minh Triệt rung lên mạnh mẽ, sau lưng bỗng nhiên nhảy lên một cỗ lạnh lẽo sờn tóc gáy phảng phất như con mồi đột nhiên gặp phải gã thợ săn giọng điệu của hắn nghi ngờ đầy cảnh giác giao dịch gì chỉ là chuyện nhỏ thôi ngài đừng căng thẳng tay trái lý phượng minh dựng lên hai ngón tay ngọc trắng nõn thon dài nàng dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào bụng ngón trỏ tay trái thứ nhất ta giúp ngài chỉ dạy cho chiến khai dương không để hắn trở thành một mưu sĩ đần độn ngốc nghếch nữa tiêu minh triệt từ chối cho ý kiến chỉ có ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng không nói một lời trên mặt giống như đang viết, tiếp tục nói đi, ta xem nàng muốn dở cái trò quỷ gì. Nàng cười càng thêm ngọt ngào, lại điểm bụng ngón giữa tay trái. Thứ hai, ta giúp ngài mở rộng quy mô của xưởng ở Quế Tử Khê. Như vậy, tương lai nếu có nhu cầu, có thể thu nhận thêm rất nhiều gia quyến cơ khổ của những người đã chết. Hai điều kiện đều trên đều đúng những thứ tiêu minh triệt rất cần, nhưng hắn cũng không có kích động, ngược lại càng thêm cảnh giác. Nàng muốn trao đổi những lợi ích gì? Lý Phượng Minh đi thẳng vào vấn đề, ta muốn mua một tòa lầu nhỏ ở chợ phía đông. Mua nhà lầu, tiêu minh triệt nghi hoặc. Lý Phượng Minh giải thích chân tướng, buổi chiều lúc ta và Khương Thúc Khương Thẩm từ xưởng trở về đi ngang qua chợ phía đông, liền nhìn chúng một tòa tiểu lâu ở sát ngay mặt đường. Chủ nhà là thương nhân từ nước khác đến, trước mắt đang định bán tiểu lâu để về quê cũ. Những năm 16-17 tuổi trước đó nàng chưa từng phải lo lắng về tiền bạc, bởi vậy nàng đã hình thành thói quen thấy gió sẽ có mưa trong việc tiêu tiền của mình. Trên đường trở về mới vén rèm xe lên nhìn vài cái, liên lập tức nhảy xuống xe ngựa tìm chủ nhà người ta hỏi giá tiểu lâu kia kết cấu bên trong đều rất hợp tâm ý của ta giá cả cũng coi như hợp lý nếu bị người khác nẫng tay trên mua mất ta sợ là ta sẽ tức giận đến mức dậm chân bình bịch mất nàng đã cố gắng hết sức để thể hiện mong muốn khát vọng của mình đối với tòa tiểu lâu kia nàng muốn mua thì mua không cần phải đặc biệt hỏi ta cũng không cần phải bàn điều kiện giao dịch tiêu minh triệt bị ánh mắt nóng bỏng đến sốt ruột của nàng làm cho kinh hồn bạt phía toàn bộ sau lưng đã kề sát vào ghế dựa Lúc lấy tiền bạc từ trong phủ khố, nói cho Khương thúc một câu là được. Chủ nhà kia chỉ cần 200 lượng vàng, tiền này ta tự trả, không tốn của ngài. Ta đến cầu ngài là bởi vì chủ nhà kia nhìn thấy trên xe ngựa treo biển hiệu Hoài Vương phủ, nên mới đưa ra một điều kiện kèm theo cho ta. Lý Phượng Minh cười đến hai mắt cong cong híp lại thành khe hở nhỏ, giọng nói mềm mại khẽ nâng lên, tựa như cái đuôi hồ ly quét tới quét lui. Người ta nói, nếu ta không đáp ứng điều kiện này, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không bán nhưng việc này ta tự mình làm không được người khác cũng không giúp được nhất định phải là hoài vương điện hạ ngài ra mặt mới được có một loại dự cảm phi thường không ổn quanh quẩn trong lòng tiêu minh triệt muốn ta ra mặt làm gì chủ nhà là một nữ tử hạ quốc nàng nghe người ta nói đại thắng loa sơn vô cùng ngưỡng mộ đối với hoài vương điện hạ tuấn mỹ vô song lại dũng mãnh kiên cường của đại tề nàng rất hy vọng trước khi trở về nước được cùng ngài ăn chung một bữa cơm xem như hoàn thành được tâm nguyện này nụ cười của lý phượng minh đã chuyển thành nịnh nọt giọng nói ngọt ngào mềm mại ta biết rằng yêu cầu này đối với ngài mà nói rất quá đáng nhưng tiểu lâu kia ta thật sự rất muốn ngài giúp một chút có được không xin ngài tiêu minh triệt không nói một lời vẻ mặt không vui không giận chỉ nhìn chằm chằm vào nàng mặc dù không nói chuyện nhưng ý cự tuyệt được biểu hiện rất rõ ràng bị hắn nhìn chằm chằm lâu như vậy lý phượng minh dần dần có chút không giữ được khuôn mặt tươi cười ngọt ngào nữa bàn bạc giao dịch mặc cả trả giá ta đều làm hết rồi ngài chỉ cần trả tiền ngay tại chỗ là được Đi được hay không, ngài tốt xấu gì cũng phải cho một câu chính xác chứ. Nếu có nghi ngờ gì thì cứ nói thẳng, đừng im lặng như thế. Ta có một nghi vấn, ánh mắt Tiêu Minh triệt sâu không thấy đáy, giọng nói cũng u ám, nàng lại định bán phu cầu vinh, lương tâm không thấy đau hay sao? Lương tâm? Cái thứ đồ chơi này trên người ta lúc có lúc không, luận người luận chuyện, ta cũng chẳng thèm quan tâm xem nó có đau hay không đâu. Lý Phượng Minh không chút ái náy, càng không có ý định tỉnh lại giữa nàng và tiêu minh triệt cùng lắm cũng chỉ là bởi vì liên hôn mà ngoài ý muốn hình thành đồng minh ngắn ngủi vì lợi ích đâu có thực sự là vợ chồng đâu mà nói phu cái gì vậy chứ hừ chưa nói còn chưa được ngủ với hắn đâu tiêu minh triệt nhìn thẳng vào nàng không nói thêm gì nữa việc này cũng không phải là giống như ngài nói đâu lý phượng minh một tay chống mép bàn ngón trỏ tay phải chạm vào mặt bàn ngài nghĩ đi cái gọi là bán thì phải là ta cầm lấy một cái gì đó rồi đổi lấy tiền trong tay của người khác rồi thứ đó sẽ để giao cho người khác mang đi, nhưng nếu ngài đáp ứng giúp ta chuyện này thì là ta phải trả tiền cho chủ nhà, chứ cũng chẳng phải là nàng cho ta tiền. Đúng chưa? Với lại ta cũng đâu có để cho nàng mang ngài đi đâu, ngài nói xem phải không?" Giọng điệu của Tiêu Minh Triệt tuy bình thản, nhưng đường nét trên mặt lại càng sắc bén, "Hiểu rồi, không phải bán mà là cho thuê." Nói bậy, nếu là thuê, vậy cũng nên là người khác cho ta tiền. Vậy nên không thể nói là bán, cũng không thể nói là thuê được thấy hắn thật sự có chút tức giận lý phượng minh thu hồi bộ dáng cười đùa trêu chọc nghiêm túc trở lại là ta nhờ ngài giúp đỡ thì ta cũng sẽ giúp ngài giải quyết vấn đề khó khăn để hồi báo giữa ta và ngài phải lấy thừa bù vào thiếu mới có thể đạt được kết quả cộng sinh có lợi tốt nhất không phải sao ánh mắt tiêu minh triệt lạnh như băng một mực từ chối không giúp lý phượng minh nghĩ thầm có khả năng trò đùa lúc trước của mình mở ra không đúng lúc rồi mắt thấy đã thật sự chọc giận hắn liền nhanh chóng thu hồi ý tứ đùa dỡn được rồi, không chọc ngài nữa, ta nghiêm túc đây. Nàng ngượng ngùng gãi gãi thái dương, thực ra việc ta nhất định phải mua được tòa tiểu lâu kia là vì có một nguyên nhân rất quan trọng, ta phát hiện nó ở ngay bên cạnh. Cho dù là vì nguyên nhân gì, ta cũng không đồng ý, tiêu minh triệt ngắt lời nàng. Thấy thái độ của hắn lạnh lùng cứng rắn như vậy, Lý Phượng Minh lại tiến thêm một bước, tư thái nghiêm túc chân thành, đừng tức giận, ta thật sự không trêu ngài đâu, ngài hãy nghe ta nói, nơi đó. Đi ra ngoài, lại lần nữa bị âm thanh lạnh lùng đánh gãy, Lý Phượng Minh lập tức sững sờ tại chỗ. Lúc này vẻ mặt Tiêu Minh Triệt làm cho nàng cảm thấy vừa xa lạ, lại giống như đã từng quen biết. Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm giác thời gian giống như quay ngược trở lại đêm đại hôn nửa năm trước. Khi đó Tiêu Minh Triệt chính là nhìn nàng như vậy. Ánh sáng trong đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp rất lạnh nhạt, giống như hồ nước bình thản lạnh giá dưới ánh trăng u ám, thanh tịnh, linh hoạt kỳ ảo, nhưng cũng tràn đầy xa cách và phòng bị. Trong nửa năm qua, lúc Lý Phượng Minh còn ở hành cung, phần lớn thời gian có thể nói là tản mạn không câu nệ. Mấy tháng trước đó, nàng và Tiêu Minh triệt sớm chiều ở chung, thậm chí cùng giường chung gối. Nàng tận lực mang theo thiện ý thân cận, chưa kể còn trải qua chuyện từ cực viên kia nữa, thái độ của Tiêu Minh triệt đối với nàng đã ngày càng mềm mỏng. Sáng nay còn nói với nàng một từ tin từ tận đáy lòng, dùng tư thái tiếp nhận để cho mưu sĩ duy nhất của mình là Chiến Khai Dương đến tìm nàng chỉ giáo. Từng chút nhỏ nhặt này tích dần thành lớn, khiến nàng dần dần sơ suất, hôm nay lại càng đắc ý quá mức. Nàng lại quên mất, đại đa số người cùng người khác ở chung cần phải chú ý chừng mực, bởi vì trong lòng mỗi người đều có giới hạn. Giới hạn của Tiêu Minh Triệt là cái gì, nàng không chắc chắn, nhưng nàng biết, lúc này nhất định phải thuận theo, nếu không rất có thể sẽ kích động mâu thuẫn. Trước khi đi, nàng trịnh trọng chấp lễ nhận lỗi, là ta đường đột, không nên mở lời đùa giỡn ngài như vậy, xin thứ lỗi. Tiêu Minh Triệt không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Bởi vì trong lòng phiền muộn, tối nay trong chướng lý Phượng Minh dùng la li dạ hương, dính quần áo không tan. Hương này kỳ thật cũng không có tác dụng thần kỳ gì, chỗ thắng duy nhất là ở mùi hương nồng đậm bền bỉ. Lý Phượng Minh thích mùi này, trước kia cứ mỗi lần trong lòng không thoải mái, dùng hương này có thể ít nhiều vui vẻ hơn một chút, nhưng đêm nay nó lại mất linh nghiệm. Chăn chọc gần nửa canh giờ, nàng ôm chăn ngồi dậy, mái tóc dài ủ rũ tán loạn trên vai. Chỉ chốc lát sau, thuần vu đại lặng lẽ tiến vào kiểm tra xem nàng có đá chăn hay không, vừa sốc màn lên liền thấy nàng quấn chăn gấm mỏng ngồi xếp bằng ngẩn người trên giường trong phòng ngủ không thắp đèn đuốc hai người một xanh một trắng trong bóng đêm đột nhiên hai mặt nhìn nhau hai bên đều cả kinh lý phượng minh tay nhanh hơn đầu óc hô hấp còn chưa kịp gấp rút đã nhanh tay bóp chặt lấy xương cổ của người tới điện hạ đừng sợ thuần vu đại vội vàng mở miệng là ta thuần vu đại không giống tân hồi nếu lý phượng minh dốc hết toàn lực nàng có thể chịu không nổi lý phượng minh nghe thấy tiếng vội vàng buông tay còn xoa xoa cho nàng xin lỗi không có bị thương chứ khụ khụ không sao điện hạ không cần phải xin lỗi bây giờ không thể so sánh với ngày xưa thói quen này của ngài được duy trì tốt ta cũng yên tâm thuần vu đại ngược lại còn ôn nhu trấn an nàng đúng vậy cái mạng nhỏ này của ta giữ được không dễ cũng không biết còn có thể sống cuộc sống bình tĩnh yên ổn bao lâu nữa lý phượng minh vỗ vỗ mép giường ngồi xuống nói hoặc là ngươi muốn uống nước miếng thuần vu đại lắc đầu tuân theo ý nàng ngồi xuống sao điện hạ còn chưa ngủ ngủ không được luôn nghĩ đến chuyện buổi chiều ở thư phòng bắc viện lý phượng minh co chân cằm khẽ chống lên đầu gối thuần vu đại cười khẽ điện hạ còn chưa nghĩ thông suốt là điểm nào khiến hoài vương tức giận ngược lại không nghĩ tới cái này lý phượng minh vò đầu bứt tóc một phen bực bội nóng này ta chính là không hiểu chính mình đang yên đang lành sao đầu óc đột nhiên co rút cô ý muốn đi đùa hắn chứ chủ sở hữu của tòa lầu nhỏ ở khu chợ phía đông đúng là có người này điều kiện được đề cập cũng đúng là điều kiện như vậy nhưng người ta cũng không nói là không gặp tiêu minh triệt là không được càng không có ý đùa dỡn hay ngả ngớn gì. Chủ nhà nói là Hoài Vương cùng Trần Trì Tướng quân trong đại thắng Loa Sơn, hoặc Liêm Trình Tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, chỉ cần có thể gặp được một trong ba người để nàng có cơ hội nâng chén rượu biểu đạt thưởng thức cùng khâm phục, vậy liền thành giao. Hạ nhân sùng bái sự dũng cảm uy vũ, bên trong dân phong cũng rất kính trọng huyết tính thiện chiến của các tướng quân. Nếu ta nói chuyện cẩn thận với Tiêu Minh Triệt, có lẽ hắn sẽ không mâu thuẫn phản cảm như vậy. Lý Phượng Minh càng nghĩ càng ảo não. Thần vu đại như có điều ngộ ra điện hạ đến tột cùng là ảo não chính mình vui đùa quá trớn làm hỏng một chuyện vốn rất đơn giản hay là ảo não chính mình sinh sự từ việc không đâu chọc giận tới hoài vương cả hai đều có đi ai nha ta cũng không phân biệt được triệu chứng này của điện hạ rất giống như là thấy sắc nổi lòng tham ly phượng minh già mồm không phục nói hưu nói vượn hắn đối với ta thấy sắc nổi lòng tham thì có buổi sáng còn cố ý lấy đũa trêu chọc ta lúc ấy thuần vu đại cũng không có ở đây cho nên nàng không quá tin tưởng lý do thoái thác của điện hạ nhà mình, đũa thì là trùng hợp đi. Nhưng nếu Hoài Vương thật sự đối với ngài thấy sắc nổi lòng tham, vậy buổi chiều ngài ở trước mặt hắn đùa giỡn mỹ nhân kế, tại sao lại không có hiệu quả? Cầm miệng, giữ lại chút mặt mũi cho ta đi. Lý Phượng Minh nói nhỏ, trái tim phập phồng không yên lại mạnh mẽ thở dài. Ngươi nói ta đến cùng là tại vì sao muốn trêu chọc hắn. Ta biết rõ, vì để giúp ta mua tòa tiểu lâu kia, mà bắt tiêu minh triệt phải hạ thấp địa vị cùng người xa lạ ăn cơm yêu cầu này đối với hắn mà nói là cực kỳ hoang đường thậm chí coi như mạo phạm cho nên nàng vừa vào cửa đã cật lực bày ra vẻ mặt dụ dỗ lấy lòng thành thật mà nói đến trước mặt cha ruột của chính mình nàng còn chưa bao giờ nịnh nọt tới mức như vậy đáng tiếc tiêu minh triệt chẳng những không ưa bộ dáng này mà rõ ràng còn rất phản cảm sớm biết thế thì không nói đùa mấy câu kia rồi thuần vu đại buồn bực bật cười ngài cũng biết chính mình đùa giỡn quá mức hả nếu hôm nay Hoài Vương tìm ngài hỗ trợ, nói hắn muốn nhờ ngài làm một chuyện, đối phương muốn ngài đi ăn cơm cùng mới được, vậy sợ là ngài sẽ đem đầu của Hoài Vương vặn xuống luôn ý chứ. Cái này là khoác lác, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lý Phượng Minh bị hình ảnh thuần vu đại miêu tả chọc cười. Cười thì cười, nhưng nàng vẫn nghe lọt đạo lý bên trong lời nói này. Mặc dù ý định ban đầu của nàng chỉ là đùa giỡn với Tiêu Minh Triệt, nhưng ngẫm lại nếu đem trò đùa này đổi lên người mình, nàng cũng sẽ cảm thấy bị mạo phạm cho nên tiêu minh triệt tức giận là chuyện thường tình của con người vì thật sự là nàng lúc ấy không có chừng mực thuần vu ngươi nói lúc này ta có nên đi nói lời xin lỗi dỗ dành hắn hay không ngày mai phải tiến cung gặp hoàng hậu rồi nếu đến lúc đó tiêu minh triệt còn chưa nguôi giận vậy ngẫm lại thật sự là lúng túng đến ngón chân chạm đất thuần vu đại kinh ngạc nửa đêm nửa hôm ngài xác định muốn đi bắc viện vào lúc này không thích hợp sao lý phượng minh tự hỏi tự trả lời đúng không thích hợp lúc này đi qua không cẩn thận người bên ngoài còn tưởng rằng ta đi lâm hạnh hắn. Thôi quên đi, ngày mai sầu thì kệ ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Lý Phượng Minh hủy bỏ đối luyện với Tân Hồi, sau khi mặc trang phục lộng lẫy xong cũng không kịp ăn sáng, liền lập tức cùng Tiêu Minh triệt tiến cung. Không ngoài dự đoán, quả nhiên bầu không khí giữa hai người vô cùng xấu hổ. Sau khi ngồi lên xe ngựa, Lý Phượng Minh chủ động xin lỗi, cũng giải thích sự tình. Còn có nguyên nhân nữa là, bên cạnh tòa tiểu lâu kia chính là một nhã khách quán do tư nhân mở ra. Nghe nói gần đây đã có vài sĩ tử có chút danh tiếng khiêm tốn vào ở, ta vốn định chờ ngài đi rồi nói cho ngài biết, để cho ngài một chút bất ngờ nho nhỏ. Tiêu Minh triệt từ chối cho ý kiến, chỉ ừ một tiếng rồi đưa cho nàng một hộp lồng hấp há cảo màu đỏ. Nàng mở hộp thức ăn ra, bên trong bảy bánh ngọt hình móng ngựa thủy tinh vô cùng tinh xảo đẹp mắt, không nhiều không ít, vừa vặn sáu cái, trên đường vừa đi vừa ăn cũng đủ lấp kín dạ dày rồi. Lý Phượng Minh cảm động, cũng không quên nhân cơ hội đáp lời, "Đa tạ" làm sao ngài biết sáng nay ta còn chưa kịp ăn gì không biết khương thẩm đưa cho tiêu minh triệt dựa lưng vào vách xe chợp mắt nghỉ ngơi không để ý tới nàng nữa lý phượng minh tự biết mình đuối lý nhìn hắn tựa hồ còn chưa hoàn toàn nguôi giận liền an tĩnh ăn ba miếng bánh ngọt thủy tinh tự giác trở lại cho hắn một nửa hôm nay hoàng hậu bày ra bữa tiệc không nhỏ các nhóm vợ chồng hoàng tử trưởng thành đã kết hôn tất cả đều tụ tập ở đông cung ngoại trừ tiêu minh triệt cùng lý phượng minh vợ chồng thái tử vợ chồng hoàng vương còn có phúc quận vương tiêu minh tấn cũng mang theo quận vương phi xuất hiện mẹ đẻ của hàng vương là thục quý phi mẹ đẻ phúc quận vương nhạc tần cũng có mặt nhưng mẫu phi tiền chiêu nghi trên danh nghĩa của tiêu minh triệt lại không có ở đây hoàng hậu có ý lập uy căn bản không đề cập đến việc trừng phạt tiêu minh triệt hoặc lý phượng minh trước tiên bà nói với chúng phi tiền chiêu nghi không có phép tắc ỉ vào thân phận mẫu phi mà đối xử với hoài vương hung ác vượt quá khuôn phép bổn cung đã phạt nàng đến lăng thái hậu hối lỗi nửa năm chư vị muội muội cần lấy đó mà làm gương nhớ kỹ các hoàng tử đầu tiên đều là huyết mạch bệ hạ tiếp theo mới là nhi tử của các ngươi nếu có người vẫn cố ý tái phạm tất sẽ không tha thứ chúng phi hành lễ đáp ứng không ai dị nghị tiếp theo hoàng hậu lại nói với mấy vị hoàng tử mặc dù đại tể chúng ta đặt nặng chữ hiếu nhưng các hoàng tử đều có thân phận quý giá cho dù là tôn trưởng muốn dạy dỗ phủ chính cũng phải làm theo quy củ đã đặt ra nhớ kỹ rằng các ngươi còn có đích mẫu nếu mẫu phi các ngươi không biết nặng nhẹ lén lút đối đãi hà khắc mẫu hậu tự sẽ làm chủ lý phượng minh đi theo mọi người cùng nhau hành lễ cảm tạ đuôi mắt lại âm thầm nhìn về phía tiêu minh triệt vẻ mặt của hắn nhà nhạt, nhạt không chút gợn sóng cho dù lời này của hoàng hậu là thật hay giả nhưng lời hứa che chở đã đến muộn mười mấy năm ý nghĩa cũng không còn lớn nữa những tra tấn thống khổ không ai biết trong quá khứ đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên người và cả trong lòng hắn tháng trước bị đánh ở tử cực viên chỉ vì muốn đổi lấy cơ hội đi xem tuyển sĩ của hạ vọng mặc dù là hạ sách nhưng lại là điều mà chính hắn chọn. Hắn đã sớm không còn là đứa nhỏ không có sức tự bảo vệ mình nữa. Cuối giờ tị, hoàng hậu lệnh cho mọi người tự đi, ngay cả vợ chồng thái tử cũng không giữ lại, chỉ giữ lại một mình Lý Phượng Minh. Lý Phượng Minh cho rằng bà muốn nói về trận xung đột giữa mình và Tiền Chiêu Nghi ở hành cung Tử Cực Viên, nhưng đối phương lại không đi theo con đường đó. Hoài Vương phi, ngươi có còn nhớ, lúc trước từng cho Văn Âm một bình ngọc dung tán không? Hồi mẫu hậu, tất nhiên là nhi thần nhớ. Lý Phượng Minh cười nhu thuận lại hiếu kỳ chẳng lẽ cuối cùng lại di chuyển đến tay mẫu hậu rồi sao bổn cung sao có thể cướp đồ từ trong tay tiểu cô nương được hoàng hậu ôn hòa cười nói lần trước nàng theo mẫu thân tiến cung thỉnh an mọi người đều nói nàng trắng lên rất nhiều hỏi ra mới biết là nhờ ngọc dung tán mà ngươi cho bổn cung cũng cho người đi khắp phố tìm thương nhân ngụy quốc mua mấy bình nói xong bà lệnh cho nữ quan thân cận của mình lấy một cái bình nhỏ ra ngươi nhìn hộ ta một chút xem bình ngọc dung tán này đến cuối cùng là thật hay giả có thật là phương thuốc của người ngụy không ta đã dùng hơn tháng rồi nhưng lại không thấy hiệu quả như văn âm lý phượng minh theo lời nhận lấy cái bình rót một chút vào lòng bàn tay ngửi mùi trước sau lại dùng ngón tay chấm chấm rồi miết nhẹ hồi mẫu hậu đây cũng xem như là ngọc dung tán để mà nói thật vậy cũng là thật tại sao lại nói là cũng xem như hoàng hậu nhíu chặt mày lại mẫu hậu có điều không biết rồi người ngụy chế những thứ này thường là mỗi nhà một phương chỉ hơi sấp xỉ chứ không hoàn toàn giống hệt nhau đương nhiên công dụng cũng có sự khác biệt vậy dựa theo đó mà nói nếu không phải là người có tay nghề chỉ sợ sẽ không phân biệt được sự khác biệt trong đó hoàng hậu bừng tỉnh hiểu ra cái bình ngươi cho văn âm kia chính là bí phương đặc biệt của hoàng gia ngụy quốc bây giờ lý phượng minh cũng coi như hiểu được vì sao hoàng hậu lại giữ nàng lại nội tâm nàng xoay chuyển nhanh chóng hồi mẫu hậu đó là thương hiệu của một nhà ở lạc đô bán nhi thần đã quen với ngọc dung tán của nhà kia trước khi xuất giá cũng mua chút mang theo ai nha Nửa năm nay cứ ăn xài phung phí vung tay quá chán dùng nhiều vô độ, cũng quên mất không đem cái bình đẹp nhất đến hiếu kính mẫu hậu. Hoàng hậu vỗ vỗ mu bàn tay nàng, ngươi có phần tâm ý này là được rồi. Bổn cung cũng chỉ là ham cái mới mẻ, cũng không phải không dùng là không được. Lý Phượng Minh thuận nước đẩy thuyền, đó là đương nhiên. Mẫu hậu có làn da trắng nõn như vậy, nếu không phải là đồ mới lạ, sao có thể được mẫu hậu để mắt tới chứ? Ngươi đó cái đứa nhỏ này, cái miệng nói ngọt cũng thật không khách khí ý cười của hoàng hậu dần dần tăng thêm nhưng mà bổn cung cũng không tin mấy lời ba hoa này của ngươi đâu là thật mà vô cùng chân thật chính xác đó mẫu hậu nhất định phải tin ta lý phượng minh mặt mày cong cong lời nói xoay chuyển chẳng qua nếu như mẫu hậu đã muốn dùng cái mới mẻ lúc nào về ta sẽ đến xem các cửa hàng của người ngụy trong kinh thành ung nhất định sẽ mua cho ngài một lọ giống y như đúc cùng lắm thì trả thêm một ít tiền nhờ thương nhân về lạc đô lấy hàng rồi đặc biệt đến cửa hàng kia mua là được vậy thì vất vả cho ngươi quá sợ rằng đến lúc người bên ngoài lại nói bổn cung ỷ thế bắt ngươi chạy việc vặt ai dám nói bậy có thể tận tâm tận hiếu với mẫu hậu ta còn vui vẻ không biết bao nhiêu cho đủ hơn nữa trong phủ cũng nhàn rỗi chán ngắt ngài cho ta một cơ hội để ta có thể ra ngoài đánh cờ hiệu dạo chơi khắp phố mà hoàng hậu bị nàng nũng nịu dỗ dành rất vui vẻ lúc này liền lệnh cho nữ quan lấy 50 lượng vàng đến thưởng cho nàng lý phượng minh ôm một cháp vàng nặng trịch Vui vẻ ra khỏi trung cung, nhìn quanh thiên địa vạn vật đều thấy giống hình thỏi vàng. Ngay cả Tiêu Minh Triệt đang chờ ở bên ngoài kia cũng là hình thỏi vàng lấp lánh. Bởi vì dọc đường có cung nhân hộ tống, nên nàng và Tiêu Minh Triệt vẫn chưa nói chuyện với nhau, chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đối phương một cái, mang theo tâm tư khác nhau. Thẳng đến khi lên xe ngựa của Hoài Vương phủ rồi, Lý Phượng Minh mới chủ động phá vỡ bế tắc lúng túng, mặt mày hớn hở nói nguyên nhân của hộp vàng này, có lẽ là bị nàng lây nhiễm vẻ mặt tiêu minh triệt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều nàng cho văn âm cái bình kia thực sự là mua được ở bên ngoài sao tất nhiên là không phương thuốc độc quyền bên ngoài tuyệt đối không thể mua được y hệt lý phượng minh cười giả hoạt phương thuốc trong tay ta có rất nhiều hôm qua đi quế tử khê xem xưởng cũng vì tương lai sẽ làm son phấn hương thơm ở đó nhớ kỹ phải giúp ta giữ bí mật này nếu có người bên ngoài biết được vậy nhất định là do ngài tiết lộ tiếng gió lúc đó cẩn thận ta đem đầu ngài đánh dụng xuống đó nhìn như uy hiếp nhưng thực ra lại truyền đạt một tin tức rất tốt đó là bí mật này chỉ có mình ngài biết thôi tiêu minh triệt có chút hưởng thụ tư thế ngồi đã không còn căng thẳng như buổi sáng nữa động tác giọng điệu đều có ý đồ hòa giải nếu nàng đã có phương thuốc vì sao còn muốn thay hoàng hậu mua ở bên ngoài ta đâu có ngu nếu ta nói ta có thể tự mình chế được vậy làm sao có thể thu tiền của hoàng hậu được nữa lý phượng minh khẽ vuốt ve cái hộp nhỏ đặt ngang trên đùi phát ra tiếng thở dài thỏa mãn đây chính là 50 lượng vàng mà cái miệng rực rỡ hoa sen của ta kiếm được, 50 lượng vàng nặng trĩu đó. Tiêu Minh Triệt quay đầu ra ngoài cửa sổ, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên. Chìa khóa phủ khố đều ở trong tay nàng, thế mà còn có thể vì 50 lượng vàng mà cao hứng thành như vậy. Cái đó không giống nhau, đây là tài sản riêng của ta. Lý Phượng Minh có lý có căn cứ, mặc dù tay cầm chìa khóa cùng kim ấn, nhưng phủ khố kia của ngài ta lại không thực sự được quyết định. Nếu một ngày nào đó ngài với ta trở mặt, ngài không cao hứng là có thể thu hồi về. Hai người đều dùng biện pháp riêng của mình âm thầm thu hẹp cục diện bế tắc. Không khí trong xe càng lúc càng hòa hợp, giống như lại trở lại quang cảnh sống chung ở thư phòng trường phong uyển tại hành cung. Tiêu Minh triệt ngoái đầu nhìn lại, lời hôm qua ta nói vẫn chưa thu hồi đâu. Đó không phải là nhờ ta kịp thời dừng cương ngựa trước bờ vực, cuối cùng vẫn không hoàn toàn trở mặt sao. Lý Phượng Minh liếc hắn, buổi sáng ta đã xin lỗi ngài, cũng giải thích là nói dẫn rồi, sao còn ghi thù tới tận bây giờ vậy. Tiêu Minh Triệt một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi sáng xin lỗi không có thành ý, tức giận chưa tiêu tan hết. Vậy làm thế nào mới coi như có thành ý? 50 lượng vàng chia cho ta một nửa, cái này coi như có thành ý, Tiêu Minh Triệt thuận miệng nói. Tích gạo thành sọt, tích cát thành tháp, 50 lượng vàng này chính là một bộ trọng yếu để tiến tới con đường tích góp vạn lượng vàng đó. Lý Phượng Minh ôm chặt cháp trong ngực, vậy thì ngài tức giận tiếp đi. Ai cũng đừng mơ có thể cướp 50 lượng vàng này từ trong tay ta tiêu minh triệt đã từng tự mình giao thủ đơn giản với lý phượng minh một lần cũng nhìn thấy nàng bị tân hồi đánh cho nước mắt đầy mặt như thế nào nàng có bao nhiêu bản lĩnh hắn còn có thể không biết sao cướp đồ từ trong tay nàng cũng không khó nói xong cánh tay dài liền tụ lực lấy thế xét đánh không kịp đánh lén bất ngờ một loại xúc cảm mềm mại thần bí nào đó làm cho hắn cứng đờ trong nháy mắt chỉ biết ngồi im không nhúc nhích cũng không nói chuyện giống như pho tượng bị lửa thiêu đốt lý phượng minh đem cái hộp trong ngực dịch lên trên một tấc Mặt đỏ như quả mâm xôi chín, nàng trừng mắt nhìn tên thủ phạm, cố gắng hít thở thật sâu mấy lần, miễn cưỡng áp chế nhịp tim kịch liệt, mới từ trong kẽ răng rít ra câu chất vấn. "Tiêu Minh Triệt, trong miệng ngài nói là muốn cướp đồ từ trong tay ta, nhưng móng vuốt kia của ngài đang múa ở đâu đấy?" Tiêu Minh Triệt chỉ cảm thấy cả người giống như ngâm mình trong nước sôi, trong ngoài đều nóng đến phát đau. Hắn xấu hổ rũ lông mi, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nhìn chằm chằm bộ móng vuốt giống như có được ý nghĩ của mình, không nói lời nào. Sự việc xảy ra đột ngột, Lý Phượng Minh ngượng ngùng giống lên xong, trong đầu có chút loạn, nhất thời cũng không biết nói gì. Mà Tiêu Minh Triệt cũng luống cuống tay chân, ngay cả lời xin lỗi cũng là từ trong cổ họng miễn cưỡng gạt ra. Trong đầu hai người đều mơ hồ thành một cục đai dối, cũng không nghĩ ra việc này nên chấm dứt như thế nào. Sau khi hồi phủ liền lúng túng trầm mặc trở về các viện, khó khăn lắm mới hòa hoãn lại được bầu không khí cứng đờ giữa hai người. Đến chiều hoàng hôn, Lý Phượng Minh bảo thuần vu đại gom tất cả số vàng mà mình đang có hiện tại lại, rồi bỏ vào trong một cái dương gỗ lớn mạ vàng màu đen. Sau đó mang theo tân hồi cùng thuần vu đại trốn vào thư phòng nhỏ trong viện. Đếm thỏi vàng để chơi. Nửa năm nay, ban đầu có 300 lượng vàng mang từ ngụy quốc tới, sau đó ở hành cung lại hố được 50 lượng vàng của hàng vương phi, thêm 50 lượng vàng hôm nay hoàng hậu đưa cho. À, còn chưa kể đến 4 lượng vàng mà thái hoàng thái hậu thưởng cho nữa. Tổng cộng cũng chỉ có chút xíu ấy thôi, thực ra cũng chẳng có gì nhiều nhận mà đếm. Lý Phượng Minh chỉ nghĩ rằng Việc đếm số thỏi vàng có thể khiến cho nàng vui vẻ hạnh phúc, cũng có thể rửa trôi đi sự bối rối khiến ra đầu mình tê dại vì xấu hổ kia. Thế nhưng không tài nào quên được. Một màn tiếp xúc ngắn ngủi trong chớp nhoáng trên xe ngựa cứ lặp đi lặp lại trước mắt nàng, khiến nàng lúng túng đến 10 ngón chân đều co chặt lại. Mỗi lần đầu ngón tay điểm một thỏi vàng, trong miệng nàng sẽ không tự chủ được mà thốt ra một câu nghi vấn, hắn ta cố ý phải không? Đã từng cận chiến chém giết hàng chục triệu người trên chiến trường hỗn loạn, sống và chết đều gần ngay trước mắt cho nên ánh mắt của người có kinh nghiệm trên chiến trường đều cực kỳ nhạy bén lực đạo cũng chính xác là điều mà người thường tuyệt đối không bao giờ có thể so sánh được lúc trước ở trên xe ngựa mặc dù là tiêu minh triệt đột nhiên nổi lên tâm tư muốn trêu đùa nhưng nghĩ như thế nào cũng không đến mức lệch lạc như vậy chứ nghĩ đến đây lý phượng minh nghiến răng nghiến lợi hai gò má nóng hồi hồi nhưng khi ngón tay của nàng vừa chạm vào thỏi vàng tiếp theo ý nghĩ lại nhanh chóng thay đổi có lẽ hắn cũng không phải là cố ý đâu vào cái đêm tân hôn mấy tháng trước lúc đó đang có một đống người đứng nhìn chằm chằm. Nàng chỉ là vô ý đụng phải ngón tay hắn một chút thôi, mà tên đó còn suýt chút nữa phi nước đại chạy xa 8 ngàn dặm ngay tại chỗ nữa mà. Cuối cùng còn lấy chìa khóa phủ khố cùng kim ấn ra, để đổi lấy một câu hứa hẹn với nàng sau này không được đụng vào ta. Còn nữa, lúc trước ở hành cung bị ép ngủ chung, thỉnh thoảng nàng nửa tỉnh nửa mê xoay người, thoáng vượt qua giới hạn giữa hai người, tiêu minh triệt cũng sẽ lập tức bừng tỉnh. Không phải xù lông dịch ra xa một chút, thì chính là nghiến răng lạnh lùng nhắc nhở nàng quay về chỗ cũ ngủ. Bởi vậy theo suy luận, hắn hẳn là không có hứng thú chiếm tiện nghi của nàng mới đúng, phải không? Hai loại ý kiến trái chiều trong đầu Lý Phượng Minh cứ đan xen lặp đi lặp lại, bất phân thắng bại, từ đầu tới cuối không có cách nào đạt thành nhận thức chung. Thuần Vũ Đại cùng Tân Hồi ngồi xổm đối diện nàng đều mờ mịt hoang mang, kinh hồn bạt phía. Hai người đến thở mạnh cũng không dám, cứ như vậy nhìn xem nàng nhất thời đỏ mặt, lại nhất thời trắng bệch mặt, còn tự lẩm bẩm nói một mình. Sau khi từ trong cung trở về, Lý Phượng Minh ngoại trừ phân phó đem 400 thỏi vàng gom lại cùng một chỗ ra, cũng không có nói thêm gì với các nàng. Hai nàng không biết gì cả, cũng không dám hỏi điện hạ nhà mình hôm nay ở trong cung gặp phải cái gì. Lời nói và hành động đột nhiên quỷ dị giống như biến thành người khác, càng nghĩ càng thấy sợ mà. Trong thư phòng Bắc Viện, Chiến Khai Dương cũng càng nghĩ càng thấy sợ giống bên kia. Tư chất của hắn bình thường, sách đọc lại chưa đủ nhiều, đến hoài vương phủ hơn hai năm nay, cũng không có đưa ra được bao nhiêu ý kiến có tác dụng cũng may tiêu minh triệt đối với hắn không hề khắt khe không có việc gì sẽ không nhiều lời với hắn càng không nói đến gian dạy trách cứ trong công việc hàng ngày của chiến khai dương cũng chỉ là gió mặc gió mưa mặc mưa đi ra ngoài thu thập các tin tức nhỏ trên đường rồi thì an bài thư đồng trong phủ mỗi ngày đi tới cửa cung sao chép các loại thông báo do triều đình ban hành chỉ có hai chuyện này là hiếm khi nhận được sự khẳng định rõ ràng của tiêu minh triệt nhưng hôm nay tiêu minh triệt lại có thái độ khác thường mặt lạnh giận dữ trách cứ gần đây giấy chép ở cửa cung đưa tới lung tung rối loạn hắn xem một lúc đã thấy đầu vàng mắt hoa chiến khai dương rất muốn nói giấy chép ở cửa cung đưa tới gần đây ngoại trừ nội dung ra thì các chi tiết sâu ria không khác gì hai năm trước cả như đối mặt với ánh mắt lạnh lùng khác thường của điện hạ nhà mình hắn không dám lên tiếng sau đó tiêu minh triệt lại hỏi về tiến độ chuẩn bị cho tiệc mừng sau khi xem danh sách khách mời do chiến khai dương viết hắn lại một lần nữa lạnh lùng giận dữ mắng mỏ chiến khai dương chữ của ngươi thật sự là xấu đến mức ma quỷ còn căm ghét trên khai dương ở trong lòng lại thầm nghĩ, năm đó khi ta mới tới, ngài rõ ràng còn nói ta mặc dù đọc sách không nhiều lắm, nhưng chữ viết cũng không tệ. Hắn ốt ức, nhưng hắn không dám nói. Hắn thật sự rất hoài nghi, điện hạ nhà mình đột nhiên khác thường như thế, có phải là do rốt cục không nhịn được sự tầm thường của hắn nữa, muốn tìm cách đuổi hắn ra khỏi phủ hay không. Sáng sớm hôm sau, thuần vu đại theo thường lệ đem các thị nữ còn lại trong viện tạm thời đuổi ra, để Lý Phượng Minh cùng Tân Hồi ở trong viện đối luyện. Còn chưa ra được 10 chiêu, Lý Phượng Minh đã bị đánh đến rơi lệ. Nàng từng định ra quy củ cho Tân Hồi, rằng cho dù nàng có khóc lóc cầu xin tha thứ kêu ngừng, thì Tân Hồi cũng không thể nương tay thu thế, nhất định phải tận trách thúc giục, buộc nàng kiên trì hoàn thành nửa canh giờ đối luyện buổi sáng. Trước kia nàng có khóc cũng sẽ chống đỡ đủ nửa canh giờ, nhưng giờ phút này nàng ngủ không đủ giấc, tinh thần lại không tập trung, nghĩ cũng biết nếu tiếp tục chống đỡ thì chính là toàn bộ quá trình đều bị đánh. Thế là, dưới sự xúc động nhất thời, lần đầu tiên trong đời, Đối luyện buổi sáng còn chưa xong nàng đã chạy trốn giữa chừng Thầy Lý Phượng Minh cứ chạy vào lại chạy ra khỏi tiểu viện, Tân Hồi sững sờ đứng tại chỗ vào đầu, Thuần Vu, ngươi nói xem ta có nên đuổi theo hay không? Nếu không đuổi theo, nàng sẽ không làm hết trách nhiệm lúc trước điện hạ nhà mình đã giao cho nàng, nhưng nếu đuổi theo, vậy tất cả mọi người trong Hoài Vương phủ sẽ được mở rộng tầm mắt. Thuần Vu đại cũng đau đầu, hay là đừng đi. Vương phi bị chính võ hầu của mình đuổi theo đánh khóc, loại chuyện này đặt ở nước nào cũng là chuyện kỳ lạ. Chưa nói điện hạ nhà chúng ta từ trước đến nay còn hay sĩ diện nữa. Bên kia, Lý Phượng Minh chơi xấu vừa ra khỏi viện liền hối hận. Quy củ là do chính nàng định ra cho tân hồi, nhưng hôm nay hành động chạy trốn này của nàng thật sự không ổn, sẽ làm tổn hại đến uy tín của bản thân nàng. Nhưng nếu mới chạy ra lại lập tức trở về, này lại giống như đầu óc nàng có bệnh. Lý Phượng Minh đứng dưới tường viện, dùng tay áo lung tung lau đi đầy mặt nước mắt, nhất thời tiến lui đều không được. Đang lúc khó xử, Liên thấy chiến khai dương ôm một chồng giấy chép đi về phía đối diện xem ra là muốn tới bắc viện nhìn thấy lý phượng minh hắn liền đi lên hành lễ chào hỏi lý phượng minh nhìn vẻ mặt xa sút của hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc thoáng nhìn đống giấy chép trong ngực hắn là triều đình tuyên bố tin tức đáng sợ gì sao hồi vương phi đều là tin tức bình thường thôi chiến khai dương cười khổ hôm qua điện hạ nổi giận hạ bởi vì chuyện chép giấy ta cũng không biết là chỗ nào không hợp tâm ý của hắn nên một lần nữa sửa sang lại những thứ này suốt đêm nhưng ta lo lắng, có lẽ vẫn sẽ có chỗ nào đó không đúng. Con ngươi Lý Phượng Minh xoay tròn, nhất thời này ra ý hay, giờ phút này hắn hẳn là còn đang ở diễn võ trường. Nếu ngươi tin tưởng ta, thì cùng ta đi vào, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem sai ở chỗ nào. Hai mắt chiến khai dương sáng ngời, đa tạ vương phi chỉ giáo. Vì thế, Lý Phượng Minh ngây ngang mang theo chiến khai dương trở lại trong viện, nói với thuần vu đại cùng tân hồi, ta có chuyện chính sự phải bàn với hắn, không phải chơi xấu đâu. Tân hồi rất nể mặt, không cười ra tiếng, ta tin trong phong tục tề quốc nam nữ phải giữ khoảng cách vì để tránh hiểm nghi miễn cho dẫn đến phong ba vô vị lý phượng minh không đưa chiến khai dương vào thư phòng mà ngồi ngay trên ghế dài ngoài hành lang trung đình thuần vu đại gọi các thị nữ đã đuổi đi trước đó trở về làm việc riêng của mình chính nàng cũng cùng tân hồi đứng bên cạnh lý phượng minh như vậy mới không mang tài mang tiếng những chi tiết này đều có thuần vu lo chu toàn lý phượng minh cũng không để ý chút nào nàng cưỡi ngựa xem hoa lật lại những tờ giấy kia một lần lại hỏi chiến khai dương mấy vấn đề liên đại khái hiểu được những bản chép giấy này của ngươi nội dung ghi lại chi tiết không có sai sót lớn hắn nói chữ ngươi xấu xí hẳn là thuận miệng là giận chó đánh mèo thôi không cần phải coi là thật chiến khai dương không dám tin thật không có sai sót gì sao là không có sai sót lớn nhưng không phải không không thể bắt bẻ lý phượng minh đến một bước ngoặt lớn chỉ ra khuyết điểm của hắn với thân phận và tình cảnh của điện hạ nhà ngươi xem những tin tức này là để biết để nhanh chóng nắm bắt được động tĩnh mới nhất của thời sự chiều cục ngươi chưa biết tùy cơ ứng biến chỉ lo theo ngày sao chép giấy mà xếp chồng lên nhau không phân loại những tin tức này ví dụ như tin tức chủ yếu ngày hôm trước là hai tên quan viên lại bộ được điều động thăng chức các nước láng giềng ở phía tây nghi ngờ có dấu hiệu tập kết quân đội quốc khố báo nguy bộ hộ dự kiến sẽ bắt đầu xác minh kiểm tra đối chiếu sự gia tăng và giảm dân số ở khắp mọi nơi vào tháng 8 năm nay mà tin tức chủ yếu ngày hôm qua là kinh triệu doãn phủ tháng trước trọng sử tại Nam Thành Ung Kinh bị bắt gặp ẩu đả trong ngõ hẻm bên đường, dùng võ phạm cấm đánh năm tên du côn. Hồng Lư Điển Khách Thượng Tấu nói, có một bộ tộc du mục xương thần nhiều năm với tề quốc đã ba năm không đến Ung Kinh cống nạp. Ngươi trình cho hắn như vậy, hắn nhìn đến từng cái, liền cảm thấy những chuyện này đông một búa tây một gậy, không bực bội mới là lạ, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất. Lý Phượng Minh chỉ chỉ thuần vu đại, không tin ngươi hỏi nàng xem, nếu nàng trình một đống tin tức như vậy cho ta, sẽ là hậu quả gì. Triển Khai Dương kinh ngạc lại tò mò nhìn về phía Thuần Vu Đại, sẽ là hậu quả gì? Thuần Vu Đại, nếu ta trình bày những thứ lộn xộn như vậy lên cho điện hạ nhà ta, không cần điện hạ ban hậu quả gì, bản thân ta trước tiên sẽ xấu hổ đến mức treo cổ tự sát. Triển Khai Dương đi chệch khỏi trọng điểm, trong lòng kinh ngạc cảm khái, nữ tử Ngụy Quốc quả nhiên không tầm thường. Vương phi trước khi xuất giá chỉ là con gái của một vương nữ nhưng cũng chú ý tình hình chính trị đương thời chưa kể thị nữ hỗ trợ bên người nàng hình như cũng không phải vật trong ao nhưng hắn vẫn cảm thấy rất kỳ lạ theo lý thuyết vương phi trước kia đã có thói quen chú ý đến thời chính triều vụ cho dù không phải là đối tượng trọng điểm mà gia tộc muốn nâng đỡ bồi dưỡng thì cũng tuyệt đối sẽ không phải kiểu như có cũng được mà không có cũng không sao vậy tại sao nàng phải lưu lạc đến nước ngoài hòa thân tiêu minh triệt không vui đêm qua hắn không ngủ ngon lúc dậy sớm còn vô cùng bực bội vì thế hắn tới diễn võ trường tìm cả đội hộ vệ lần lượt đấu với từng người toàn bộ bị đánh đến mức kêu cha gọi mẹ nhưng hắn vẫn thấy rất khó chịu trở lại bắc viện khương thúc lại nói cho hắn biết lý phượng minh tới tìm khương thẩm làm thuyết khách đã mang theo tân hồi đi ra khỏi cửa cũng không dùng bữa sáng trong phủ vì thế hắn một mình lẻ loi ăn món điểm tâm không có vị xong liền đi vào thư phòng hắn tiện tay lật trồng giấy chép chiến khai dương vừa mới sắp xếp lại ra cảm giác hình như có điều khác biệt tâm tình của hắn cuối cùng cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. Làm tốt lắm, hắn mang vẻ mặt không thay đổi mà khẳng định, mặc dù không biết khác biệt chỗ nào, nhưng nhìn trông thuận mắt hơn nhiều, đọc cũng không đau đầu như trước nữa. Triển Khai Dương được khen ngợi vui mừng nhướng mày, cái này thì phải đa tạ Vương phi. Nàng bảo thị nữ bên người nàng là thuần vu đại dạy ta, đáng tiếc là ta còn chưa hoàn toàn hiểu rõ tất cả các quy tắc phân loại, nhưng mà cũng may là Vương phi nói, sau này chỉ cần các nàng ở trong phủ, mỗi ngày ta có thể đến thỉnh giáo thuần vu nửa canh giờ vì sao vương phi lại giúp ngươi tiêu minh triệt ngắt lời hắn sáng sớm lúc ta định đến bắc viện thì vừa vặn gặp nàng ở cửa trước đầu viện ta cũng không biết tại sao nàng lại nguyện ý giúp ta triển khai dương nghiêm túc suy tư một lát chắc là đau lòng cho ngài đúng không nàng ấy có nói qua một câu rằng ta làm việc chưa được tinh tế khiến cho ngài thêm mệt mỏi tiêu minh triệt à hắn bắt đầu chuyên chú lật xem đống giấy chép đã được sửa sang lại mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng tiếng tim đập lại đột nhiên dồn dập hắn nghĩ tim đột nhiên đập nhanh hơn đại khái là vì tình huống xấu hổ hôm qua ở trên xe ngựa lại hiện lên nếu không thì thế nào cũng không có khả năng là bởi vì nghe được câu nói có lẽ đau lòng cho hắn của lý phượng minh chứ lý phượng minh và hắn chỉ là quan hệ liên hôn lợi ích song phương hiệp định cộng sinh cùng có lợi mà thôi nào có chuyện đau lòng hay không đau lòng lật giấy xem trong chốc lát tiêu minh triệt lại bắt đầu phiền não luôn cảm thấy trong thư phòng khắp nơi đều tràn ngập một loại hương thơm chính là loại Lý Phượng Minh dùng hôm qua. Sao lại dính mùi hương này, cái này khiến hắn cực kỳ phiền não. Lúc trước ở hành cung, trên người hắn cũng từng dính qua loại hương này, nhưng đó là bởi vì hai người cùng ở trong chướng nằm cả đêm. Hôm qua hắn cũng không có cùng Lý Phượng Minh, à, xe ngựa. Nghĩ đến xe ngựa, lại mây trôi nước chảy nghĩ đến một màn xấu hổ kia. Tiêu Minh triệt nhìn chằm chằm bàn tay phải của mình, sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển đến ngón tay, rồi lại đột nhiên nắm tay giấu ra sau lưng. Đáng tiếc, động tác này cũng chỉ là bịt tai trộm chuông căn bản không cách nào giảm bớt trái tim phập phồng loạn nhịp đứng ngồi không yên trong đầu hỗn loạn tạp nham trạng thái miên man bất định một lúc lâu sau hắn không thể nhịn được nữa liền sai người gọi chiến khai dương đang sửa đổi danh sách khách mời ăn mừng đến ngươi đi cách vách hỏi thuần vu đại một chút xem vương phi dự kiến lúc nào sẽ hồi phủ chiến khai dương mơ hồ không rõ điện hạ ngài đây là hôm qua nàng dùng hương dính áo không tiêu tan ta phải hỏi nàng biện pháp loại bỏ ngay lập tức Tiêu Minh Triệt giả vờ bình tĩnh lật một trang giấy, coi như cũng không phát hiện chính mình đột nhiên nóng bừng từ đầu lỗ tai đến gốc cổ. Ta hoài nghi trong hương này của nàng có độc. Quấy nhiễu khiến đầu óc hắn liên tục hiện ra hình ảnh kỳ quái, căn bản không dừng lại được. Bởi vì Tiêu Minh Triệt không muốn giúp đỡ, nên việc Lý Phượng Minh muốn mua tòa tiểu lâu ở khu chợ phía đông đành tạm thời gác lại. Thật ra nàng có thể năm nỉ ỉ ôi với người chủ nhà Hạ Quốc kia, thử xem có thể bàn điều kiện khác hay không nhưng chủ nhà hạ quốc với nàng dù sao cũng là người xa lạ bèo nước gặp nhau không giống tiêu minh triệt với nàng có quan hệ lợi ích tương đối mật thiết nàng sợ nói nhiều tất nói hớ càng không muốn sinh sự phức tạp nên chỉ có thể nghĩ cách khác trước vì thế nàng mời khương thẩm đi làm thuyết khách đến nam phường ung kinh xem nhà khác gần giờ thân lý phượng minh ra ngoài hơn nửa ngày mới hậm hực trở về ánh nắng vừa vặn buổi chiều gió nhẹ ấm áp nàng liên sai người lấy chút trà quả lại gọi tân hồi cùng thuần vu đại cùng nhau ngồi xuống bàn đá nhỏ trước tường hoa nam phường không có cửa hàng nào hợp tâm ý của điện hạ sao buổi sáng thuần vu đại phụng mệnh ở lại giúp chiến khai dương sửa sang lại giấy chép nên không đi theo ra ngoài như nàng vừa nhìn thấy bộ dáng mặt mày ủ cho của lý phượng minh liền đại khái đoán được kết quả lý phượng minh tay phải nâng má tay trái bưng trà suy sụp đến mức tạm thời không muốn nói chuyện tân hồi liền giải thích với thuần vu đại thực ra là có hai chỗ thích hợp nhưng người ta đang làm ăn phát đạt không có ý muốn bán cửa hàng nói như vậy thì chỉ còn mỗi tòa tiểu lâu ở đông thị thôi ư thuần vu đại trầm ngâm một chút cẩn thận đề nghị điện hạ buổi sáng hoài vương sai người đến hỏi mấy giờ ngài trở về giống như có việc muốn nói có lẽ ngài có thể nhân cơ hội này để đàm phán lại với hắn một lần nữa xem tân hồi nhỏ giọng phản đối nếu hoài vương lại cự tuyệt nữa vậy mặt mũi điện hạ biết đặt ở đâu theo ta thấy chi bằng cứ tạm thời hoãn lại một thời gian cùng lắm thì đợi nửa năm một năm nữa kiểu gì cũng sẽ có cửa hàng thích hợp muốn bán đi. Việc buôn bán của Tề quốc cực kỳ thịnh vượng, ngoại trừ thương nhân trong nước ra, thì thương nhân các nước khác lui tới ung kinh đều nhiều như cá giết sang sông. Theo quan điểm của Tân Hồi, thì chỉ cần có kiên nhẫn, tuy tốn mất nhiều thời gian chờ đợi, nhưng rồi sẽ có ngày có thể mua được cửa hàng mà mọi phương diện đều hợp tâm ý của Lý Phượng Minh. Đáng tiếc là Tân Hồi vẫn không hiểu rõ, Lý Phượng Minh vốn không chờ nổi. Nàng nhìn chằm chằm vào bức tường hoa, lười biếng cười khổ, Tân Hồi, Ngươi đoán xem tại sao ta lại vội vàng muốn tiết kiệm tiền. Không phải ngài nói tiết kiệm tiền để đi sủng hạnh Mỹ Nam khắp thiên hạ sao. Đùa ta hả? Ở phương diện nào đó mà nói, Tân Hồi là một người rất thành thật. Chưa đợi Lý Phượng Minh lên tiếng, thuần vu đại đã bất đắc dĩ nhìn nàng trước. Đồ ngốc, cho dù trong tâm điện hạ có ba phần chơi bời, thì cũng không đến mức thật sự chỉ vì chút chuyện này mà lăn lộn mù quáng. Đã đến tình trạng phải đi hòa thân để bảo vệ mạng sống, làm sao Lý Phượng Minh có thể không nguyện ý sống yên ổn qua ngày chứ? nhưng nàng không thể chỉ biết hưởng bình tĩnh an nhàn trước mắt. Có trời mới biết cuộc sống như thế này còn có thể kéo dài thêm bao lâu nữa. Nếu chiều cục ngụy quốc sinh biến mà nàng còn chưa chuẩn bị chạy trốn cho tốt thì cũng đừng mong trông cậy vào tế quốc sẽ dốc toàn lực để bảo vệ một vương phi dị quốc đến đây hòa thân. Lý Phượng Minh rũ mi che đi suy nghĩ dưới đáy mắt, đem chén trà nóng uống một hơi cạn sạch. Ta lại đi xin tiêu minh triệt lần nữa vậy. Nếu hôm nay hắn vẫn không đồng ý hỗ trợ, vậy ngày mai ta lại đổi một cách xin khác. Thế gian trừ chết ra thì không có chuyện gì lớn cả. Giữa mặt mũi và mạng nhỏ, nàng chọn cái phía sau. Trước khi đến nước tề, Mama đã từng dạy Lý Phượng Minh rằng phải biết tùy cơ ứng biến. Hơn nữa bản thân nàng cũng đã xem qua mấy quyển sách tương tự như anh Hoa Bảo Giám rồi. Cho nên nàng đối với chuyện nam nữ ân ái díu dít kia cũng không phải hoàn toàn không biết. Hôm qua ở trên xe ngựa ngoài mặc dù ngoài ý muốn làm cho nàng xấu hổ, ngựa ngùng, quẫn bách, luống cuống, thậm chí còn không có mặt mũi mà kể lại cho thuần vu đại cùng tân hồi nghe nhưng trước mắt đã qua một đêm lại cộng thêm nửa ngày hôm nay nàng đã có thể kiên trì mạnh mẽ áp chế phần không được tự nhiên trong lòng kia lại cũng không phải nàng tùy tiện hay gì nhưng vì người đụng phải nàng là tiêu minh triệt nên tiếp nhận cũng dễ dàng hơn một chút dù sao lúc trước lựa chọn hòa thân nàng chính là ôm tâm tình bi tráng hy sinh thân thể để tự cứu mình nếu không phải trùng hợp là tiêu minh triệt không muốn làm vợ chồng với nàng vậy chuyện nên phát sinh đã sớm xảy ra rồi bản tính của tiêu minh triệt cũng không phải là lãng tử trang hoa đối với loại diện mạo này của nàng lại có bóng ma hôm qua chắc là vô tình lỡ tay đụng phải mà thôi lý phượng minh vừa đi vừa ở trong lòng thuyết phục chính mình chuyện nhỏ vấn đề không lớn hắn vốn kiên kỵ đối với loại diện mạo này của ta giờ không cẩn thận đụng phải ta tính ra vẫn là hắn phải chịu thiệt ừm chưa nói ta đối với tướng mạo của hắn ngược lại rất hài lòng cùng lắm thì tí nữa ta cũng chạm vào hắn một chút là hòa rồi mặc dù biết tiêu minh triệt tuyệt đối không bao giờ để cho nàng chạm vào nhưng tưởng tượng mình ở trước ngực hắn động tay động chân rồi lại nghĩ đến cảnh hắn hoảng sợ xù lông tại chỗ lý phượng minh lại đột nhiên không thấy xấu hổ thậm chí có chút hả hê khi thấy người gặp họa đáng tiếc đến bắc viện tiêu minh triệt lại không có ở đây người phục vụ bẩm buổi chiều có khách đến cửa điện hạ lúc này hẳn là còn ở tiền sảnh nếu vương phi nương nương có việc gấp nếu tiêu minh triệt đang bận tiếp khách ở tiền sảnh lý phượng minh tất nhiên không thể không có chừng mực mà cho người đi thúc giục không vội không vội nàng nói với thị nữ đi theo mình châu nhi ngươi ở lại bên này chờ điện hạ trở về ngươi lập tức chạy phòng bên cạnh thông báo cho ta châu nhi phúc lễ đáp ứng vâng nương nương sau khi dặn dò xong lý phượng minh liền trở về phòng bên cạnh làm việc của mình thuần vu đại dựa theo nàng phân phó lấy tất cả các phương thuốc đến lại gọi thêm cả tân hồi ba người tiếp thu ý kiến quần chúng sàng lọc sơ bộ chọn ra một nhóm nguyên liệu dễ kiếm thích hợp để nhanh chóng sản xuất hàng loạt công thức kem dưỡng da tân hồi từ ngày mai mỗi ngày ngươi đi đến chợ phường tìm kiếm những thương gia đáng tin cậy có thể cung cấp vật liệu lâu dài thuần vu người sắp xếp xong xuôi mấy chuyện châu nhi liền đến bẩm báo nói tiêu minh triệt đã từ sảnh trước trở về bắc viện lý phượng minh buông chuyện trong tay xuống cũng không dẫn thêm người một mình đi tới bắc viện tiêu minh triệt nghe nói lý phượng minh tới tìm hắn lại thấy châu nhi đã đi phòng bên cạnh mời nàng liền ở lại trong viện chờ vốn hắn có thể vào thư phòng chờ nhưng hôm nay trong thư phòng vẫn có mùi hương khiến hắn tâm phiền ý loạn hắn sợ nếu đợi lát nữa để Lý Phượng Minh vào thư phòng, mùi hương kia sẽ càng nồng đậm, có lẽ đến ngày mai cũng không tan hết. Vì thế hắn chắp tay đứng trước bụi mẫu đơn ở trong viện đến mức xuất thần. Thời tiết gần đây đã ấm áp hơn, những đóa mẫu đơn này cũng nở bung rực rỡ. Trước kia Tiêu Minh Triệt không quá chú ý đến những chuyện vật vãnh trong phủ, nhưng giờ phút này nhìn kỹ, mới phát hiện màu sắc của những bông mẫu đơn này, phẩm chất đều có khác biệt dị thường. Trong đó, cái loại được gọi là túy nhan phi dễ khiến người ta chú ý nhất màu sắc của nó thiên về màu đỏ bạc nhạt hoa nghiên trắng lệ lại có vài phần thoải mái lưu phong tiêu sái ánh nắng chiếu lên hoa liền hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ như trâu như ngọc kỳ quái sao càng nhìn càng quen mắt tiêu minh triệt không được tự nhiên rời ánh mắt ra vừa ngẩng đầu lại thấy lý phượng minh đang đi giữa ánh sáng mà đến trong lòng hắn hơi giật mình nhất thời hiểu ra vì sao nhìn mấy đóa túy nhan phi kia lại cảm thấy quen mắt trong đầu lại lập tức hiện lên quang cảnh xấu hổ ngày hôm qua Tiêu Minh triệt rất không được tự nhiên rũ mi mắt xuống, cố gắng chấn định. Nếu nghiêm khắc dựa theo quy chế Tề quốc, cho dù là ở trong Hoài Vương phủ, khi Lý Phượng Minh nhìn thấy Tiêu Minh triệt cũng phải hành lễ của thê tử trước. Nhưng hai người vốn không phải quan hệ vợ chồng bình thường, Tiêu Minh triệt lại chột dạ, liền khoát khoát tay, gật đầu với nhau, coi như đã chào hỏi. Nghe nói nàng tìm ta, sau khi hai người chăm miệng một lời hỏi ra câu này xong, đều đồng thời ngẩn người. Lý Phượng Minh hoàn hồn đầu tiên, buổi chiều vừa hồi phủ liền nghe nói buổi sáng ngài muốn tìm ta lúc ta đến đây thì ngài đang ở tiền sảnh tiếp khách. Liên trinh từ nam cảnh hồi kinh, thuận đường đưa mẫu thân cùng tỷ tỷ của chiến khai dương tới. Tiêu Minh triệt bưng mặt lạnh lùng, lúc nói chuyện lại nhìn mấy đóa mẫu đơn kia. Hắn thế mà đang giải thích nguyên nhân mình vừa rồi không có ở đây. Lý Phượng Minh có chút ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu quan sát sườn mặt hắn một lát, nhất thời say sưa. Đây là cơ hội tốt để nàng bàn điều kiện, bởi vì hiển nhiên là Tiêu Minh Triệt vẫn đang trột dạ vì chuyện hôm qua, không biết nên bồi tội như thế nào. Lý Phượng Minh cố nén ý cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại bày ra dáng vẻ giải quyết việc chung, vậy nói chuyện ta muốn tìm ngài trước nhé. Được, chuyện hôm qua trên xe ngựa, mặc dù ngài đã xin lỗi, nhưng sau đó ta càng nghĩ càng thấy thua thiệt. Nhưng mặc dù ta không cam lòng, thì cũng không đến mức đánh ngài mắng ngài, đúng không? Lý Phượng Minh hấp thu bài học lần trước, không đùa giỡn ẩm ý nữa, mà nghiêm túc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hai chúng ta suốt ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhưng sau này còn có trường hợp phải cùng nhau lộ diện trước mặt người khác, nên không thể lúc nào cũng buồn bực xấu hổ im lặng cứng đờ như vậy được vì vậy chuyện ngày hôm qua phải có một kết thúc tiêu minh triệt rất tán thành nàng muốn kết thúc như thế nào lý phượng minh hơi nâng cằm ngữ khí thản nhiên ta cũng đụng vào ngài một chút sau đó liền hòa nhau không ai nợ ai về sau không ai được nhắc đến chuyện ngày hôm qua nữa tiêu minh triệt quay đầu trố mắt thấy hắn kinh ngạc không nói gì lý phượng minh biết rõ còn cố hỏi sao không nói lời nào thế hay là ngài cảm thấy điều kiện này không công bằng theo đạo lý mà nói, phương thức giải quyết mà nàng đưa ra hình như là công bằng, nhưng Tiêu Minh Triệt nghe thế nào cũng cảm thấy hoang đường. Nàng, trong đầu hắn lung tung rối loạn, nhất thời không biết nên nói như thế nào, đành nói, đổi điều kiện đi. Lý Phượng Minh chỉ chờ những lời này của hắn. Vậy ta lùi lại một bước, nếu ngài chịu dành thời gian cùng ta đi gặp người chủ nhà Hạ Quốc ở khu chợ phía đông kia một lần, giúp ta mua tòa tiểu lâu kia, như thế, hai chúng ta cũng coi như hòa nhau. Tuy rằng yêu cầu này cũng có chút không theo bốn sáu, nhưng tiếp theo phía sau phương án giải quyết hoang đường lúc trước của nàng so sánh hai cái đương nhiên có vẻ đứng đắn hơn rất nhiều tiêu minh triệt đối diện với ánh mắt của nàng nội tâm bắt đầu trời đất giao chiến thấy hắn có chút buông lỏng lý phượng minh lập tức thuận thế leo lên sau khi mua được tiểu lâu điều lúc trước ta đã hứa sẽ cho ngài hồi báo cũng thực hiện như đã hẹn giúp ngài dạy chiến khai dương làm việc mở rộng quy mô xưởng ở quế tử khê ta đã nói là sẽ làm tính toán cẩn thận mối làm ăn này ngài chỉ có lời chứ không có lỗ cách giải quyết vấn đề này nghe so với ta cũng chạm vào ngài một chút thì tốt hơn nhiều được tiêu minh triệt mặc dù đáp ứng nhưng cũng không quên vạch ra điểm mấu chốt ta chỉ là cùng nàng đi gặp chủ nhà kia còn những cái khác mặc kệ về phần để hoài vương điện hạ bán rẻ tiếng cười bồi rượu mua vui gì đó nghĩ cũng đừng nghĩ tới lý phượng minh tươi cười rạng rỡ thành giao kỳ thật chủ nhà người ta cũng không có ý khinh bạc hay gì chỉ cần hắn chịu cùng đi lộ diện sự tình chắc chắn có đường xoay chuyển chuyện ta muốn nói đã thỏa đáng rồi giờ đến lượt ngài lý phượng minh nhắc nhở buổi sáng ngài tìm ta là muốn nói gì tiêu minh triệt liếc về phía túi hương bên hông nàng cái mùi hương kia của nàng quá nồng nặc ta không may bị dính vào có phương pháp nào loại bỏ ngay lập tức không la li dạ hương làm sao ngài có thể dính vào được lý phượng minh phảng phất như gặp quỷ thứ kia không có bá đạo như ngài nói đâu mặc dù lưu hương kéo dài nhưng cũng có thời hạn nhất định ta chỉ dùng mỗi đêm hôm trước thôi cho dù có dính y phục thì hôm qua đeo u an hương cũng tiêu tan hơn phân nửa rồi như thế nào cũng không thể dính trên người ngài được hôm qua là ngày tiến cung gặp hoàng hậu tây quốc cần phải dùng trang trọng tao nhã cho thích hợp bởi vì đêm hôm trước dùng la li dạ hương nàng sợ mùi hương kia quá mức nồng đậm sẽ khiến hoàng hậu khó chịu nên đặc biệt đeo u lan hương để mùi kia tiêu tan nhanh chóng hơn chút nghe nàng nói một trận như vậy tiêu minh triệt không khỏi lâm và hoài nghi bản thân hắn nghi hoặc nhíu mày nhưng trên người ta thật sự có mùi thơm giống y hệt mùi lần trước ở hành cung. Lần ở hành cung kia là bởi vì ta với ngài cùng ở trong chướng cả đêm. Nếu là ở chung bình thường thì hương kia sẽ không dễ dàng lưu lại trên thân người khác. Lý Phượng Minh chăm mối không giải thích được. Hôm qua chúng ta chỉ ở chung trên xe ngựa mỗi hai quãng đường cả đi cả về, cộng lại còn chưa tới nửa canh giờ. Huống hồ lúc ấy trên người ta đeo chính là u lan hương, cũng không dính y phục, rất nhanh là tan rồi. Long nang tràn đầy khó hiểu, dứt khoát tiến lên nửa bước người thử. Hành động này khiến tiêu minh triệt mãnh liệt lùi lại, nàng làm gì vậy? Ta không ngửi thấy mùi thơm trên người ngài, Lý Phượng Minh vẫn chưa so đo sự lảng tránh của hắn, chỉ nghi ngờ nhìn hắn, ngài có muốn triệu phủ y đến xem không? Nàng hoài nghi, hoài vương điện hạ đáng thương này, không chỉ khi còn bé vị giác có vấn đề, mà bây giờ khứu giác có thể cũng đột nhiên hỏng rồi. Nếu không nữa, thì là đầu óc bị hỏng, toàn nghĩ mấy cái điên điên khùng khùng gì không biết. Hôm sau, sau khi vị chủ nhà Hạ Quốc kia nhìn thấy tiêu minh triệt, tâm trạng kích động lộ rõ trên mặt. Mặc dù Tiêu Minh Triệt vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng cảm tạ hậu ái của nàng, cũng không tiếp nhận chén rượu nàng dâng lên, mà là do Lý Phượng Minh thay mặt uống giúp, nàng vẫn rất hài lòng. Lý Phượng Minh được tính là người mua hào phóng, ngay từ đầu chưa từng ép giá, còn đáp ứng điều kiện kèm theo kỳ quái của chủ nhà. Bây giờ đã được toại nguyện, chủ nhà đối với nàng cũng có qua có lại, chủ động đem giá giao dịch giảm thêm 10 lượng vàng, cũng hứa trong vòng 2 ngày sẽ hoàn thành khế thư giao nhận của tiểu lâu. Tiểu lâu yêu thích trong lòng thuận lợi đến tay, còn tự dưng tiết kiệm thêm được 10 lượng vàng, điều này khiến cho Lý Phượng Minh hết sức vui vẻ. Nhưng mặt mũi Tiêu Minh Triệt vô hình bị người ta niêm yết công khai giá 10 lượng vàng, trong lòng đương nhiên không hề dễ chịu. Thấy hắn khó chịu, Lý Phượng Minh liền cười hỏi, ngài có yêu thích cái gì không? Ví dụ như bảo mã danh câu, tranh chữ đồ chơi quý giá linh tinh chẳng hạn. Hắn suy nghĩ một chút theo lời này, mới mờ mịt phát hiện ra rằng, tuy bản thân đã sống qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng lại giống như không có đặc biệt yêu thích cái gì hết nàng hỏi cái này làm gì? Lý Phượng Minh mặt mày cong cong, nửa thật nửa giả nói, trước tiên hỏi thăm rõ ràng sở thích của ngài, chờ tương lai ta kiếm được thật nhiều tiền, cũng dễ mua cho ngài mà. Loại lời hứa hư vô mờ mịt này, bình thường đều là thuận miệng lừa gạt người, từ lúc tiêu minh triệt lên 9 tuổi đã biết không thể coi là thật. Hắn nghe xong mặt lạnh không chút thay đổi, ngay cả một ánh mắt thờ ơ cũng lười cho. Tuy nói không tin, nhưng hai chữ tương lai trong lời nói của Lý Phượng Minh vẫn khiến đáy lòng hắn không khỏi vì đó mà thỉnh thịch khẽ động sau khi tiểu lâu đến tay tân hồi theo lời lý phượng minh phân phó đến thị phường ung kinh lựa chọn thương nhân có thể cung cấp nguyên liệu lâu dài thuần vu đại thì mỗi ngày chạy một chuyến đến xưởng ở quế tử khê hướng dẫn giảng giải cho nhóm thợ thủ công chế tác các loại son phấn hương thơm theo yêu cầu bởi vì thuần vu đại luôn đi sớm về muộn nên việc dạy chiến khai dương làm thế nào để chép giấy hợp quy tắc liền tạm thời do lý phượng minh tiếp nhận mà tiêu minh triệt cũng rất bận rộn hắn đang cùng khương thúc thẩm tra đối chiếu chuẩn bị công việc cho tiệc ăn mừng nhưng từ ngày 16 tháng 4, không biết vì chuyện gì mà bị triệu vào cung, lại liên tiếp mấy ngày đều như thế, luôn đến tận tối muộn mới về. Đến ngày 20 tháng 4, Tiêu Minh Triệt rốt cục không phải tiến cung nữa, liền ở trong Bắc viện đóng cửa không ra. Cả ngày, hắn chỉ cho phép Khương Thúc đưa một bữa cơm canh đi vào, ngay cả chiến khai dương cầu kiến cũng bị cự tuyệt. Vì sao tề đế triệu Tiêu Minh Triệt tiến cung mấy ngày liên tiếp? Rồi tại sao Tiêu Minh Triệt sau đó lại cả ngày đóng cửa không ra? Lý Phượng Minh không biết nội tình, Tất nhiên là có nghĩ đến vỡ đầu cũng không giải quyết được. Nàng từng hỏi Chiến Khai Dương, nhưng Chiến Khai Dương giữ mồm giữ miệng rất kín, trước khi được Tiêu Minh triệt đồng ý, mặc cho nàng dụ dỗ lừa gạt thế nào cũng không nói. Ngày hôm sau, khi Lý Phượng Minh nhìn thấy bản cửa cung chép phần mới nhất, không cần hỏi lại đã có đáp án. Trên giấy ghi lại ba thông báo mới xuất hiện sáng nay ở cửa cung. Thứ nhất, trong quân đội biên giới thêm chức vụ đô tư, không phân biệt có chiến tranh hay không. Đóng quân trường kỳ trong việc giám sát quân vụ đô tư không nắm giữ binh phù nhưng tướng soái phải chịu chế độ quản thúc này đô tư không bị binh bộ ước thúc có thể trực tiếp bẩm báo mọi sự với hoàng đế thứ hai tề đế khâm điểm cho hoài vương tiêu minh triệt là người đầu tiên nhậm chức đô tư tại nam cảnh của đại tề thứ ba theo thái tử ứng tấu tề đế cuối tháng này sẽ ở trong cung chuyên môn mở tiệc khánh công vì đại thắng loa sơn khao thưởng cho hoài vương anh dũng trong trận chiến này khi người quá đáng lý phượng minh mặt như băng xương nhẫn nhịn lắm mới không xé tờ giấy chép kia thành mảnh nhỏ triển khai dương vẫn là lần đầu tiên thấy nàng chân chính nổi giận cả kinh đến mức thấy sau cổ phát lạnh chức vụ đô tư biên quân có quyền lực không nhỏ điện hạ nhà chúng ta là người được nhậm chức đầu tiên từ khi lập quốc tới nay thái tử lại tấu thỉnh bệ hạ ở trong cung đặc biệt tổ chức tiệc mừng cho đại thắng loa sơn điều này đối với điện hạ chúng ta đều là chuyện tốt phải không vốn hoài vương phủ chỉ tính toán nhà mình thiết yến chúc mừng mà thôi hiện giờ do hoàng đế làm chủ tất cả tông thân trọng thần đều tham dự rõ ràng càng dài mặt mà ngươi cho rằng đây là chuyện tốt Lý Phượng Minh càng có thể cảm nhận được Tiêu Minh Triệt những năm này có bao nhiêu gian nan. Thân sắc cùng ngữ khí của nàng đều không tốt, Chiến Khai Dương mặc dù không rõ mình sai chỗ nào, nhưng cũng thức thời không nói nữa, thỉnh Vương phi chỉ giáo. Thái độ khiêm tốn xin thỉnh giáo này, Lý Phượng Minh rất là hưởng thụ. Nhưng mà giờ phút này nàng không có tâm tư nói nhiều với Chiến Khai Dương, ngày khác sẽ chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Ngươi làm việc của mình trước đi, ta muốn đi Bắc viện một chuyến. Động tác liên tiếp này của thái tử, thoạt nhìn là đang nâng đỡ Tiêu Minh Triệt nhưng thực tế căn bản là cố ý đẩy hắn đến vị trí dễ thấy, khiến cho hắn chưa kịp phòng bị đã trở thành bia ngắm của các phe. Lý Phượng Minh vốn tưởng rằng, hôm qua Tiêu Minh triệt khổ sở đến mức đóng cửa bác viện không chịu gặp người, thì hôm nay nàng muốn gặp hắn, sợ là phải tốn chút công phu. Lại không ngờ, người phục vụ đi thông bẩm sau đó trở về trả lời, điện hạ mời Vương Phi rời bước tới thư phòng gặp mặt. Sau khi vào thư phòng, Lý Phượng Minh kinh ngạc phát hiện, Tiêu Minh triệt vẫn chưa xa suốt tinh thần như nàng tưởng tượng. Hắn hiển nhiên biết Lý Phượng Minh đi vào, nhưng không ngẩng đầu lên, cũng không lên tiếng, càng không ngừng bút. Vì thế Lý Phượng Minh không quấy dày, chỉ đứng trước giá sách, yên lặng nhìn hắn. Hôm nay hắn mặc cẩm bào dệt kim màu xanh lam, giờ phút này ngồi ngay ngắn thẳng tắp ở sau bàn, nghiêm túc chuyên chú chấp bút múa bút, cả người lộ ra một cỗ khí thế sắc bén khó có thể nói thành lời. Đó là một loại im ắng nhưng quật cường dẻo dai, kia là biết rõ phần thắng không lớn, nhưng vẫn muốn buông tay dũng cảm đánh cược một lần. Thật lâu sau, Tiêu Minh Triệt mới để bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, tìm ta có việc gì? Ta đoán ngài lại bị người khác bắt nạt, Lý Phượng Minh chớp mắt xua tan sương mù nơi đáy mắt, tươi sáng cười nói, có muốn ta giúp đỡ không? Tiêu Minh triệt nhìn nàng chăm chú không chớp mắt, sau mấy hơi thở, mới nhàn nhạt, nhạt nhẹ nhàng đáp, muốn. Lý Phượng Minh đi qua ngồi cách bàn với hắn, động tác nhẹ nhàng cầm tờ giấy hắn viết lúc trước ra xem. Trong lúc nhanh chóng xem xét, nàng cũng không ngẩng đầu lên hỏi, chuyện gì đã xảy ra khiến thái tử đột nhiên nhắm vào ngài. Tiêu Minh triệt bình tĩnh lạnh nhạt Liêm Trinh thỉnh tội với Phụ Hoàng, giải thích vấn đề một bộ phận quân lương của Nam Cảnh đi về phía không rõ ràng. Đầu tháng này, Liêm Trinh từ Nam Cảnh trở về Kinh. Bởi vì thuận đường hộ tống mẫu thân cùng tỷ tỷ của chiến khai dương hồi Kinh, lúc ấy hắn đến hoài vương phủ bái kiến Tiêu Minh Triệt. Hắn hỏi nguyên nhân lúc trước Tiêu Minh Triệt bị phạt ở hành cung, hiểu được là bị mình liên lụy, ngày hôm sau liền chủ động tiến cung, một mình giải thích cho tế đế vấn đề sổ sách quân lương. Vừa là thỉnh tội, cũng coi như là thay Tiêu Minh Triệt kêu oan. Kỳ thật chuyện sổ sách quân lương rất đơn giản, cho dù Tiêu Minh Triệt không biết rõ tình hình, cũng không liên quan đến trong đó. Nam cảnh hai ba ngày đầu là chiến hỏa, có khi chi tiết thương vong trận trước còn chưa sửa sang lại xong, đã lại đánh nhau. Đến ngọn nến cũng không chịu nổi hai đầu thiêu, hú chi liêm trinh chỉ là thân thể phàm tục. Cho nên, danh sách tướng sĩ chết trận mà hắn đệ trình lên binh bộ bị trì hoãn hai ba tháng. Nhưng trong hai ba tháng trì hoãn này, trong kinh không biết binh lính nào đã chết trận, nên binh bộ vẫn dựa theo số lượng người trước đó phân phát tiền bạc cho biên quân. Có khi chờ bạc đến Nam Cảnh, binh lính chết trận đã nhập thổ an táng được mấy tháng rồi. Liêm Trinh chưa bao giờ đem số tiền này trả lại cho binh bộ, nhưng cũng không tham ô, hắn đều gửi hết đến tận tay gia quyến của các tướng đã sĩ chết trận. Hành động này mặc dù không ổn, nhưng phù hợp với tình người, cũng có lợi cho việc duy trì nguồn lực biên giới. Bởi vậy Tề Đế sau khi nghe Liêm Trinh chủ động tiến cung thỉnh tội xong, vẫn chưa giáng tội, chỉ không nhẹ không nặng răn dạy vài câu, thái độ có thể coi là ngầm đồng ý. Lý Phượng Minh hít sâu một hơi, cho nên vì bồi thường cho ngài phải chịu ủy khuất, thái tử đề nghị phụ hoàng ngài liền sảng khoái đồng ý, cho ngài chức đô tư, cũng quyết định gióng chống khua chiêng thiết tiệc ăn mừng cho ngài trong cung. Đúng, Tiêu Minh Triệt bất đắc dĩ, Liêm Trinh tiến cung cũng không phải do ta bày mưu tình kế. Đáng tiếc, hiển nhiên thái tử sẽ không tin vào sự thật này. Lần trước ở hành cung, bởi vì Lý Phượng Minh âm thầm tặng một phần đại lễ, để hoàng hậu một lần nữa lấy lại quyền nói chuyện tuyệt đối của hậu cung, nên trong lòng thái tử ghi nhớ phần ân tình này, lúc ấy cũng không cảm thấy Tiêu Minh Triệt có thể uy hiếp mình cái gì, cho nên đáp lại thiện ý ngang nhau. Nhưng hiện tại, Liêm Trinh vì muốn chứng minh Tiêu Minh Triệt vô tội trong vấn đề khoản quân lương ở Nam Cảnh, mà dám mạo hiểm chấp nhận rủi ro chọc giận Long Nhan, chủ động gặp Thánh tự thú, điều này đủ để cho thái tử giật mình. Tiêu Minh Triệt ở trong quân đã thành lập được uy tín nhất định thái tử vốn đã có đối thủ mạnh mẽ như hàng vương há Hà có thể dễ dàng tha thứ cho một hoài vương có thể ảnh hưởng đến quân đội dưới mí mắt mình cho nên hắn cố ý đề xuất bổ sung chức đô tư nhìn bên ngoài thì giống như là diều rát ngài nhưng thực tế lại là phủng sát lý phượng minh vô cùng chắc chắn đô tư vòng qua binh bộ trực tiếp bẩm sự với hoàng đế binh bộ dẫn đầu tất sẽ không có thiện ý với tiêu minh triệt còn nữa chức vị này mặc dù không trưởng binh phủ nhưng có thể quản chế tất cả các thống soái tiền tuyến có quyền nhúng tay vào tất cả quân vụ ngoại trừ điều binh. Điều này vô cùng đột ngột, rất dễ dẫn đến chuyện các tướng lĩnh cùng Tiêu Minh Triệt sinh ra xung đột, từ đó thay đổi tâm tính đối với hắn. Trước đó Tiêu Minh Triệt đều là tạm thời được phân công đi, bình thường chỉ ở tiền tuyến tầm 3 đến 5 tháng. Tạm thời nhận lệnh đi thay Thiên Tử Đốc Quân, chức trách vốn chỉ là cổ vũ lòng người, hoàn toàn có thể trốn ở nơi an toàn ăn ngon uống say, nếu chiến sự không quá gấp liền có thể phất tay áo hồi kinh giao nộp. Nhưng Tiêu Minh Triệt luôn liều mạng ra trận, không tiếc cùng các tướng sĩ vào sinh ra tử, cũng không vượt quyền chạm tay vào sự vụ bên cạnh. Hoài vương như vậy, mọi người tất nhiên là kính phục. Về sau lấy chức đô tư thường trú ở biên cảnh, tình huống có thể rất khác nhau. Hắn sẽ giám sát công việc, kiểm tra sổ sách sự vụ trong quân hàng ngày, nếu có xảy ra vấn đề thì phải chịu trách nhiệm. Mặt khác, hắn không thể điều binh, lại có thể khiển tướng, tất cả tướng quân đều phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc. Về lâu dài, điểm hảo cảm mà hắn vào sinh ra tử trong quân đội sẽ bị phân hóa rồi tan rã vô hình. Còn nữa, hàng vương thấy thái tử dìu dắt ngài như vậy, nhất định sẽ coi như ngài đã đứng xếp hàng bên phe thái tử. Mà ngài lại phải thường trú ở biên cảnh, rất khó có thể củng cố vững chắc nhân mạch trong chiều. Chỉ cần có chút sơ hở, thì mấy quyển tấu chương luận tội là có thể lật đổ ngài. Lý Phượng Minh cắn răng cười lạnh, thủ đoạn của thái tử rất hay, chỉ dựa vào chức đô tư mới tăng thêm, liền chặn tất cả mọi con đường của ngài. Trong loại chuyện liên quan đến tiền đồ sinh tử này, tiêu minh triệt không có tối dạ như vậy, nếu không cũng không thể lăn lộn được thành thân vương hôm trước tề đế vỗ bản định án hôm sau hắn liền tự nhốt mình suy nghĩ trước sau mặc dù chậm một chút nhưng rốt cuộc vẫn là hiểu rõ từng tầng hiểm ác ở giữa hắn nhất định phải tìm cách thoát khỏi khốn cảnh này trước khi chính thức tiếp nhận bổ nhiệm đô tư nếu không càng về sau càng khó toàn thân trở ra coi như ta lo lắng vô ích không ngờ ngài cũng không phải là đèn đã cạn dầu lý phượng minh dùng đầu ngón tay chạm vào tờ giấy trước mặt càng nhìn hắn càng thấy thuận mắt Vừa rồi Tiêu Minh Triệt đang viết tấu chương cho tế đế. Hắn đề nghị con cháu từ quận vương trở lên thay phiên nhau đảm nhiệm chức đô tư, nửa năm đổi một lần. Chỉ cần tế đế chuẩn bản tấu của hắn, chẳng khác nào tất cả đệ tử hoàng tộc từ quận vương trở lên đều phải cùng nhau giúp hắn phân tán lực chú ý khắp nơi. Đây là đối sách Tiêu Minh Triệt hao phí một ngày một đêm mới nghĩ ra, tuy là chậm một chút, nhưng lại là thượng sách. So với lần trước ở hành cung, dùng chiêu bị đánh ngu ngốc của mình để đổi lấy hạ vọng thủ sĩ, lần này ngài thật sự thông minh hơn rất nhiều quả nhiên là thời tiết ấm áp đầu óc cũng linh hoạt hơn chút nhỉ nghe câu khích lệ kỳ dị này của nàng xong tiêu minh triệt không được tự nhiên cười nhạt một tiếng muốn khen thì khen cho hẳn hoi nói đi cũng phải nói lại thái tử bắt nạt ngài như vậy ngài lại chỉ cầu tự bảo vệ mình thoát thân thật sự quá dễ tính rồi lý phượng minh nhướng mày với hắn không muốn bắt nạt ngược lại sao tiêu minh triệt nửa tin nửa ngờ nhìn nàng làm sao để bắt nạt lại chỉ cần ngài muốn ta tất sẽ có cách chúng ta đi từng bước một tới đầu tiên trên phần tấu chương này của ngài thêm một câu. Thì thầm nói xong chiêu gây tổn hại của chính mình, Lý Phượng Minh cười đến đầy bụng ý nghĩ xấu, đối với bên ngoài thì nói, đều là thái tử dạy ngài, hiểu chưa? Nàng cũng không phải là người có tấm lòng Bồ Tát suốt ngày lui một bước trời cao biển rộng, đối với một số việc thậm chí có thủ tất báo. Hiện giờ Tiêu Minh Triệt cùng nàng có lợi ích liên quan, thái tử đột nhiên chuyển mũi nhọn ra tay tàn nhẫn với Tiêu Minh Triệt, nàng đương nhiên muốn cho thái tử oa oa khóc lớn thái tử cố ý đẩy tiêu minh triệt ra thay hắn đỡ hộ mấy đao đến từ hàng vương nàng lại muốn đem những mũi đao này bắn trở về cho hắn thái tử cùng Hằng vương đấu nhiều năm như vậy đã sớm không có khả năng giảng hòa chỉ cần có người gõ nhẹ một bên trống hai người bọn họ sẽ lập tức mở ra một vòng chiến đấu kịch liệt mới tiêu minh triệt suy nghĩ một lát đây là muốn làm cho Hằng vương cho rằng thái tử đã bắt đầu bố trí cướp đoạt thế lực quân đội lý phượng minh không chút do dự gật đầu thái tử bắt nạt ngài như vậy ta nhịn không được muốn làm cho hắn oa oa khóc lớn mỗi lần ai đó bắt nạt ta dường như nàng còn tức giận hơn ta tiêu minh triệt không rõ giờ phút này thứ đang quay cuồng trong ngực hắn là cái gì ta là người không dễ dàng chịu thiệt hôm nay thái tử bắt nạt ngài cùng bắt nạt ta có gì khác nhau nắm tay lý phượng minh khẽ đấm vào mặt bàn hắn muốn chặn tất cả khả năng ngài đứng vững gót chân trong chiều còn muốn đưa ngài đến bên cạnh xung quân lâu dài ta đây có thể nhịn hắn mới lạ nếu tiêu minh triệt lâu dài không ở trong kinh rất nhiều trường hợp nàng sẽ không có cơ hội đi Vậy làm sao biết được nhiều phu nhân quý nữ hơn? Nếu không thể biết nhiều phu nhân quý nữ, nàng đi đâu kiếm đủ tiền tiết kiệm chứ? Thái tử lần này đột nhiên nhằm vào tiêu minh triệt, căn bản là đang cắt đứt con đường tài lộc của nàng. Đương nhiên, lý do nhỏ nhen của con buôn này, nàng cũng không thể không có ý tứ mà nói trắng ra ở ngoài miệng. Kỳ thật, ta cũng chưa làm gì ảnh hưởng tới hắn hết, không phải sao. Chỉ là giúp hắn và hàng vương tiếp tục đấu đá lẫn nhau mà thôi. Tiêu minh triệt hồi lâu không nói tiếp, chỉ chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, giống như đang cười lại giống như không có nàng nhất thời có chút xấu hổ làm gì nhìn ta như vậy không có gì tiêu minh triệt thu hồi ánh mắt một lần nữa nhặt cây bút đặt trên nghiên mực lên chỉ là bỗng nhiên nhớ tới nàng từng hỏi ta có thích gì hay không lý phượng minh không rõ ràng cho lắm khi đó ngài nói không có sao bây giờ đột nhiên có rồi tiêu minh triệt rũ mắt chấm mực không nhìn nàng ừm thí dụ như cái gọi là tương lai mà lần trước nàng nói tới lại ví dụ như nàng vừa nói bất nạt ngài với bất nạt ta có gì khác nhau hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền thấy thích rất thích rất rất thích điều này khiến hắn có chút luống cuống lại có chút hoảng hốt so với lúc trước thường xuyên ngửi thấy mùi la ly hương không tồn tại còn hoảng hốt hơn hết phần hai